Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 32. Sau đó, ông ta quỳ xuống, sư tôn, đệ tử bất hiếu, nhiều năm nay, vẫn không thể đưa người ra khỏi núi Vạn Long, con xin lỗi. Nói xong, ông ta dập đầu mạnh. Phía sau, Trần Đức và Diêu Mộng Vũ quay sang nhìn nhau, cũng khom lưng, hành lễ. Cách biệt trăm năm, nhìn thấy di hài sư tôn lần nữa, Cổ Lục Đạo trăm mối suy tư, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng, cuối cùng ông ta không nói ra miệng, trăm ngàn lời nói hóa thành mấy hàng nước mắt. Ông ta khóc, ai có thể nghĩ, một thần vương đỉnh phong, cường giả chí tôn học viện Thánh Phong lại cháy nước mắt vào lúc này. Hồi lâu, ông ta mới đứng dậy, đưa theo Trần. Đức, Siêu Mộng Vũ, mấy viện trưởng, hơn 30 trưởng lão lặng lẽ hạ táng Lâm Phá Sơn ngay tại đỉnh cô. Chỉ cần Cổ Lục Đạo muốn, có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Trong một ngày, chuyện ở học viện Thánh Phong như làn sóng lớn, vượt qua cả Đông Nguyên. Cuồn cuộn vô địch, vùng đất Đông Nguyên mênh mông, vô số tông môn, thế lực, đều biết sự tích Trần Bát Hoang giết Tạ Phong Vân, truyền đi khắp nơi sôi sục. Thậm chí, chuyện này truyền về Bắc Hoang, tông chủ Lưỡng Nghi Tông, Hoàng Thiên Vương giết một vị bán thánh. Tin tức này khiến tất cả thế lực sợ hãi, đám người Trình Lâm Phong của Lưỡng Nghi Tông đỏ nóng khoang mắt, kích động không thôi, hiện giờ, có Trần Đức, cuối cùng tông môn bọn họ đã bắt đầu trèo lên dốc, càng ngày càng gần với ngày trở lại thời thịnh vượng. Lập tức, danh hiệu Hoàng Thiên Vương truyền từ Bắc Hoang đến Đông Nguyên. Hoàng Thiên Vương, danh hiệu thật bá đạo. Bạc Hoang có mấy địa thiên vương, ban đầu Ưng Vương là một trong số đó, ông ta cũng chết trong tay Hoàng Thiên Vương, có thể nói Hoàng Thiên Vương dẫm lên đầu ông ta mà lên vị trí này. Nhà họ Ưng rất may mắn, hiện giờ vẫn trong thời kỳ đỉnh cao, chỉ vì trong gia tộc bọn họ đã từng có một cô gái có quan hệ thân thiết với Hoàng Thiên Vương. Bên ngoài, các loại sự tích ở Vân Tiêu giới liên quan đến Trần Đức đều được người ta đào lên, Hoàng Triều Vô Cương còn viết ba chữ Trần Bát Hoang vào sứ sách, lưu danh muôn đời. Bát Hoang, sự trưởng thành của con vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ngay cả thầy cũng bị tên nhóc con dọa sợ. Đã qua ba ngày kể từ khi Tạ Phong Vân chết, hôm nay, Cổ Lục Đạo đang uống rượu cùng Trần Đức. Vậy ư, ha ha, vẫn phải cảm ơn sư tôn cho con toại nguyện, nếu không phải người cho đi, làm sao con có thể tiến vào núi Vạn Long. Trần Đức nói giọng ôn hòa, cho dù hiện giờ thực lực của anh đã vượt qua Cổ Lục Đạo, nhưng vẫn vô cùng tỏn kính ông ta, uống nước nhớ nguồn, không có Cổ Lục Đạo, thì không có anh ngày hôm nay. Vừa uống rượu, Trần Đức vừa nói cho Lục Đạo biết những cuộc gặp chẽn núi Vạn Long, khi nghe thấy anh chữa khỏi cho Thương Huyền Đấu, có. Được hơn chục ngàn linh tinh, trong mắt Cố Lục Đạo cũng hiện lên vẻ khâm phục. Có thể nói, Trần Đức đi đến ngày hôm nay, hoàn toàn không phải do may mắn, mà là anh gan dạ hơn người, thủ đoạn hơn người. Nếu đối lại là bất kỳ người nào khác tiến vào núi Vạn Long, e rằng, chỉ sẽ thêm một bộ xương trắng trong đống người chết thôi. Ông ta không biết Trần Bát Hoang cứu bằng cách nào, anh không nói, đương nhiên ông ta cũng không hỏi nhiều, trước nay Cố Lục Đạo không quan tâm đến bí mật của người khác. Huống hồ còn là đệ tử của mình. Nhưng ông ta có thể chắc chắn, nói không hề khoa trương, cả Vân Tiêu giới, chỉ có Trần Bát Hoang mới cứu được Thương Huyền Đấu. Ngoài ra, không còn người nào khác. Hơn nữa, ai có thể khủng bố đến mức lấy cơ thể thần vương hấp thụ hàng vạn linh tinh. Ăn quá nhiều cũng bị no bụng mà chết, huống hồ là vật trời sinh như linh tinh. Mạnh như bàn khai, có được 18 linh tinh cũng chỉ luyện hóa được 6 con, không phải ư. Đừng nói thần vương, ngay cả ông ta, hấp thụ hơn vạn con linh tinh, e rằng không chết cũng phải mất lớp da. Có câu nói rất hay, có mạng lấy được, chưa chắc có mạng sử dụng. Cho nên, cơ duyên mà Trần Bát Hoang có được, có vẻ như do may mắn, trên thực tế, là được định sẵn, có thể nói những thứ đó tồn tại vì anh. Tinh. Trong lúc hai người uống rượu, đột nhiên, bên ngoài đại sảnh, không gian cuồn cuộn, một bóng hình từ trong đi ra. Nhìn thấy ông ta, đôi mắt Trần Đức ngưng lại, nô bộc của đệ ngũ Hiên, đệ ngũ Thường Vân. Đến đính cô, ông ta trực tiếp bỏ qua Cố Lục Đạo, ánh mắt dừng trên người Trần Đức, Trần Bát Hoang, chủ tôi đệ ngũ Hiên muốn gặp cậu. Mấy chữ ngắn gọn, lập tức khiến tinh thần Trần Đức kích động dữ dội. Chẳng vì lý do gì, anh lại hơi căng thẳng. Kiểu căng thẳng này giống như một đứa trẻ lưu lạc nhiều năm sập gặp được người thân của mình. Lúc này Trần Đức đã không giống ngày xưa, ban đầu anh không thể nhìn thấu thực lực của đệ ngũ Thường Vân, bây giờ,
vừa nhìn là nhìn thấu được ông ta, thần vương bát trọng. Trần Đức không khỏi kinh hãi, gia tộc đệ ngũ, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Ngay cả một nô bộc cũng là thần vương bát trọng ư. Thực lực thực sự của ông ta, e rằng đủ để chiến với cổ lục đạo một trận đấy. Thường Vân huynh, sao ông lại đến đây? Cổ lục đạo nhìn thấy đệ ngũ Thường Vân liền ngấn người, sau đó lại nhìn sang Trần Đức, Thường Vân huynh, ông quen đệ tử của tôi ư. Đệ ngũ Thường Vẻn và cổ lục đạo cũng coi như quen biết. Mấy chục năm trước, họ đã từng cùng sánh vai tác chiến, là cường giả hàng đầu của Vân Tiêu giới. Mấy chục năm nay, đương nhiên dung mạo của họ sẽ không thay đổi gì, cổ lục đạo vừa nhìn là nhận ra ông ta. Quen. Đệ ngũ Thường Vân cất giọng bình tĩnh, trên người Trần Bát Hoang chảy dòng máu của gia tộc đệ ngũ tôi. Cái gì? Cổ lục đạo kinh ngạc, cậu ta là người của gia tộc đệ ngũ các ông. Sau đó, chưa đến 2 giây, cổ lục đạo bừng hiếu ra, phải rồi, cũng chỉ có người của gia tộc Tây Hái các ông, thiên phú mới cường mạnh như vậy, ha ha. Sư tôn, xin lỗi đã không nói chuyện này cho người. Trần Đức hơi trầm ngâm, thực ra lệnh bài tử cực mà Tư Linh cầm ban đầu là của con. Nói đến đây, Trần Đức dứt khoát kể lại quá trình quen biết đệ ngũ Hiên, đệ ngũ Thường Vân cho cổ lục đạo. Đệ ngũ Thường Vân đứng một bên, không làm phiền, ông ta không vội lúc này. Thì ra là vây. Sau khi nghe xong, cổ lục đạo thở dài, Bát Hoang, chuyện bố mẹ là chuyện lớn, con đi cùng Thường Vân đi. Được, cảm ơn sư tôn cho toại nguyện. Trong lúc nói, Trần Đức lấy một chiếc nhẫn và mẩy túi càn khôn ra, sư tôn, gian dược, linh tinh trong chiếc nhẫn này, là cho người, những thứ trong túi càn khôn, làm phiền người giúp con giao cho Tử Phong, Tư Linh, Mộng Vũ. Nói với bọn họ, con không thể đích thân từ biệt bọn họ. Yên tâm đi, ta nhất định giao cho chúng. Cổ lục đạo nói, đi thôi. Hai người từ biệt gần xong, đệ ngũ Thường Vản xen vào đúng lúc, vung tay, lập tức hư không đen tối ập về phía Trần Đức. Hai người lập tức biến mất trước mặt cổ lục đạo. Trong hư không là một vùng dòng cháy hỗn loạn, Trần Đức và đệ ngũ Thường Vân mỗi người đều ấn trong bộ phòng ngự, ngăn chặn sự nuốt chửng, quấy nhiễu của dòng hỗn loạn, đi thẳng về phía trước, mất khoảng 7-8 tiếng. Cuối cùng đệ ngũ Thường Vân đưa theo Trần Đức nhảy vọt ra khỏi dòng hỗn loạn không gian, xuất hiện trên không trung của vùng biến mênh mông. Nơi này là Tây Hải ư? Trần Đức nhìn phía dưới, vừa nhìn cũng không thấy tận cùng. Nước biển mênh mỏng cuồn cuộn sục sôi, trong lòng chấn hãi. Tây Hải thực sự là một vùng biến, phóng mắt nhìn khắp, ngoài biển ra vẫn là biển. So với biển trên địa cầu, biển nơi này lớn hơn không biết mấy trăm hơn ngàn lần, hoàn toàn không nhìn thấy tận cùng. Mặt biển rộng lớn, thỉnh thoảng có hai con cự thú nhảy vọt lên, mang theo nước biến cuồn cuộn hướng lên không trung, vừa nhảy là ngàn mét, vô cùng hùng tráng. Nơi này nhiều linh thú mạnh mẽ thật. Trần Đức có được đôi mắt ngự thú, lại có được lực thần hồn cực mạnh. Dù đứng cách mặt biển 300 mét anh cũng có thể cảm nhận được động tĩnh sâu dưới đáy biến. Sâu dưới đáy biến, chỉ riêng động vật biến cấp thần vương thôi đã có đến 100-200 con, xuống sâu chút nữa còn có những hơi thở khủng bố hơn. Trần Đức cảm thấy hết sức hào hứng, Tây Hải rộng lớn như thế, chỉ mới một khu vực nhỏ đã có linh thú kinh khủng nhường này. Thế cả đáy biển Tây Hải sẽ có tận bao nhiêu? Anh không dám nghĩ càng thấy da đầu run lên. Cũng may đám linh thú đó không có chỉ số thông minh của loài người, nếu chúng có trí thông minh, thì loài người ở Vân Tiêu giới phải sống thế nào? Tháo nào, đệ ngũ Hiên báo anh phái lên tới cảnh giới thần vương mới được tới đây. Võ giả thấp hơn thần vương tới đây thì mức độ nguy hiểm sẽ cực kỳ cao. Đệ ngũ Thường Vân Vân luôn im lặng, hơi thở khủng bố từ người ông ta khiến rất nhiều động vật biến hoảng sợ. Dẫn Trần Đức tiến về phía trước. Khoảng hơn một giờ sau, đệ ngũ Thường Vân đột nhiên dừng lại. Bỗng nhiên, đột nhiên vung tay lên giữa không trung. Sau đó, không gian trước mặt ầm ầm rung chuyển, và rồi một cánh cổng cao hàng trăm mét xuất hiện trong mắt Trần Đức. Cánh cổng như tường thành, được chế tạo từ những khối thiết thạch đen, nặng nề nguy nga, hệt như một con thú khổng lồ đang ngủ đông, khiến tinh thần con người ta chấn động. Cổng thành mở ra, đệ ngũ Thường Vân dẫn Trần Đức đi vào bên trong. Khi thật sự đến gần, Trần Đức mới phát hiện cánh cổng đó không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, trên đó được khảm đủ loại với số lượng trận. Truyền tống rất lớn. Nói cách khác, không phải cứ đi vào cánh cổng này đến được tộc đệ ngũ,
mà chỉ là một điểm truyền tống. Trần Đức vừa bước vào đã cảm thấy mình như đang rơi xuống. Khoảng nửa canh giờ sau chân anh mới được tiếp xúc với mặt đất, cùng lúc đó, trước mắt anh sáng ngời, một dãy cung điện khổng lồ như cả dãy núi đập vào mắt anh. Nơi anh đang đứng trông giống một ngọn núi, hay có thể nói là một cái đảo, đảo này không nằm dưới mặt đất mà lơ lửng giữa không trung. Cung điện chẽn đảo cũng thế, cũng lơ lửng giữa không trung. Đảo mắt nhìn quanh, linh khí mịt mù giữa đất trời, tiên hạc bay lượt, rực rỡ sắc màu, những chiếc cầu vồng bạc từ đảo này sang đảo khác, ngoài ra còn có những bóng hình xỉnh đẹp bay lượn giữa cầu vồng, hệt như chiếc tiên đang hái lấy hoa quả trên núi. Nơi này chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Trong truyền thuyết đâu nhỉ? Trần Đức thầm than thớ, không uống công anh đến Vân Tiêu giới gần một năm, đã dần quen thuộc với những thứ hợp lý và vô lý ở đây, nếu không khi nhìn thấy nơi này, chắc anh sẽ tưởng nó là tiên giới mất, rất khó chấp nhận. Đi theo tôi. Đệ Ngũ Thường Vân dẫn Trần Đức đi tới cung điện lớn nhất. Cánh cổng cung điện đang rộng mờ. Bên trong cánh cổng đó có một bóng người đang ngồi, có vẻ khôi ngô, trên người là trường bào trắng đen rộng thùng thình, bên trên trường bào có thêu những hoa văn khác nhau. Là một người đàn ông trông có vẻ chừng 40-50 tuổi, mày kiếm mắt sáng, tóc dài xõa qua. Vai. Trong nháy mắt, Trần Bát Hoang đã nhận ra. Đó chính là người khi còn ở phàm giới, Chu Hồng Diễu nấp thông qua kỹ thuật giả lập hư ảo cho anh nhìn thấy. Đệ Ngũ Hiên. Chủ nhân, đã đưa Trần Bát Hoang đến. Đệ Ngũ Thường Vân đi đến cửa đại điện thì dừng bước. Ừ, vào đi. Đệ Ngũ Hiên không ngẩng đầu lên. Cầm trong tay cây bút, lướt trên tờ giấy trắng như rồng bay phượng múa, hình như đang viết gì đó. Ngoài cửa, nhịp tim của Trần Đức bỗng chốc nhanh hơn, được Đệ Ngũ Thường Vân dẫn về phía Đệ Ngũ Hiên. Đến gần, anh mới phát hiện Đệ Ngũ Hiên đang vẽ tranh. Bức tranh ông ta vẽ không phải ai khác. Chính là Trần Bát Hoang. Mà bên cạnh bức tranh đó còn có một cuộn tranh trông có vẻ khá cũ kỹ. Đó là bức họa một đứa trẻ. Là dáng vẻ khi Trần Đức mới sinh. Bát Hoang, không thể ngờ được chỉ trong hơn nửa năm ngắn ngủi con đã từ cảnh giới thần tôn lên đến thần vương, còn chém giết Tạ Phong Vân, thật sự khiến người cậu này của con kinh ngạc. Sau một khoảng thời gian, Đệ Ngũ Hiên ngẩng đầu lẻn, đôi mắt quan sát Trần Đức từ trên xuống dưới. Hơn 20 năm, đứa nhóc còn chẳng biết đi nay đã lớn đến từng này rồi, không biết em gái nhìn thấy sẽ có tâm trạng thế nào. Đệ Ngũ Hiên nói không nhanh mà cũng không chậm. Nhưng mỗi một chữ vào tai Trần Đức đều giống tiếng sét, ầm ầm nổ vang. Ban đầu, anh tưởng khi gặp được Đệ Ngũ Hiên mình sẽ phải hỏi rất nhiều. Nhưng, sau khi Đệ Ngũ Hiên lên tiếng thì rất nhiều câu hỏi trong lòng anh đã được giải quyết. Năm đó, Đệ Ngũ Hiên Vân luôn đi theo mẹ anh. Đệ Ngũ Vân Yên, nếu anh đoán không sai, có lẽ ông ta đang muốn bảo vệ mẹ anh. Trần Đức kinh ngạc sững sờ, anh có thể nhìn thấy tình cảm ẩn trong ánh mắt Đệ Ngũ Hiên, đó chính là tình cảm của máu mú ruột già, hàng thật giá thật. Đệ Ngũ Hiên không hề lừa anh. Mà, ông ta cũng không cần phải lừa anh. Bởi vì Đệ Ngũ Hiên rất mạnh. Nếu như Tạ Phong Vân là bán thánh, thì Đệ Ngũ Hiên chính là người mạnh nhất trong bán thánh. Ông ta chỉ còn cách thánh nhân một chút nữa mà thôi. Cao thủ như ông ta, không cần phải lừa ai hết. Tiền bối, bố mẹ tôi đang ở đâu, xin ông hãy dẫn tôi đi gặp họ. Trần Đức biết rõ Đệ Ngũ Hiên là câu mình. Nhưng anh tạm thời chưa thể chấp nhận được. Hơn 20 năm. Suốt hơn 20 năm qua, anh chưa từng có người thân. Bây giờ đột nhiên lại có một người cậu. Sao anh có thể dễ dàng chấp nhận điều đó được? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vì thế, anh không gọi Đệ Ngũ Hiên là cậu. Bát Hoang, bố con, cậu không biết, nhưng mẹ con thì đang ở trong tộc Đệ Ngũ. Đệ Ngũ Hiên thu hồi suy nghĩ, nhưng tạm thời con vẫn chưa thể gặp được mẹ mình. Tại sao? Trần Đức nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu. Ngay từ đâu, Đệ Ngũ Hiên bảo anh phải đạt tới cảnh giới thần vương, nay anh đã làm được rồi, thậm chí thực lực thật sự còn vượt xa yêu cầu của ông ta. Thì ông ta lại bảo anh vẫn chưa thể gặp được. Dù Trần Đức là kiểu người rất giỏi giữ bình tĩnh nhưng bây giờ đây, anh đã bắt đầu tức giận rồi. Bởi vì mẹ con đang bị giam cầm, năm đó, nó không màng tới lời khuyên can của gia tộc, nhất quyết kết hôn với bố con, gia tộc đã nổi giận, muốn cử người mang nó về. Vì thế,
cậu đã nhận lệnh đến Hoa Hạ tìm nó, dẫn nó về, đích thân đưa nó vào địa lao dưới vực sâu của gia tộc. Đệ Ngũ Hiên bình tĩnh nói, trong tay ông ta vẫn còn cầm cây bút, tiếp tục vẽ hình dáng của Trần Đức. Chỉ là, vẻ mặt Trần Đức đã trở nên rất khó coi, lửa giận trong lòng anh sôi trào, giọng điệu đã chuyển từ tôn kính sang hờ hững. Đệ Ngũ Hiên, rốt cuộc ông muốn cái gì? Trần Bát Hoang, cậu đừng sốt ruột, cứ nghe chủ nhân nói hết đã. Bên cạnh, Đệ Ngũ Thường Vân vội vàng lên tiếng, chuyện giam giữ mẹ cậu, chủ nhân cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Thế ư? Trần Đức tìm được một cái ghế, thoải mái ngồi xuống, lấy một vò rượu trong nhẫn tu di nạp ra rót mấy ngụm vào miệng, cố nén lửa giận nói, ông nói tiếp đi. Tính tình của con cũng khá là giống với Vân Yên. Đệ Ngũ Hiên vẫn không hoáng, không gấp, tộc Đệ Ngũ chúng ta là một trong bốn gia tộc lớn của Tây Hải ở Vân Tiêu giới, một nô lệ bình thường thôi, kẻ đứng đầu Hoa Hạ cũng đã không với tới được. Hơn 20 năm trước, mẹ con vô tình xuống địa cầu, gặp bố con, lén lút kết hôn với người đó, còn sinh ra con. Sau khi gia tộc phát hiện, tất nhiên họ rất tức giận và không đồng ý, theo lệnh bề trên, họ muốn giết chết mẹ con ngay tại chỗ. Ông ngoại con đau khổ cầu xin cậu, mới giữ được tính mạng mẹ con, nhốt mẹ con dưới đại lao lực sâu, sống đến ngày hôm nay. Đệ Ngũ Hiên đặt bút lông xuống, đi đến bên cạnh Trần Đức, không trách anh vì tội bất kính, hiền hòa nói. Con à, cậu biết con tức giận, nhưng chuyện của gia tộc, một mình Đệ Ngũ Hiên này không thể quyết định. Thế à? Trần Đức dừng lại một lát, hỏi, thế bố tôi đâu, ông ấy không có ở tộc Đệ Ngũ thì ở đâu? Còn nữa, người đàn ông họ Trần từng đánh với ông một trận đó là ai? Người đó há, nói thật với con, cậu cũng không biết người đó là ai. Đệ Ngũ Hiên cười khổ, 20 mấy năm trước, cậu đi tìm bố con, lẽ ra cậu định giết chết đế. Vân Yên cắt đứt tình cảm triệt để, đáng tiếc, khi cậu đến thì người đó đã biến mất. Cậu định dẫn con và mẹ cùng về tộc Đệ Ngũ, nhưng lại bị người đó bất ngờ tấn công, một đường chạy trối chết. Mục đích của người đó rất đơn giản, chính là con, mẹ con muốn giữ lại mạng của con nên đã lén giấu con đi, dù cậu hỏi thế nào, mẹ con cũng không chịu nói cho cậu biết tung tích. Sau lần đó, cậu lại chạm mặt người nọ, ông nội con phải dùng chính mạng mình để bảo vệ cậu và Vân Yên. Ánh mắt Đệ Ngũ Hiên chợt lóe lên vẻ hồi tướng. Khi đó cậu mới biết chuyện này không đơn giản như vậy, trong đó có thể còn liên lụy đến rất nhiều vấn đề. Nhưng mẹ con vẫn ngậm chặt miệng, không chịu nói ra lai lịch người đó, mãi đến tận hôm nay cậu vẫn chưa biết. Trần Đức lặng lặng ngồi đó không nói gì, cũng chẳng thế biết anh đang nghĩ gì từ vẻ mặt ấy, chỉ thỉnh thoảng uống một ngụm rượu, gương mặt sắc bén như dao có vẻ bình tĩnh chờ đợi Đệ Ngũ Hiên nói tiếp. Tóm lại, Đệ Ngũ Hiên hít một hơi thật sâu. Vân Yên đang bị nhốt trong đại lao dưới vực sâu của tộc Đệ Ngũ, cậu gọi con đến đây là để con cứu mẹ mình. Cứu thế nào? Trần Đức nhíu mày, hỏi. Đệ Ngũ Hiên là cao thủ mạnh nhất trong bán thánh mà còn không cứu được, bây giờ lại bảo anh đi cứu. Trần Đức không hiếu lắm. Cầu xin. Trần Đức vừa dứt lời, giọng Đệ Ngũ Hiên đã trở nên nặng nề, nói, 2 ngày sau, gia tộc sẽ có một cuộc họp. Tất cả những võ giả từ thần vương trở lên đều tham gia, đến lúc đó, cậu dẫn con theo cầu xin họ thả người. Cầu xin. Trần Đức nhíu mày, yêu yên bối, năm đó ông đã cầu xin rồi nhưng không được, chẳng lẽ tôi XLN thì lại được ư? Với tiềm năng của con, cậu chỉ có thể nói là hy vọng rất lớn. Đệ Ngũ Hiên lại chuyến chủ đề, hỏi, có biết tại sao trong suốt những năm qua, cậu không đến? Phàm giới tìm con không? Tại sao? Đầu tiên, mẹ con không muốn con dính líu đến những gió tanh mưa máu của võ giả, thứ hai là cậu không nghĩ rằng con có thể cứu được mẹ mình. Đón con về, chỉ khiến con trở thành một hạt cát nhỏ bé, không cần thiết. Nhưng nay con đã bước lên con đường này, hơn nữa còn đi rất giỏi, vì thế cậu mới chủ động tìm tới con, cho con cơ duyên, cho con vào học viện Thánh Phong, nhưng... Theo cậu đoán, con phải mất ít nhất từ 5 đến 10 năm mới có thể trở thành thần vương. Chỉ là không ngờ. Đệ Ngũ Hiên nói đến đây thì dừng lại, không tiếp tục nữa, cũng chẳng cần phải nói thêm gì nữa. Bởi vì, Trần Bát Hoang dùng tốc độ cực nhanh để tiến bộ, có thể nói là đảo điên nhận thức của tất cả mọi người để chứng minh bản thân. Tốc độ tiến bộ của anh vượt xa dự đoán của tất cả mọi người. Nếu như 5 hay 10 năm sau Trần Bát Hoang mới trở thành thần vương, khi đỏ Đệ Ngũ
Thiên Chí có thế báo Trần Đức tập trung tu luyện, sau khi trở thành thánh nhân rồi lại đi cứu đệ Ngũ Vân Yên. Nhưng bây giờ thì khác. Tính lại thời gian, năm nay Trần Đức chỉ gần 27 tuổi. 27 tuổi đã đạt tới thần vương, đã chém giết Tạ Phong Vân. Tốc độ tiến bộ đó, cộng với lực chiến khủng bố, đáo mắt khắp vân tiêu giới, có được mấy người. Cả Tây Hái này, chỉ có hai người làm được như Trần Đức. Thứ nhất là Long Đằng thuộc Long Gia ở Tây Hải, gần 20 làm tuổi đã có lực thần thiên cực kỳ mạnh mẽ, đủ để đánh với một thánh nhân đỉnh phong. Thứ hai là một trong bốn gia tộc lớn ở Tây Hải, công chúa nhỏ nhà họ Tổ, Tố Hàn Hương, 23 tuổi đã là cảnh giới bán thánh, là thiên tài khủng bố đệ nhất vân tiêu giới trong suốt ngàn vạn năm qua. Dù là Long Đằng hay là Tổ Hàn Hương, thì đều có được địa vị cực cao trong gia tộc, cũng vì sự tồn tại của hai người họ, khiến cả Long Gia và Tổ Gia trở thành gia tộc có tiềm lực nhất Tây Hải. Tố Gia thì không bàn tới, cộng hết lại thì thực lực của cả Long Gia cũng chỉ xếp hạng 3 mà thôi, nhưng sau khi Long Đằng được sinh ra, thực lực của bọn họ được vực dậy, nay đã vượt qua tộc đệ Ngũ, xếp hạng 2 rồi. Có thể thấy, một võ tu yêu nghiệt quan trọng với gia tộc đến mức nào, còn tộc đệ Ngũ thì sao? Cả tộc chỉ có chắt trai của đệ Ngũ Vệ Đông, tộc trưởng đương nhiệm của tộc đệ Ngũ Khôn có thiên phú không tệ, nay đã là thần vương bát trọng, 28 tuổi. Nhưng dù thế, địa vị của hắn ta trong tộc vẫn rất cao, thậm chí còn vượt xa đệ Ngũ Hiên. Bởi vì hân ta có thiên phú chắc tuyệt, nên gần như được mọi người ngầm thừa nhận là tộc trưởng tiếp theo của tộc đệ Ngũ. Trần Đức lại bỏ xa đệ Ngũ Khôn vài con phố. Có thể nói, sự yêu nghiệt của anh sáng ngang với Long Đằng và Tổ Hàn Hương. Bát Hoang, điều gia tộc như chúng ta xem trọng nhất chính là thiên tài, là yêu nghiệt như con vậy. Nếu con chịu đến cầu xin tộc trưởng, cậu nghĩ, Vân Yên chắc chắn sẽ được thấy lại ánh mặt trời. Đệ Ngũ Hiên nói rất nghiêm túc, hốc mắt còn ứng đỏ lên, có được một cháu trai như vậy, ông ta cảm thấy rất kiêu ngạo, cũng rất tự hào. Được, không thành vấn đề. Một ngụm rượu mạnh xuống bụng, Trần Đức mở miệng, đáp án hết sức dứt khoát, không hề có chút do dự. Cả đời anh, hai mươi mấy năm nay, dù là tòng quân, hay là tu võ cũng không cầu xin ai. Thà chết cũng không cầu xin người nào. Nhưng, lúc này đây, vì mẹ mình, cầu xin thì có làm sao? Tốt, đệ Ngũ Hiên gật đầu thật mạnh, Bát Hoang, Vân Yên có thể thấy ánh mặt trời hay không đều trông chờ vào con. Bên phía Tạ gia, chuyện Tạ Phong Vân cậu sẽ đích thân đến đàm phán, con có thể yên tâm, bọn họ sẽ không quấy rầy con. Đại hội của gia tộc được tổ chức vào hai ngày sau, thời gian này, Trần Đức lại chọn bế quan. Linh khí trên hòn đảo này có thể nói là gấp 10 bên ngoài. Trong lúc tu luyện, Trần Đức than thở, thảo nào bốn đại gia tộc lại mạnh như thế, người sinh ra ở đây thôi đã gần vạch đích hơn người ta rồi. Đúng vậy, gia tộc lớn là một quả cầu tuyết, sau khi trở nên mạnh mẽ, họ sẽ chiếm lấy tài nguyên tu luyện, ngày càng mạnh mẽ hơn, khi trở thành kẻ mạnh nhất, tài nguyên trong thiên hạ có thể thoải mái chọn. Trong thức hải, Linh Lung nói, dù là phàm giới địa cầu, hay là vân tiêu giới đều là như thế cả. Ở vơ, Trần Đức vuốt cằm, không nói ý thêm gì nữa. Thời gian quá gấp rút, anh cần nhanh chóng gia tăng sức mạnh. Bốn gia tộc lớn ở Tây Hải quá mạnh mẽ, chỉ một đệ Ngũ Hiên thôi đã là người mạnh nhất trong bán thánh, rất khó tưởng tượng được người mạnh nhất trong tộc sẽ mạnh đến mức nào. Đối mặt với bọn họ, anh cũng phải có đủ sức mạnh. Anh lấy 400.000 tử linh thạch cuống được từ chỗ Tạ Phong Vân, cộng với hơn 3 triệu linh thạch và dược liệu có được trong núi Vạn Long, cùng đan dược luyện chế trong nhẫn tu di nạp ra. Sau đó, anh bắt đầu cắn nuốt lấy linh khí hệt như đang ăn cơm uống nước bình thường. Thời gian 2 ngày nhanh chóng trôi qua. Hơi thở của Trần Đức lại càng mạnh mẽ, chỉ trong 2 ngày, anh nhanh chóng tăng từ thần vương tam trọng lên tứ trọng. Phù, thần vương tứ trọng, cộng thêm cực cảnh, cửu trọng cực ánh. Đánh bại đệ Ngũ Hiên cũng không phải là vấn đề quá lớn nhỉ. Trần Đức cân nhắc sức mạnh dồi dào trong người mình, cũng nắm chắc được vài phần trong chuyến đi đến tộc đệ Ngũ lần này. Tên này đúng là biến thái mà. Linh Lung đã than thở không biết bao nhiêu lần, thần vương tứ trọng, lực chiến sánh ngang với bán thánh mạnh nhất, nếu không tận mắt nhìn thấy, theo dõi quá trình tiến bộ của Trần Đức thì cô ta đã không thể tin nổi. Tứ trọng đắp có sức mạnh như thế, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng. Bát trọng, cửu trọng thì sẽ khủng bố đến mức nào? Linh Lung hoàn toàn không thể đoán được nữa. Thu lại mũi nhọn,
Trần Đức thu hồi tất cả hào quang, lại trở về là một thanh niên bình thường, đứng dậy ra khỏi phòng tu luyện. Ngoài cửa là một chiếc xe kéo, được bốn linh thú cấp bậc thần tôn kéo đi, cực kỳ khổng lồ, trông cũng khoảng chừng 200-300 mét vuông. Đệ ngũ Thường Vân, đệ ngũ Hiền đã đứng bên ngoài xe kéo, chẳng biết đã chờ bao lâu rồi. Bát Hoang, mau vào trong, chúng ta đến khu vực quan trọng nhất tộc. Đệ ngũ Hiền đứng trước xe kéo, mời Trần Đức lên. Bên trong xe hết sức xa hoa, rực rỡ màu xanh màu vàng, có thể nói là một cái nhà di động, dù là phòng tu luyện, phòng ngủ, phòng đọc sách hay người hầu đều đủ cả. Thường Vân, đi thôi. Đệ ngũ Hiền nói với người bên ngoài xe thú. Rõ. Đệ ngũ Hiền lên tiếng, sau đó, Trần Đức phát hiện xe kéo bắt đầu bay lên, sau vài giây, cả xe đã lơ lửng, nhanh chóng biến mất trên đảo. Xe thú nhanh chóng tiến về phía trước, bên trong xe, đệ ngũ Hiền tranh thủ khoảng thời gian này để giới thiệu sơ về tình hình trong gia tộc. Trước mặt, trong gia tộc có tổng cộng không tới 100.000 người, trong 100.000 người đó có 3 thánh nhân, 10 bán thánh, 3.000 thần vương. Trần Đức hết sức kinh ngạc, thảo nào ai cũng bảo là bất kỳ một gia tộc nào ở Tây Hải cũng có thể phá hủy một thế lực mạnh nhất Vân Tiêu giới. 3 thánh nhân, 10 bán thánh, 3.000 thần vương, đội hình đó, dù là quốc gia nào cũng không thể ngăn được đâu nhí. Đệ ngũ Hiền nói, Bát Hoang, con nên biết thánh nhãn không được chia thành cửu trọng như cấp bậc dưới thần vương, mà là thập cửu giai. Chuyện này thì Trần Đức có biết, thánh nhân đã vượt ra khỏi phạm vi của thần vương, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn dắt đại đạo thiên địa, sức mạnh khổng lồ đó không phải là thứ thần vương có thể so sánh. Ở Vân Tiêu giới, nếu thần vương có thể rời núi lấp biến, thì thánh nhân dồn toàn lực tấn công đú. Để san bằng lãnh thổ hàng chục ngàn dặm. Thánh nhân, có thể sống đến ngàn năm. Tất nhiên, tuổi thọ ngàn năm cũng không dài, có thể nói là rất ngân, tu luyện không có thời gian, có những thánh nhân bế quan thôi đã là 10 năm, 100 năm rồi. Thập cửu giai, chứng tỏ trong cảnh giới thánh nhân có 19 danh giới, 19 giai cấp đó có thể sánh ngang với sự phân chia danh giới của người với người ở phàm giới, rất khó vượt qua. Có người mất cả đời cũng chưa chắc đã vượt qua được một giai. Mỗi lần vượt qua được một giai, lại sống thêm được 300 năm. Như em trai của lão tổ học viện Thánh Phong, Thương Huyền Đấu, ông ta có 3.000 tuổi, nói cách khác, cảnh giới của ông ta ít nhất cũng phải là thánh nhân lục giai. Tộc trưởng đệ ngũ Vệ Đông tạm thời là người mạnh nhất trong tộc, thánh nhãn thất giai, năm nay hơn 2.800 tuổi, hai người khác là trường lão trong tộc, đệ ngũ Nhạc Hoa, đệ ngũ Chiến Trần, cả hai người đều là thánh nhân tứ dĩ ai, hơn 1.200 tuổi. Nếu muốn đột phá thánh nhân, thật sự quá khó khăn, dù tộc đệ nhất là gia tộc rất mạnh ở Tây Hải, cũng chỉ có 3 thánh nhân mà thôi. Đệ ngũ Hiền năm mươi mấy tuổi đạt tới bán thánh đỉnh phong, đã có thể nói là thiên tư chắc tuyệt, là người nổi bật trong số những người nổi bật. Nhưng, theo ông ta đoán, muốn đạt tới thánh nhân, nếu không có cơ duyên đặc biệt gì thì ít nhất cũng phải mất thêm 300 năm nữa. Trong 10 bán thánh của tộc, có người đã hơn 800 tuổi rồi, ông ta cũng giống cậu. 50 tuổi đã đạt tới bán thánh đỉnh phong, ở thời điểm đó từng được khen là đệ nhất thiên tài, nhưng 800 năm trôi qua vẫn dừng lại ở đó. Đệ ngũ Hiền bùi ngùi than thở về sự khó khăn của cảnh giới thánh nhân, cũng nói cho Trần Đức biết, thánh nhân mạnh hơn cái gọi là bán thánh, thần vương rất rất nhiều. Gặp được bọn họ, nhất định phải dẹp đi cái sự kiêu ngạo của con. Đệ ngũ Hiền nói, ngoài những người đó, trong số những người cùng thế hệ với con, chỉ có đệ ngũ Khôn cậu từng kể là khá mạnh, tuy không phải là đối thủ của con nhưng lại là chắt trai của đệ ngũ Vệ Đông, cũng không nên trêu vào. Hơn 2.000 tuổi, chắt trai lại tầm tuổi tỏi á. Trần Đức hỏi, khụ. Đệ ngũ Hiền ngượng ngùng ho khan, võ giả sống thời gian quá dài, nên vai vế có hơi rối loạn, đứa con nhỏ nhất của tộc trưởng còn nhỏ hơn con 10 tuổi. Trần Đức, thật ra, giữa võ giả với nhau cũng chẳng có vai vế gì đáng nói. Nhất là những gia tộc kéo dài mấy ngàn năm như chúng ta. Trừ khi thực sự rất mạnh, nếu quá bình thường thì bố ruột cũng chẳng thèm nhận. Tóm lại, võ giá trí dùng thực lực để nói chuyện, chỉ có thực lực mới có được cái gọi là vai vế và địa vị. Nếu không có, dù bố là đệ ngũ Vệ Đông thì cũng rất dễ bị dẫm nát trong tộc. Đệ ngũ Hiền giải thích xong lại nói, hôm nay là họp tộc một nảm chỉ có một lần, chia thành 3 giai đoạn, 2 giai đoạn đầu tiên không liên quan đến nhóm thần vương. Tóm lại, tạm thời con không thế. Tiếp xúc,
Chờ đen giai đoạn thứ ba, tộc trương kiểm tra năng lực của thần vương mới là lúc con thể hiện. Dọc đường đi, đệ ngũ hiền nói rất nhiều, có thể nói là tận tình khuyên bảo, Trần Đức vẫn nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu đáp lời. Khoảng một tiếng sau, xe kéo bỗng nhiên sóc nảy một chút, sau đó, giọng của đệ nhất thường vân từ bên ngoài vang lên, chủ nhân, đến rồi. Được. Đệ ngũ hiền mở cửa, cùng Trần Đức sóng vai bước ra khỏi xe kéo. Vừa ra khỏi cửa, Trần Đức đã hết sức kinh ngạc, trước mắt anh là một dãy núi kéo dài trùng trùng điệp điệp, như một bãi đỗ xe, đang neo rất nhiều xe kéo. Không có ngoại lệ, tất cả đều hết sức khổng lồ, xe lớn nhất trong đó được 30 linh thú kéo, trên cả 100 mét vuông. Thấy Trần Đức ngạc nhiên, đệ ngũ hiên giải thích. Mỗi người trong tộc đệ ngũ đều có một hòn đảo riêng, chúng ta đều là chủ đảo, bình thường trí. Có những người quan trọng nhất ở lại, những người khác phải đi từ xa tới. Trừ khi gặp chiến tranh, nếu không thì không được phép dùng trận truyền tống, nên mỗi người đều có thú cưỡi hoặc xe kéo riêng. Đệ ngũ Thường Vân là nô bộc, lẽ ra không được mang họ đệ ngũ, là người ngoài nên chỉ có thể ở đây chờ, đệ ngũ Hiên và Trần Đức thì đi qua trận truyền tống đặc biệt ở bãi đổ để tiến vào một đỉnh núi lơ lửng giữa không trung. Cả ngọn núi nguy nga khổng lồ, bán kính cả chục ngàn dặm, cả đỉnh núi là một quảng trường bằng phẳng khổng lồ. Trước quảng trường là một cung điện. Độ cao của cung điện có thể sánh ngang một ngọn núi nhỏ, xuyên qua mây, đâm thẳng lên trời, khí tím vần quanh, hệt như cổ điện tiên cung, vô cùng khí thế. Lúc này, trong quảng trường là bóng người tấp nập, có rất nhiều hơi thở mạnh mẽ thông qua trận truyền tống chạy tới đây. Hiên Thánh! Hiên Thánh! Dọc đường đi, có rất nhiều người chào hỏi đệ ngũ Hiên, một số là người trong tộc, còn lại là thần vương trong phạm vi quản lý của ông ta. Không có bất kỳ ngoại lệ nào. Mọi người đều đi về phía đại điện nghị sự của cung điện. Trong đại điện nghị sự là không gian vô cùng rộng lớn, tổng cộng có 3 chiếc ghế ngồi, mà trên đó đã có 3 người ngồi sẵn. Ở giữa là một ông lão mặc trường bào đặc biệt của tộc trưởng tộc đệ ngũ, cực kỳ khí thế, tất nhiên đó là đệ ngũ Vệ Đông. Bên trái là đệ ngũ Nhạc Hoa, bên phải là đệ ngũ Chiến Trần. 3 người ngồi sánh vai nhau như 3 vị thần sáng, ngồi tít trên bậc thang mấy chục mét, quan sát cả đại điện. Xuống chút nữa, theo thứ tự là 10 bán thánh và 3.000 thần vương. Sau 3.000 thần vương là một vài thần vương mới thăng cấp, hoặc là người có thân phận đặc biệt, hay họ hàng. Đệ ngũ Hiên sắp xếp cho Trần Đức ngồi chỗ họ hàng, nơi rất gần với cổng cung điện, cách 3 thánh nhân đâu đó cả ngàn mét. Năm nay, lại là đại hội mỗi năm một lần của gia tộc, theo thông lệ, các vị hãy báo tên những thần vương, bán thánh mới và tình hình kinh doanh đi. Vừa đến giờ, giọng của đệ ngũ Vệ Đông đã thản nhiên vang lên. Sau đó, 10 bán thánh đều đứng dậy, theo thứ tự báo cáo tình huống. Đệ ngũ Hiên là người cuối cùng, ông ta đứng dậy, báo cáo xong nhưng không ngồi xuống. Đệ ngũ Vệ Đông đã sống hơn 2.000 năm, có cái gì ông ta chưa thấy qua. Tất nhiên biết đệ ngũ Vệ Đông có việc khác, bèn hỏi, Hiên, cậu còn chuyện gì muốn nói? Bấm tộc trưởng, lần này họp tộc, tôi có dẫn về một người. Thằng bé có được phong thái của Long Đằng và Tố Hàn Hương, hôm nay đặc biệt đến gặp tộc trưởng. Đệ ngũ Hiên nói. Ồ, đệ ngũ Hiên vừa nói xong thì lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong đại điện, cả đệ ngũ Vệ Đông cũng có chút khiếp sợ. Có thể sánh ngang với Long Đằng và Tố Hàn Hương. Đệ ngũ Vệ Đông thoáng giật mình, đảo qua tất cả những thanh niên trẻ trong điện, không cảm nhận được sự tồn tại nào của cao thủ. Hiên, cậu nói người đó tới gặp tôi cơ mà. Sao lại không có trong đại điện? Bấm tộc trướng, thằng bé ở đây. Đệ ngũ Hiên nói xong bèn chuyến tầm mắt về phía Trần Đức, Bát Hoang, bước ra gặp mặt tộc trướng đi. Ở một nơi rất xa, mắt nhìn không thấy rõ, Trần Đức chợt khựng người, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới giữa đại điện, không kiêu ngạo nhưng cũng không nịnh hót. Tiền bối. Trần Đức vừa xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyến sang người anh. Hơi thở khủng bố bát đều rơi xuống như kính chiếu yêu, muốn nhìn thấu cảnh giới của Trần Đức. Cái này, Trần Đức cũng không cố tình che giấu, hơi thở trong người tản ra, cho mọi người thấy rõ cảnh giới của bản thân mình. Thần Vương tứ trọng, đùa cái gì thế, chỉ có vậy mà cũng đòi so với Tố Hàn Hương và Long Đằng hả? Đệ ngũ Hiên bị làm sao thế, mù rồi hả? Quái lạ! Sau một thoáng yên tĩnh, trong đại điện dần vang lên âm thanh bàn tán, không hiểu chuyện gì. Bẽn trên, 3 người đệ ngũ Vệ Đông cũng hơi nhíu mày.
Thiên, cậu ta chính là người có thể sánh ngang với Long Đằng và Tố Hàn Hương đó hả? Ánh mắt Đệ Ngũ Vệ Đông có chút khó chịu. Long Đằng và Tố Hàn Hương là ai cơ chứ? Danh tiếng của hai người họ đã vang vọng cả Tây Hải, là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ, trong suy đoán của Đệ Ngũ Vệ Đông, muốn sánh vai với họ thì ít nhất cũng phải là Thần Vương đỉnh phong mới đúng chứ. Kết quả thì sao, chỉ có Thần Vương tứ trọng. Chẳng trách người ta lại bàn tán, tộc trưởng như ông ta cũng thấy khó chịu nữa là. Bấm tộc trướng, chính là cậu ấy. Đệ Ngũ Hiên nói, cậu ấy họ Trần, tên Sinh, tự Bát Hoang, ông có thể gọi là Trần Bát Hoang. Long đế Bắc Hoang ngự ban danh hiệu Hoang Thiên Vương, tộc trường, đừng thấy cảnh giới cậu ấy thấp mà lầm, lực chiến thực sự có thể đánh với bán thánh một trận. Phụt, Đệ Ngũ Hiên vừa dứt lời, trong đám đông đã có một thanh niên 27, 28 tuổi đeo đao cười nói, dù Đệ Ngũ Khôn tôi đã là Thần Vương bát trọng nhưng cũng chỉ đánh được một trận với Thần Vương trung kỳ mà thôi, tứ trọng, đánh với bán thánh một trận hả? Bác Đệ Ngũ Hiên, câu chuyện này không buồn cười tí nào. Người lên tiếng không phải ai xa lạ, là đứa chắt của Đệ Ngũ Vệ Đông, Đệ Ngũ Khôn. Thần Vương bát trọng đính phong. Tộc trưởng, tôi tuyệt đối không nói quá lời. Đệ Ngũ Hiên nhấn mạnh, trên thực tế, ông ta không hề nói quá lên mà đã khiêm tốn phần nào, sao Trần Bát Hoang chỉ có thể đánh với bán thánh đơn giản vậy? Anh có thể giết cả bán thánh. Nhưng, đó là lúc anh chí mới là Thần Vương tam trọng. Nói thật, khi Trần Đức Đế lộ cánh giới, trong lòng Đệ Ngũ Hiên cũng vô cùng khiếp sợ. Cũng hết cách, bởi vì hai ngày trước, anh vẫn còn là Thần Vương tam trọng. Chỉ trong hai ngày, Trần Bát Hoang lại đột phá lên cảnh giới khác. Tốc độ đó khiến ông ta cảm thấy rung động. Đệ Ngũ Hiên nói với Đệ Ngũ Vệ Đông xong, lại chuyển sang mọi người trong sảnh, nói với họ, nếu mọi người không tin, nội trong bán thánh, hoan nghênh bất kỳ người nào đứng ra so chiêu với Bát Hoang. Xa xa, Trần Đức mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại khẽ than thở. Gia tộc lớn quả nhiên là nơi nói chuyện bằng thực lực, từ khi anh đứng ra đến giờ, không ai quan tâm tại sao anh lại đến, rốt cuộc là vì chuyện gì. Mọi người chỉ lo nghi ngờ thực lực và cảnh giới của anh. Cạnh tranh bên trong gia tộc còn tàn khốc và vô tình hơn thế lực bên ngoài. Thể hiện rất rõ cái gọi là không có thực lực thì không có quyền lên tiếng. Được. Nếu Hiên đã tin chắc như thế thì trong số những người ở đây, có ai muốn thử không? Đệ Ngũ Vệ Đông quét mắt về phía phòng khách. Tôi đồng ý. Đệ Ngũ Địa đứng ra đầu tiên, thân là sát trai của trưởng tộc, thời cơ thể hiện này đương nhiên hân ta sẽ không bỏ qua. Được. Đệ Ngũ Vệ Đông gật đầu, chàng thanh niên, cậu bước lên tỉ thí với chắt trai của tỏi một trận xem, chính mặt tôi muốn nhìn xem cậu có giống với những lời Đệ Ngũ Hiên nói không. Trần Đức không lên tiếng. Một bước nhảy ra, trong thời gian ngắn đã đứng đối diện với Đệ Ngũ Khôn, khách sáo nói, xin chỉ giáo. Được, tao sẽ dạy mày. Đệ Ngũ Khôn gật đầu, cũng không khách sáo, linh khí cuồn cuộn ngay tại chỗ, lấy trường làm đao, dùng lực bố về phía Trần Đức. Còn Trần Đức thì sao? Đối mặt với chướng đao này, anh vẫn đứng im, giơ tay, nhẹ nhàng vung lên. Bụp! Cùng giây đó, mọi người còn chưa lấy lại tinh thần. Nhưng ngoài mười mấy mét, Đệ Ngũ Khôn rơi nặng nề xuống đất, bàn tay đầm đìa máu tươi. Sao có thể chứ? Đệ Ngũ Khôn rơi xuống mặt đất, trong con ngươi tràn đầy chấn động và bất ngờ. Trong toàn bộ đại điện, tất cả mọi người đều bối rối. Đệ Ngũ Khôn cứ như vậy bị đánh bại. Bị một cái tát tát bay. Đó là Đệ Ngũ Khôn đấy. Cháu trai của Đệ Ngũ Vệ Đông, Đệ Ngũ Khôn thần can bát trọng. Thực lực của hắn ta dõi mắt trong toàn bộ tộc Đệ Ngũ cũng là tồn tại trên trung bình, nhưng, cứ như vậy thất bại. Một màn đơn giản như vậy lại khiến người ta chấn động đến cực điểm. Mấy người Đệ Ngũ Vệ Đông, Đệ Ngũ Chiến Trần, Đệ Ngũ Nhạc Hoa đều cùng một vẻ mặt. Tới tiếp, Đệ Ngũ Khôn cũng không hiểu tại sao lại như vậy, sau khi ổn định thân hình, hắn ta tung người, chậm rãi hồ rút ra từ sau lưng một cây trường đao màu đen. Trường đao màu đen giống như chậm rãi thoát khỏi vỏ, phát ra từng tiếng kim loại va chạm đầy nặng nề. U Minh Trảm. Trường đao ra khỏi vỏ, thần hình Đệ Ngũ Khôn nhảy lên, trực tiếp lấy ra một món võ kỹ quý giá cấp thiên đã luyện đến đại viên mãn. Trong nháy mắt, ở đại điện, hư không vặn vẹo, chu vi 10 mét giống như bị u tối bao phủ, từng luồng hắc khí vô căn cứ hạ xuống, toàn thân Đệ Ngũ Khôn tung bay, khó mà bắt được bóng hình của hắn ta.
Khôn Nhi đã trưởng thành không ít. Đại trưởng lão đệ ngũ Chiến Trần trong mắt lóe lên tán thưởng, có thể tập trung lực sát thương của U Minh Chiến ở trong chu vi 10 dặm, thi triển toàn bộ, tôi thấy được sức mạnh khống chế của cậu ấy. Với linh khí đã vô cùng tinh thuần. Không tệ. Đệ ngũ Nhạc Hoa cũng nói, trưởng tộc, chắt trai của ông tiền đồ tương lai vô lượng đó. Đáng tiếc, trong tộc ta không có cường giả giống như Long Đằng và Tổ Hàn Hương. Dù đệ ngũ Vệ Đông nói như vậy, nhưng trong ánh mặt vẫn tràn đầy tự hào. Trong thế hệ trẻ, chỉ có đời sau của ông ta tiềm lực đủ nhất, dù là chắt trai, nhưng cũng khiến mặt mũi ông ta thêm sáng sủa. Vậy Trần Bát, hả? Đệ ngũ Chiến Trần còn muốn nói điều gì đó, đột nhiên hai tròng mắt đông cứng lại, nhìn chằm chằm phía dưới. Hai người đệ ngũ Nhạc Hoa, đệ ngũ Vệ Đông đều giống như bị người ta tưới một đống xi măng, con người khẽ nhúc nhích, gắt gao nhìn tình hình phía xa. Ngay vào lúc bọn họ nói chuyện, U Minh Trầm thi triển toàn lực, rơi xuống. Nhưng, đối mặt với một trảm khủng khiếp cuồng bạo như vậy, Trần Bát Hoang vẫn chí dùng một tay. Không, nói chính xác là hai ngón tay. Bụp, một trận vang khó chịu, trường đao màu đen đang điên cuồng tàn phá về phía trước đột nhiên dừng lại. Giống như ấn nút tạm ngừng, bị Trần Bát Hoang kẹp chặt ở ngón trỏ và ngón giữa. Ngay sau đó, hai ngón tay của Trần Bát Hoang khẽ kéo về phía sau, lại thấy trường đao màu đen hoàn toàn không có bất kỳ chớ ngại nào, rời khỏi lòng bàn tay của đệ ngũ Khôn giống như nước chảy mây trôi. Không tới nửa giây, trường đao đã rơi vào tay Trần Đức. Sau đó, anh không muốn lãng phí nhiều thời gian, thứ nên phơi bày cũng đã phơi bày rồi, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ không phải bị người ta khiêu chiến, mà bị người ta coi như khỉ để đùa giỡn. Anh ngẩng đầu nhìn về phía đệ ngũ Vệ Đông, trực tiếp nói. Trướng tộc đệ ngũ, vãn bối tới đây chí vì một chuyện, khẩn cầu ông thả mẹ tôi là đệ ngũ Vân Yên từ trong hầm giam dưới vực sâu. Mọi người vẫn còn đắm chìm trong chấn động Trần Đức đoạt trường đao, đánh bại đệ ngũ Khôn, giọng nói trầm chậm của Trần Đức đã truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Anh tỏ ra rất tôn kính, giọng nói và thần thái mang theo vẻ cầu khẩn. Lời nói của anh vừa dứt, trong cả đại điện lập tức rơi vào yên tĩnh hoàn toàn. Đệ ngũ Vân Yên, là ai? Đã 20 năm rồi, 90% võ giả trong đại điện đều đã quên mất một người như vậy. Đệ ngũ Vệ Đông đã quên, đệ ngũ Nhạc Hoa, đệ ngũ Chiến Trần cũng như vậy. Khoảng mười mấy cái hít thở. Sau khi đệ ngũ Vệ Đông suy nghĩ một hồi, lúc này mới nhớ ra 20 năm trước trong gia tộc xuất hiện một người phụ nữ đê tiện, dám kết hôn với một tên kiến hôi tầm thường không thể tầm thường hơn, lại còn lén sinh con. Khi ấy thân là trưởng tộc, ông ta nổi giận lôi đình, phái đệ ngũ Hiên đến địa cầu, đưa người phụ nữ quay trở lại. Chỉ là, người phụ nữ kia thân phận quá hèn mọn, căn bản không đến lượt ông ta xử lý, mà là do người phía dưới giải quyết, đày đến hầm giam trong vực sâu. Trần Bát Hoang, cậu là con của đệ ngũ Vân Yên. Đệ ngũ Vệ Đông đánh giá Trần Đức, trong lòng rất chấn động. Một đứa trẻ sinh ra từ địa cầu lại có tu võ thiên tư như vậy. Phải. Trần Đức trả lời. Đệ ngũ Vệ Đông tỉ mỉ đánh giá Trần Đức, trong mắt già nua lóe lên ánh sáng khó tin. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, ông ta tuyệt đối sẽ không tin rằng ở địa cầu lại xuất hiện yêu nghiệt như vậy. Thần Vương Tứ Trọng ung dung đánh thắng Thần Vương Bát Trọng, tước vũ khí, hoàn toàn như đại nhân bắt nạt trẻ con. Thân là người đứng đầu trong tộc, đệ ngũ Vệ Đông quá hiếu tầm quan trọng của yêu nghiệt như. Vậy. Huống hồ. Ông ta có thể nhận thấy, trong cơ thể Trần Đức thật sự chảy huyết mạch của tộc đệ ngũ. Võ giả thiên phú yêu nghiệt và kinh khủng như vậy. Hoặc là lôi kéo, hoặc là xóa bỏ. Đệ ngũ Vệ Đông chỉ có hai lựa chọn. Hai chọn một. Im lặng một chút, trong lòng đệ ngũ Vệ Đông đã có quyết sách. Ông ta nói, chuyện nảm đó thuộc về quy tắc không thể xâm phạm, trừng phạt 20 năm đã đủ rồi, Lâm. Nói đến đây, đệ ngũ Vệ Đông đưa mắt về phía thập đại bán thánh. Nói với một người phụ nữ trung niên, Vân Yên năm đó, do bà trừng phạt đúng không? Bấm chứng tộc, đúng vậy, đệ ngũ Vân Yên vẫn còn ở trong hầm giam dưới vực sâu. Đệ ngũ làm đứng dậy, cung kính đáp. Được, sau cuộc họp gia tộc, tôi sẽ đích thân đưa Bát Hoang đến trước hầm giam nơi vực sâu, thả Vân Yên ra. Đệ ngũ Vệ Đông hết sức quả quyết. Hai mươi mấy năm trước, chuyện đệ ngũ Vân Yên vốn không lớn. Ban đầu xử lý bà cũng đơn giản chỉ là vấn đề mặt mũi và quy tắc. Chỉ cần có nấc thang hợp lý,
vậy thì cũng có thể thả được rồi. Hôm nay, Trần Bát Hoang chính là nấc thang này. Thả một người phụ nữ tầm thường, lại có thể lôi kéo một thiên tài siêu cấp, lựa chọn lấy hay bỏ trong đó, nếu để Ngũ Vệ Đông không hiếu, ông ta cũng không sống nối hôm nay. Rõ. Đệ Ngũ Lâm đáp ứng. Cảm ơn trưởng tộc. Trần Đức có chút bất ngờ, chuyện ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của anh. Đương nhiên anh rất rõ ràng. Có thế dễ dàng như vậy, không phải Đệ Ngũ Vệ Đông nhàn từ hay ôn hòa, mà là dựa vào bản lĩnh đấu tranh. Nếu như anh thua trong tay Đệ Ngũ Khôn, không thể hiện ra tiềm lực tộc Đệ Ngũ cần, kết cục. Có khả năng lại là một tình huống khác. Dựa vào điểm này, trước giờ bọn họ vốn không hỏi Trần Đức tới đây có chuyện gì, mà là muốn anh biểu diễn thực lực, có thể nhìn ra được. Đại gia tộc chính là hiện thực như vậy, máu lạnh, thực thi luật rừng, mạnh mẽ thì sống, yếu đuối thì bị đào thải. Được. Nội tâm Đệ Ngũ Hiên kích động, nhưng bề ngoài lại rất bình tĩnh, kết quả như vậy cũng nằm trong dự liệu của ông ta. Đệ Ngũ Vệ Đông thân là trưởng tộc, lại là một vị thánh nhân đa mưu túc trí, văn thao võ lược. Ánh mắt của ông ta cũng nhìn xa hơn so với bất kỳ ai trong tộc. Người như vậy nếu không nhìn ra tiềm lực của Trần Đức, chắc chắn là khuyết tật trí tuệ. Bát Hoang, từ hôm nay trở đi, cậu ngồi chung với thập đại bán thánh. Phía trên, Đệ Ngũ Vệ Đông phất ống tay áo một cái, đột nhiên bên cạnh Đệ Ngũ Hiên xuất hiện thêm một cái ghế, sau đó giọng nói mang theo vài phần uy nghiêm nói. Ngoài ra, bên cạnh Đáo Hiên còn có một hòn đảo tên là Đầu Vân Yên. Nếu nhớ không lầm nơi đó từng là chỗ mẹ ruột cậu ở, hôm nay tôi ban nó cho cậu, từ hôm nay cậu không mang họ Trần nữa, theo họ mẹ, ban họ Đệ Ngũ. Mẹ kiếp! Vòng ngoài, một vài con em họ ngoại cực kỳ hâm mộ, phải biết rằng thân là họ ngoại, muốn lấy họ Đệ Ngũ ở trong tộc rất khó. Phải trải qua khảo hạch tương đối hà khắc và nghiêm túc, đạt được tiêu chuẩn mới được. Mấy ngàn người họ ngoại mỗi năm cũng chỉ có 2-3 người được ban họ Đệ Ngũ. Có thể tưởng tượng ra độ khó cao thế nào. Trần Bát Hoang vừa đến liền có thể nhận được vinh dự này, ai nấy đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Dưới bậc thang, Trần Đức nhíu mày, không chút suy nghĩ liền đáp lại, trưởng tộc, đại trưởng phu không cần đổi tên, càng không cần đổi họ, thứ lỗi cho tôi không thể nào nghe lệnh. Chưa nói tới Trần Đức có tình cảm gì đối với tộc Đệ Ngũ, nơi này đã nhốt mẹ mình hơn 20 năm, nói không khoa trương thì Đệ Ngũ Vệ Đông. Chính là đầu sỏ. Anh có thể đứng ở đây cầu xin đã là ranh giới cuối cùng rồi. Nếu như đối phương đồng ý tháng người, vậy thì được, anh sẽ không so đo hiềm khích ngày trước, càng sẵn lòng nợ tộc Đệ Ngũ một ân tình. Nhưng, muốn bảo anh đổi họ, tuyệt đối không thế nào. Hả? Đệ Ngũ Vệ Đông nhíu mày, trong con người xanh biết có chút không vui, phân nộ. Theo như ông ta thấy, ban cho Trần Bát Hoang họ Đệ Ngũ, anh xác hẳn sẽ cảm thấy vinh hạnh, mang ơn. Suy cho cùng, họ này chính là đại diện cho tộc Đệ Ngũ. Có nó, rõ ổ mất ra toàn bộ Vân Tuyết giới, dù đi đến đâu cũng nhận được tiếp đãi cao nhất. Trần Bát Hoang lại từ chối, còn từ chối quả quyết như vậy. Đệ Ngũ Vệ Đông thoáng yên lặng một hồi, ý tứ sâu xa nói. Bát Hoang à, ta thân là trường giả, khuyên cậu một câu này, người trẻ tuổi kiêu ngạo cũng được, nhưng loại kiêu ngạo này phải dùng đúng chỗ. Ban cho tộc Đệ Ngũ là vinh dự của tất cả họ ngoại, nếu cậu không thể chấp nhận, tộc Đệ Ngũ tôi có lý do gì để phục vụ cậu, thả mẹ cậu nói xem. Trong thập đại bán thánh, Đệ Ngũ Hiên đột nhiên kinh hãi. Ông ta vội vàng đi đến bên cạnh Trần Đức, Bát Hoang, đừng cố chấp, đồng ý trước đi, e rằng nếu không đồng ý sẽ. Tiền bối, ông không cần nhiều lời. Trần Đức có chút tức giận, vốn tưởng rằng Đệ Ngũ Vệ Đông cũng coi như sáng suốt, có mắt nhìn. Không ngờ vẫn là một lão già ngoan cố. Anh không mang họ Đệ Ngũ, chẳng lẽ không thể giúp đỡ họ Đệ Ngũ làm việc sao? Nếu như chỉ bởi vì vậy, Đệ Ngũ Vệ Đông cũng không thả mẹ anh, vậy thì dù lần này Trần Đức thỏa hiệp. Sau này cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn khác. Có cậu nói rất hay, tam quan bất đồng, không thế cùng mạnh. Họ tên chính là ơn bố mẹ tôi ban, tên này tôi tuyệt đối không đối. Trần Đức nói xong. Anh lại đưa mắt về phía Đệ Ngũ Vệ Đông, đúng mực nói. Tôi hỏi ông một câu, nếu không đổi thì trưởng tộc Đệ Ngũ có phải sẽ không đồng ý thả mẹ tôi ra? Trần Đức mở miệng, giọng nói không cao, nhưng, trong mấy ngàn người ở đại điện, ai nấy đều nghe thấy rõ ràng.
Từng câu từng chữ phảng phất một loại ma lực nào đó khiến tâm thần người khác dạo dực. Thả hay không thả? Anh đâu có hỏi. Rõ ràng là đang chất vấn. Phía trên cùng, ba người đệ ngũ Vệ Đông, đệ ngũ Chiến Trần, đệ ngũ Nhạc Hoa đều hơi sửng sốt. Mấy đại bán thánh mắt đều khóa trên người Trần Đức, trong lòng đệ ngũ Hiên căng thẳng, lòng bàn tay xuất hiện từng tia mồ hôi lạnh. Ha ha, một Trần Bát Hoang, bậc Hoang Thiên Vương, vậy mà dám nói chuyện với tôi như vậy. Trong tiếng cười của đệ ngũ Vệ Đông, giật rõ ràng đã kéo ra một loại khoảng cách nào đó với Trần Đức, vậy tôi hỏi cậu, nếu không thả thì cậu sẽ đối đãi như thế nào? Không thả sao? Trong tay Trần Đức, một vò rượu thong thả hiện lên, anh đưa đến miệng uống mấy hớp, sau đó giọng mang theo vài phần mùi rượu, không thả thì tôi sẽ đạp bể tộc đệ ngũ, đích thân đón mẹ tỏi ra khỏi tộc. Lúc Trần Đức nói ra lời này, anh vẫn bình tĩnh rửng rưng, nhưng chính loại bình tĩnh rửng rưng này mới là ngông cuồng nhất, khoa trương nhất, khiến người ta kinh ngạc. Nếu anh phát ra các loại tiếng gầm thét gào giống, tất cả mọi người ngồi đây chỉ biết cười anh bất tài ngông cuồng mà thôi. Nhưng ngược lại thì khác. Tất cả người cố tộc đệ ngũ cau mày, sắc mặt trở nên vô cùng u ám. Tên nhãi, mày nói cái gì? Đạp phẳng tộc đệ ngũ. Đệ ngũ Khôn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đức, hắn ta đã cực kỳ bất mãn với anh, chỉ dựa vào mày. Không sai, chỉ dựa vào tao. Ánh mắt Trần Đức quay lại nhìn chằm chằm đệ ngũ Khôn, sao hả, muốn đánh một trận với tao? Khi nói chuyện, trong ánh mắt Trần Đức lóe lên sát ý uy nghiêm, sắc mặt đệ ngũ Hiên tái nhợt, theo bản năng thụt lùi hai bước, không dám nói nửa câu. Đánh một trận với Trần Bát Hoang, hắn ta dựa vào cái gì chứ? Chuyện trước đó đã ở rành rành trước mật, sớm bị dọa mất mật. Ha ha, cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ tộc đệ ngũ cũng chỉ như vậy thôi. Trần Đức cười lạnh, không hề che giấu vẻ khinh thường. Ha ha, ha ha ha. Đệ ngũ Vệ Đông ngồi vững trên đài cao, ngược lại cười giận dữ, cuối cùng ông ta ngừng lại, cao giọng nói. Trần Bát Hoang, đệ ngũ Vệ Đông tỏi nể tình cậu có tấm lòng hiếu thuận, cho cậu một cơ hội, nhưng cậu lại không biết phải trái. Cũng không biết cậu lấy dũng khí ở đâu, nếu đã như vậy thì đày cậu đến cấm khu Tây Hải, cả đời không có duyên gặp lại. Mẹ! Cái gì? Sắc mặt đệ ngũ Hiên đột nhiên thay đổi, cấm khu Tây Hải, nơi đó người khác có thể không biết, nhưng bốn gia tộc lớn của Tây Hải là rõ ràng nhất. Cho nên, cấm khu Tây Hải là khu vực hung thần nhất Tây Hải, nơi đó là một vùng đất thiên nhiên loạn lạc hình thành hàng vạn năm trước. Giống như hố đen mà các nhà khoa học thế tục địa cầu nói. Tiến vào cũng không có bất kỳ vật gì có thể chạy thoát ra. Dù là thánh nhân tiến vào cấm khu Tây Hải 200 mét cũng sẽ bị binh giải, sụp đổ, thần hồn không tồn tại. Còn Trần Đức cũng chỉ là thần vương tứ trọng. Cho dù có thể đánh một trận với bán thánh, một khi đi đến nơi đó cũng 10 phần chết chắc. Bụp! Hai đầu gối đệ ngũ Hiên cong lại, đột nhiên. Ông ta quỳ xuống đất, hốc mắt đỏ bừng, chướng tộc, cháu tôi không biết tốt xấu đụng phải ông. Xin ông tha thứ. Nói xong, đệ ngũ Hiên liền muốn dập đầu. Đừng. Đúng lúc này, Trần Đức lấy lại tinh thần, nắm bả vai đệ ngũ Hiên, cậu, tội gì phải dập đầu với loại người tầm nhìn hạn hẹp như vậy. Muốn trục xuất con, ông ta xứng sao? Trần Đức, con, gọi cậu là gì? Trong mắt đệ ngũ Hiên hơi ứng đỏ, ông ta kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Đức. Con gọi là cậu, không thành vấn đề chứ. Hành động này của đệ ngũ Hiên, cuối cùng Trần Đức đã công nhận ông ta, không vì thứ khác, chỉ vì cái quỷ kia. Đương nhiên, nếu đệ ngũ Hiên không quỳ đột ngột như vậy, Trần Đức sẽ ngăn cản ông ta. Dưới gối nam nhi có vàng ròng. Thân là bán thánh, cái quỷ này có khả năng ảnh hưởng cả đời. Không thành vấn đề, dĩ nhiên không thành vấn đề. Đệ ngũ Hiên cười rất vui vẻ an tâm, mấy năm nay ông ta không lấy vợ sinh con, đơn giản chính là không tìm thấy Trần Đức, không cứu được em gái. Được, cậu không dập đầu, đệ ngũ Hiên đứng dậy, ông ta đứng lên, Bát Hoang, từ giờ trở đi, dù con làm ra quyết sách gì, cậu cũng đứng bên cạnh con. Đệ ngũ Hiên, một tên bán thánh nói, ông to gan lắm, quên mất mình họ đệ ngũ sao? Hiên, ông làm sao thế, muốn quên đại nghĩa gia tộc sao? Đệ ngũ Hiên, chú ý thân phận và địa vị của ông. Chín đại bán thánh rối rít lên tiếng trách mắng, bên trong đại sảnh vang lên tiếng mắng. Ha ha ha, buồn cười, buồn cười. Đệ ngũ Hiên quét mặt qua chín đại bán thánh, ánh mắt sắc bén.
Các người nói đến thân phận và địa vị của tôi. 20 năm qua, em gái đệ Ngũ Vân Yên của tôi mất đi tự do, bị nhốt vào lao ngục nơi vực sâu. Khi đó các người đã từng nghĩ đến thân phận địa vị của tôi chưa? Thả em gái tôi, nhưng cũng chỉ là một câu nói của đệ Ngũ Vệ Đông mà thôi. 20 năm qua, tôi đã nhắc tới bao nhiêu lần, nhưng đệ Ngũ Vệ Đông, ông muốn tôi đích thân sáng tạo ra võ kỹ đế trao đổi, sau khi dâng hiến võ kỹ, ông lại từ chối. Bát Hoang đến đây mang theo thành ý, nhưng các ông lại muốn đẩy nó đến cấm khu Tây Hải. Số mệnh của ta, sáng tác của ta, các người dựa vào đâu mà nắm giữ? Hết câu này đến câu kia, lời nói đệ Ngũ Hiên vang vọng, mang theo vẻ phẫn nộ vô tận, giống như sư tử gầm hố giống, vang khắp toàn bộ đại điện, vô cùng điếc tai. Bên trong đại điện, từng câu từng chữ của đệ Ngũ Hiên đang phê phán những bất công trong nhiều năm qua. Cho đến nay, ông ta đã cố gắng làm hết bổn phận của mình, hết sức vì tộc đệ Ngũ, đến cuối nhận được kết cục như vậy, ông ta cực kỳ bi thương. Ông ta đã từng là người xuất sắc trong tộc đệ Ngũ, 50-60 tuổi đã đạt tới bán thánh. Cùng thế hệ với ông ta, thiên phú của ai mạnh nhất, nói đệ Ngũ Hiên thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất. Cứ như vậy. Nhưng đệ Ngũ Vệ Đông chưa bao giờ xem trọng ông ta, chuyện của đệ Ngũ Vân Yên lại nhiều lần bị từ chối. Những năm gần đây, trong lòng đệ Ngũ Hiên luôn tức giận. Hôm nay, cuối cùng không nhịn được liền bùng. Nổ. Đệ Ngũ Hiên to gan, nơi này là đại điện nghị sự, há cho ông láo xược. Đệ Ngũ Vệ Đông mặt đỏ tới mang tai, lúc nói. Chuyện, một trưởng hạ xuống phía đệ Ngũ Hiên. Uy áp khủng khiếp, lập tức giống như 100.000 ngọn núi lớn hạ xuống, một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn dâng lên, đệ Ngũ Hiên biến sắc. Ầm. Trên dưới xung quanh hai người Trần Đức và đệ Ngũ Hiên, quy luật đại đạo lưu truyền, đè ép không gian. Ha ha, thật là phách lối, lão già kia, ông thật sự cho rằng mình vô cùng mạnh sao? Trần Đức cười lạnh, trong lòng không hề sợ hãi chút nào. Toàn thân linh khí bùng nổ, linh khí màu vàng bao phủ, dưới ánh sáng màu vàng, ly hỏa cháy rực, ngọn lửa sâu kín như tới từ địa ngục, nhiệt độ khủng khiếp khiến người ta sợ hãi. Tiếp đó, hai tròng mắt Trần Đức khẽ nhắm, lúc mở ra, con người của anh đã biến sắc. Cực cảnh, cực ảnh cửu trọng đồng thời thi triển. Lòng bàn tay trái chìm nổi một cái đỉnh nhỏ và kiếm long ngâm màu đen ở bên phải đua nhau di chuyển. Lúc này, Trần Đức không còn giữ lại chút gì, dốc hết tất cả lá bài tẩy ra. Hơn nữa, trong thức hải, sức mạnh linh lung chuẩn bị cho anh mượn bất cứ lúc nào, cung cấp sức chiến đấu cho anh. Nhưng, ngay lúc Trần Đức sắp ra tay, một cái lồng phòng ngự màu đỏ bất ngờ xuất hiện không chút dấu hiệu, hoàn toàn ngăn cách sức mạnh thánh nhân của đệ Ngũ Vệ Đông. Áp lực kinh khủng đột nhiên biến mất, không còn tồn tại. Đệ Ngũ Vệ Đông biến sắc, là ai, đi ra. Cộp cộp cộp. Ông ta vừa dứt lời, một tiếng cười như chuông bạc truyền tới, thân ánh xinh đẹp từ từ đi từ bên. Ngoài đại điện vào, một thân áo choàng màu lửa đỏ, sợi tóc đỏ thầm phía sau lưng như ma hoa tết lại thành một chiếc roi dài, nhìn kỹ lại dù là đôi mắt cũng hơi toát lẻn ánh sáng đỏ, trên đầu cô ta có hai cái sừng ngọc cực kỳ thu hút. Trưởng tộc đệ Ngũ lợi hại quá, muốn giết người thì giết người, muốn trục xuất người khác thì trục xuất. Cô gái vừa đi vừa nhàn nhạt nói, sao hả, có cần giết luôn tôi không? Theo giọng nói truyền ra, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung đến thân ảnh xinh đẹp kia. Bất chợt, đôi mặt không khỏi đông cứng lại, trong đại điện, tất cả mọi người đều hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, chấn động, sợ hãi. Bao gồm cả ba người mạnh nhất đệ Ngũ Vệ Đông, đệ Ngũ Nhạc Dương, đệ Ngũ Chiến Trần. Hả? Trần Đức hơi ngưng lại. Đương nhiên anh biết người tới là ai. Trang phục quen thuộc, tóc đuôi sam quen thuộc. Ngoại trừ Hồng Y ra thì còn ai nữa? Chỉ là hai cái sừng trên đầu cô ta là chưa thấy qua, Trần Đức có chút mê muội, tình huống gì thế này? Còn nữa, sao cô ta lại tới đây? Trong lúc Trần Đức còn đang nghi ngờ, ở phía trên, đệ Ngũ Vệ Đông luôn cao cao tại thượng ra vẻ là chúa tể lúc này lại vội vàng từ trên bậc thang đi xuống, hai trưởng lão cũng đi theo sau. Một người bước chân vội vã, đi đến trước mặt Hồng Y, cung kính khom người hành lễ, tiểu công chúa, không biết là cô tới đây, đệ Ngũ Vệ Đông không thể tiếp đón từ xa, xin hãy thứ lỗi. Đồng thời, trong đại điện, không ai dám ngồi, tất cả đứng dậy khom người. Cảnh này khiến Trần Đức cực kỳ kinh ngạc, anh lấm bấm,
rốt cuộc cô nàng này có thân phận gì. Mỗi một lần Hồng Y xuất hiện thì đều sẽ mang đến chấn động cho Trần Đức. Bát Hoang, đừng nói lung tung, tên cỏ gái nhỏ này con không thế gọi đâu. Sắc mặt Đệ Ngũ Huyên cuống cuồng, ông ta vội vàng nhắc nhở, cô ấy tên là Cơ Tuyết, chính là tiểu công chúa Tây Hải. Tiểu công chúa Tây Hải. Trần Đức có chút kinh ngạc. Con mới đến Vân Tiêu giới chưa lâu, không biết cũng là bình thường, cho dù là rất nhiều thế lực Vân Tiêu giới cũng không biết đến sự tồn tại của cỏ ấy và tộc của cô ấy. Hô hấp Đệ Ngũ Huyên có vẻ gấp gáp, phần cuối của Tây Hải liên thông với Đại Thiên Thế Giới. Đại Thiên Thế Giới không giống với vị trí Vân Tiêu giới này, mặc dù Vân Tiêu giới dùng linh thú, nhưng nó không có trí óc, phần lớn vô cùng tàn bạo, mà Đại Thiên Thế Giới các tộc mọc như rừng, đừng nói đến linh thú, dù là một cây cỏ, một thân cây, một hạt cát, một hòn đá, tất cả có thể ra đời linh trí, hóa thành hình người, trở thành tu sĩ, trong đó có một tộc được đặt tên là Hải tộc. Nghiêm chỉnh mà nói, Tây Hải cũng nằm trong phạm vi quản lý của bọn họ, nhưng lần trước Hải tộc xuất hiện đã là 1000 năm trước, khi Tây Hải có linh thú bạo động đã qua đây một lần. Hải tộc, Cơ Tuyết. Trần Đức bừng tỉnh. Thì ra là như vậy, chẳng trách lúc đầu Linh Lung đã từng nói Hồng Y lai lịch phi phàm. Ha ha. Hồng Y hoàn toàn không có một chút phản ứng nào với hành lễ của Đệ Ngũ Vệ Đông, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cô ta bước về phía Trần Đức, chớp mắt, anh Bát Hoang, đã lâu không gặp. Đúng vậy, Hồng Y, không, nên gọi cô là Cơ Tuyết chứ nhỉ. Trần Đức có chút hoảng hốt, lần trước gặp mặt Vân Đang ở thành Thông Thiên, nghĩ kỹ lại thì đã gần 1 năm trôi qua rồi, không ngờ lại gặp cô à đây. Anh Bát Hoang ở đâu, tôi đều có thể xuất hiện ở đó bất cứ lúc nào. Cơ Tuyết cười khanh khách nói, nếu không, chê, anh Bát Hoang có thể gọi tôi là Tuyết Nhi. Bên trong đại điện, Trần Đức và Cơ Tuyết nói chuyện cẩu có câu không. Bên cạnh Trần Đức, cơ thể Đệ Ngũ Huyên đã cứng ngắc từ lâu. Mà người của tộc Đệ Ngũ đã trợn tròn hai mắt, không thể nào tưởng tượng nổi, còn mí mắt Đệ Ngũ Vệ Đông giật giật. Trần Bát Hoang quen tiểu công chúa Tây Hải. Hơn nữa. Giọng điệu và thần thái giao lưu giữa hai người nào có phái quen biết đơn giản, rõ ràng là vô cùng quen thuộc, thân mật. Sao lại có chuyện đó được? Tại sao tên nhóc đến từ địa cầu này lại quen biết với tiểu công chúa Tây Hải? Nên biết rằng, ngay cả ông ta cũng chỉ mới gặp người của tộc Hải cách đẩy ngàn năm trước. Còn tiểu công chúa Tây Hải thì đến nay vẫn là một sự tồn tại trong truyền thuyết. Những người như họ, chỉ được nhìn thấy cô ta trong bức tranh. Tóm lại. Với tiểu công chúa Tây Hải, người bẽn ngoài chỉ có một câu. Tuyệt đối không thể trêu vào. Đệ Ngũ Vệ Đông hết sức nhức đầu. Tại sao người của thế giới Đại Thiên lại đến Vân Tiêu giới? Tay Đệ Ngũ Vệ Đông siết lại thật chặt, cơ thể già nua khẽ run run, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Bên cạnh ổng ta, hai trưởng lão cũng không khá hơn là bao, căng thẳng muốn chết. Tộc Hải mạnh đến mức nào? Đơn giản mà nói. Chỉ cần một câu của tiểu công chúa Tây Hải, chưa tới 3 ngày tộc Đệ Ngũ của họ sẽ máu chảy thành sông, hoàn toàn biến mất khỏi Tây Hải. 3 người hết sức căng thẳng nghe 2 người kia nói chuyện, vẫn luôn giữ nguyên tư thế cúi người, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Anh Bát Hoang, thật ra Tuyết Nhi đặc biệt đến Vân Tiêu giới này để tìm anh đấy. Sau khi thoải mái tán gẫu xong, Cơ Tuyết nói. Tìm tôi hả? Đúng vậy. Cơ Tuyết gật đều, nhưng mà... Tạm thời giải quyết chuyện ở đây đã, lý do em tìm anh thì một lát nữa nói sau. Anh Bát Hoang, anh đi theo em. Còn ông nữa, ông cũng lại đây. Nửa câu sau là nói với Đệ Ngũ Huyên. Sau đó, Cơ Tuyết nắm tay Trần Đức, chẳng nói chẳng rằng kéo anh từng bước đi lên bậc thang, bước tới chỗ ngồi của Đệ Ngũ Vệ Đông. Anh Bát Hoang, nào, anh ngồi đây đi. Trần Đức cười cười, không nói gì, chỉ dứt khoát đặt mông ngồi xuống chỗ ở giữa. Chẳng hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Ông, ngồi bẽn trái. Cơ Tuyết nói với Đệ Ngũ Huyên. Tiểu công chúa, cái này, tôi không dám đâu, đó là vị trí của tộc trưởng, tôi không xứng. Tuy Đệ Ngũ Huyên có bất mãn với tộc Đệ Ngũ, nhưng tộc này vẫn là nhà của ông ta, sự tôn kính với người dẫn đầu bộ tộc đã ăn vào trong máu. Tôi nói ông xứng thì ông sẽ xứng, tôi cho ông thời gian 3 giây, nếu không ngồi, sẽ là kẻ địch của tôi. Thái độ của Cơ Tuyết với những người khác hoàn toàn khác xa lúc nói chuyện với Trần Bát Hoang, dù là Đệ Ngũ Huyên, cô ta cũng dùng cái giọng lạnh lẽo như băng. Tỏi, thôi được rồi. Đệ Ngũ Huyên bất chấp tất cả ngồi xuống.
Sau đó, Cơ Tuyết cũng ngồi xuống ghế còn lại, nhìn xuống những người bên dưới, thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, anh Bát Hoang chính là tộc trưởng tộc Đệ Ngũ, trong 3 giây, ai có ý kiến thì đứng ra. Cơ Tuyết hết sức bá đạo. Ngồi chẽn chiếc ghế đó, hoàn toàn không để người tộc Đệ Ngũ vào mắt, dường như trong mắt cô ta chỉ có mình Trần Bát Hoang. Cô ta nói xong, cả đại điện đều chìm vào sự yên tĩnh. Trong đại điện trống trải, chỉ có những hơi thở ồ. Ồ, Đệ Ngũ Vệ Đông, Đệ Ngũ Chiến Trần, Đệ Ngũ Nhạc Hoa vẫn khom lưng, hoàn toàn không dám có một động tác dư thừa nào. Bọn họ biết rất rõ. Lúc này, nếu có người đứng ra phản đối, kết cục chỉ có một, đó là chết. Không hề nói quá lên một chút nào. Cơ Tuyết muốn giết bọn họ, dễ hơn ăn cháo. Ba người họ còn không nói lời nào, thì những người khác cũng chẳng dám nhiều lời nửa câu, trước mặt kẻ mạnh hơn mình, dù có bực tức cách mấy cũng chỉ có thể nuốt ngược vào bụng. Trần Đức nhìn những ánh mắt không cam tâm và đầy oán hận kia, anh nở nụ cười, Tuyết Nhi, không cần phải làm thế đâu. Không nói tới việc mấy người này chẳng ưa gì tôi, mà tôi cũng không thích bọn họ, đám người chỉ biết nịnh hót này cũng xứng làm người trong tộc của tôi ư. Trần Đức nói hết sức rõ ràng, không hề nể nang ai, tôi chỉ đến đây để bảo ông ta thả mẹ tôi ra mà thôi, vị trí tộc trưởng này, dù họ có cầu xin tôi cũng chẳng thèm nữa là. Anh nói chậm gì gì, nhưng lại như tiếng sét đánh bẽn tai tất cả mọi người. Nhóm ba người Đệ Ngũ Vệ Đông thở phào nhẹ nhõm. Còn lời đánh giá của Trần Đức thì chẳng có gì quan trọng cả, chỉ cần anh không trở thành tộc trưởng tộc Đệ Ngũ thì cái gì cũng dễ bàn. Về việc này, Cơ Tuyết có hơi bất ngờ, nhưng sau khi cẩn thận ngẫm lại, thì thấy cũng hợp lý. Anh Bát Hoang của cô ta là người như thế cơ mà. Hôm nay anh chấp nhận ngồi lẽn vị trí tộc trưởng đó thật mới là lạ. Và lại, điều cô ta thích ở Trần Bát Hoang chính là tính cách đó, không phải ư. Cũng đúng, bọn họ không xứng. Cơ Tuyết nói cười nói, Đệ Ngũ Vệ Đông, còn nghệt mặt ra đó làm gì, thả người ra. Rõ, Đệ Ngũ Vệ Đông không hề chần chừ, tôi sẽ đích thân đi thả Vân Yên. Tôi cũng đi. Trần Đức đứng dậy, đi theo, tất nhiên Đệ Ngũ Hiên và Cơ Tuyết cũng theo sau anh. Khoảng 10 phút sau, bọn họ đi đến một tế đàn, bên trên tế đàn có đủ loại họa tiết, bùa chú được khắc lên. Những hoa văn và phù văn đó xen lẫn vào nhau, khiến con người ta có cảm giác lạnh lẽo, quý dị. Đệ Ngũ Vệ Đông vừa đi tới, lập tức có hai người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ xuất hiện hành lễ. Tộc trưởng, mở lao ngục dưới vực sâu ra, thả Đệ Ngũ Vân Yên, chính là người 20 năm trước đã vụng trộm với người địa cầu và bị giam lại ấy. Tiểu công chúa Tây Hải đang ở sau lưng, tất nhiên Đệ Ngũ Vệ Đông không dám thể hiện, nói chuyện hết sức dè dặt, cẩn thận. Rõ. Hai người lên tiếng trả lời, chợt, linh khí xuất hiện trong tay họ, miệng lấm bấm, đồng thời đưa tay lên cổ tay cắt ra một vệt máu, máu tươi chảy về phía tế đàn. U. Chẳng mấy chốc, tế đàn đã dâng lẻn một hơi thở đế y âm u, ngay sau đó, một trận pháp hiện lên ở cánh cổng lớn. Sau cánh cổng, là một căn phòng đá. Vách tường quanh phòng đá cũng được khắc những trận văn. Trận văn khiến con người ta có cảm giác âm u, khủng bố. Sự tồn tại của trận văn đó chính xác là đế tra tấn phạm nhân, sự khủng bố của lao ngục dưới vực sâu nằm ở đó. Mỗi một phút một giây, trận văn đều tra tấn, trừng phạt người bị nhốt bên trong, khiến họ sống. Một người phụ nữ trung niên, quần áo rách tả tơi cuộn mình trong góc tường, chẽn người bà ấy đầy rẫy những vết thương, gần như da thịt không có một chỗ nào lành lặn, dù là chẽn mặt cũng đầy miệng vết thương. Những vết thương đó đều khá mới, không phải vết thương cũ, như đang bị kiến cằn nát khiến da đầu con người ta run lên, sợ hãi. Mái tóc hai màu trắng đen lẫn lộn, rối bù, không biết đã bao lâu rồi chẳng được chăm sóc, chải chuốt. Bà ấy không phải ai xa lạ. Chính là Đệ Ngũ Vân Yên. Nhìn thấy cảnh tượng đó, hai mắt Đệ Ngũ Hiên rưng rưng, sắc mặt cực kỳ khó coi, khí huyết Trần Đức lại dâng lên, đôi mắt đỏ bừng, trong không khí dần xuất hiện tầng tầng sát ý rất khó che giấu. Đệ Ngũ Vệ Đông xứng người, là người đầu tiên tiến vào phòng đá, lấy ra một viên đan dược cấp thiên, đích thân đút cho người phụ nữ đó, vản yển, nuốt vào, cô sẽ dễ chịu hơn một chút. Ngay sau đó, vết thương chẽn người Đệ Ngũ Vân Yên dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu hồi phục, khoảng 2-3 phút sau thì đã hồi phục hoàn toàn. Đệ Ngũ Vệ Đông, ông tốt bụng như thế từ bao giờ vậy?
Đệ Ngũ Vản lẻn nhìn ông lão trước mặt, khóe miệng là nụ cười lạnh. Vân Yên, thật lòng xin lỗi, là tôi có lỗi với cô, khiến cô phải chịu khổ nhiều năm như vậy. Nói đến đây, Đệ Ngũ Vệ Đông không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống đất. Ông ta không dám đứng thẳng. Bên ngoài, sát ý từ Trần Đức và Cơ Tuyết quá dày đặc, hệt như một con dao sắc bén đang kề trên cổ ông ta, khiến ông ta nơm nớp lo sợ. Nếu ông ta không làm ra vẻ một chút, thì chắc chắn sẽ chết, không có gì để nghi ngờ. Có Cơ Tuyết ở đây, dù ông ta chết cũng không có người nào dám đứng ra nói nửa cẩu. Ồ, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tẩy hả? Giọng Đệ Ngũ Vân Yên có hơi khàn khàn, đồng thời, chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài lao ngục. Nhìn thấy Đệ Ngũ Hiên, lòng bà nao nao. Nhưng ánh mắt chuyến sang Trần Đức thì đôi mắt dán chặt vào gương mặt anh, hoàn toàn không thể rời đi nửa phần. Là một người mẹ, làm gì có ai không thể nhận ra con trai của mình. Dù cách xa nhau hai mươi mấy năm, nhưng huyết mạch tương liên, cùng với gương mặt có nét di truyền giúp bà ấy nhận ra Trần Đức ngay từ ánh mắt đầu tiên. Đôi mắt đục ngầu, trong ánh mắt đó là vẻ không thể tin nổi, dù đã chắc chắn, nhưng vẫn còn nghi ngờ vào mắt mình, bát hoang. Là con thật ư? Là con. Trần Đức khẽ gật đầu, vẻ mặt nặng nề trước nay chưa từng có, anh chủ động bước vào phòng đá, đi tới chỗ Đệ Ngũ Vân Yên. Mẹ, thật lòng xin lỗi, con đã trễ, khiến mẹ phải chịu khổ thế này. Mẹ con gặp nhau, lẽ ra nên có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng dưới những cảm xúc đang dâng trào, tất cả mọi ngôn từ đều không thể nói rõ. Đệ Ngũ Vân Yên quan sát Trần Đức, nước mắt chảy dọc nơi khóe mắt, con trai, tất cả đều là nhờ con, đúng không? Bà ấy đang nói về việc Đệ Ngũ Vệ Đông đích thân đến đây, lại cần quỳ xuống. Đúng, nhưng cũng không hẳn. Trần Đức nói, thật ra phần lớn công lao đều là nhờ tiểu công chúa Tây Hải, Cơ Tuyết. Tiểu công chúa Tây Hải. Tất nhiên bà ấy biết về hải tộc, người được gọi là tiểu công chúa Tây Hải, ngoài người của hải tộc thì còn ai vào đây? Ánh mắt chuyển sang Cơ Tuyết, Đệ Ngũ Vân Yên tiến tới vài bước, khẽ cúi người, Vân Yên cảm ơn tiểu công chúa đã cứu giúp. Bác gái, bác đừng làm thế mà. Đối mặt với Đệ Ngũ Vân Yên, Cơ Tuyết khá là cung kính, đích thân đỡ bà ấy dậy, thật ra cháu cũng vừa biết chuyện của bác thôi, chủ yếu vẫn là anh bát hoang cố gắng. Thật ra, nếu cháu không tới thì bác cũng sẽ được cứu mà. Em nói đúng không, anh bát hoang? Ặc, Trần Đức nao nao, trên thực tế, Cơ Tuyết nói không sai, dù không có cô ta thì anh liều mạng cũng phải cứu được mẹ mình. Với thực lực của anh bây giờ, không thể giết chết Đệ Ngũ Vệ Đông nhưng đánh cho Đệ Ngũ Vệ Đông, Đệ Ngũ Chiến Trần, Đệ Ngũ Nhạc Hoa mất nửa cái mạng hay bị thương nặng thì vẫn được. Chẳng qua, có Cơ Tuyết khiến việc này trở nên dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều. Không nói về chuyện này nữa, tóm lại, có thể thoát được là tốt rồi. Trần Đức nói, mẹ à, mẹ muốn giải quyết những kẻ đã trừng phạt mình thế nào? Bỏ đi, đều là chuyện của quá khứ cả rồi. Đệ Ngũ Vân Yên lắc đầu, đúng là trong lòng bà ấy có hận, nhưng tộc Đệ Ngũ này cũng là nơi bà sinh ra và trưởng thành. Dù bà có vô tình cách mấy, cũng không thể ra tay với những người từng nuôi lớn. Mình, con à, quá khứ đã trôi qua không còn quan trọng nữa, chỉ cần con có ở đây, thì tất cả đều đáng giá. Được rồi. Trần Đức im lặng rất lâu, cuối cùng gật gật, từ bỏ suy nghĩ trong đầu. Dù thế nào thì anh cũng phải tôn trọng những lời mẹ mình nói. Mẹ, cậu, ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Được. Đệ Ngũ Vân Yên gật đầu. Chẳng có gì để do dự, nói xong, Trần Đức lập tức dẫn Đệ Ngũ Vân Yên rời khỏi phòng đá, Đệ Ngũ Hiên và Đệ Ngũ Thường Vân cũng đi theo anh. Bác gái, ở Tây Hải cháu có một đáo nhỏ, nếu bác không trễ thì bác và anh bát hoang có thể đến. Ờ, Cơ Tuyết chân thành và hào phóng, biểu hiện hết sức tao nhã. Đúng lúc em có một việc cần anh bát hoang giúp, không biết anh bát hoang có sẵn lòng hay không? Không dám từ chối. Trần Đức đồng ý ngay không thèm suy nghĩ, Cơ Tuyết đi trước, dẫn theo mọi người rời khỏi tộc Đệ Ngũ. Về phần Đệ Ngũ Vệ Đông, Trần Đức chẳng thèm liếc mắt nhìn ông ta một cái. Tuy ông ta mạnh, nhưng Trần Đức khinh thường ông ta từ tận đáy lòng. Bản thân là một thánh nhân, lại thể hiện vẻ cao cao tại thượng với anh, rồi đi khúm núm với Cơ Tuyết như một người hầu. Hành động đó không xứng đáng với một chữ thánh. Tộc Đệ Ngũ được một người như thế dẫn đầu, chắc chắn chỉ có thế ngày càng đi xuống, trở thành hạng người tham sống sợ chết mà thôi.
nhìn đám người Trần Đức rời đi, đệ ngũ vệ Đông Thớ hắt một hơi thật dài, đứng dậy đi ra khỏi lao ngục. Thế nhưng, với sự rời đi của Trần Đức và đệ ngũ Vân Yên, trong lòng ông ta cũng chẳng có chút hối hận và lưu luyến gì. Trần Bát Hoang chẳng qua chỉ là một thần vương mà thôi, đệ ngũ Vân Yên cũng chỉ là thần vương nhất trọng, người duy nhất đáng tiếc chính là đệ ngũ Hiên. Nhưng mà, trong tộc phần còn tận chín bán thánh, cũng chẳng sao. Còn việc sau này Trần Bát Hoang có trở nén mạnh hơn hay không, theo ông ta thì chắc chắn là không thể. Cái loại thẳng như ruột ngựa thế này, không biết mềm nắn rắn buông thì sớm muôn gì cũng sẽ nắp xuống. Chờ đến khi cậu tuổi trẻ mất sớm, lão già này sẽ đốt cho cậu chút tiền vàng mã. Đệ ngũ vệ Đông hừ lạnh, một lần nữa lấy lại vẻ cao cao tại thượng, xoay người rời đi. Biển Tây Hải mênh mông vô cùng, từ xa nhìn lại, không thể thấy bờ, chỉ có nước biển nhấp nhô gọn sóng. Một nơi xa ở Tây Hải, trên hòn đảo linh khí dồi dào, cây cối rậm rạp, hoa cỏ cũng theo dòng linh khí mọc lên cao. Cung điện huy hoàng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Hòn đảo này là chỗ Cơ Tuyết nghỉ lại khi đến Vân Tiêu giới, có trận văn bảo vệ, dù nhiều năm trôi qua cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Bên bờ biển chẽn đảo, ở bãi cát, Trần Đức và đệ ngũ Vân Yên sóng vai ngồi, anh kể lại những chuyện mình trải qua trong những năm gần đây. Từ lúc anh vào quân ngũ, đến lúc xuất quân, rồi vào tù, gặp được Sử gia, trở thành một võ giả. Anh chậm rãi kể lại, hệt như đang kể cẩu chuyện của một người khác. Con à, thật lòng xin lỗi, những năm qua con đã phải chịu khổ rồi. Tâm trạng đệ ngũ Vân Yên chớ nên nặng nề, anh kể về cái chết thảm thiết của những người anh em mình và những chuyện khác rất đơn giản, nhưng bà ấy có thể nhận ra được sự tức giận trong đó, cùng những nguy hiểm và khó khăn trong quá trình báo thù. Năm đó, mẹ để con lại, thật ra cũng vì bất đắc dĩ mà thôi, nếu không để con ở lại địa cầu, khi về đến tộc đệ ngũ, tộc trưởng cũng sẽ giết chết con. Con biết. Trần Đức hết sức bình tĩnh, không hề trách cứ đệ ngũ Vân Yên. Anh biết rõ, với tính cách của đệ ngũ vệ Đông, nếu bà ấy mang theo anh về gia tộc, chờ đợi anh là thập tử vô sinh. Nhưng mẹ này, từ đầu đến cuối con vẫn không thể tìm được tung tích của bố, con muốn hỏi. Ông ấy là ai? Trước đó, người họ Trần đuối giết mẹ có liên quan gì đến bố con không? Còn nữa, bố con đã đi đâu rồi? Phải. Đệ ngũ Vân Yên biết Trần Đức sẽ nghĩ đến chuyện này. Thật ra, bố con không phải là người bình thường, lại càng không phải là người địa cầu, ông ấy tên là Trần Giang Lăng, đến từ Trần gia của Đại Thiên Thế Giới. Đại Thiên Thế Giới ư? Trần Đức kinh ngạc, bố anh lại là người đến từ Đại Thiên Thế Giới. Trong thức hải, nghe tới hai chữ Trần gia, Linh Lung cũng hết sức ngạc nhiên. Đại Thiên Thế Giới chỉ có duy nhất một Trần gia, thế gia cổ xưa truyền thừa qua suốt 10 vạn năm. Đó là gia tộc mà ai ở Đại Thiên Thế Giới cũng biết, làm gì có ai không biết đâu. Trong tộc Trần gia, hiếu nghiệt như mây, thiên tài như nước, nhiều không thể đếm xuế. Linh Lung hoàn toàn không thể ngờ được, Trần Bát Hoang lại có liên quan đến Trần gia đó ư. Thì ra là vậy, thảo nào con người này lại hiếu nghiệt như thế. Linh Lung thầm than thở, nếu là người Trần gia thì cũng không có gì lạ. Có thể nói. Thành tựu của anh bây giờ vẫn còn cách điếm cuối rất xa. Không sai, ông ấy là người của Đại Thiên Thế Giới, là đứa con bị Trần gia bỏ rơi. Có rất nhiều chuyện ở Trần gia ông ấy không nói rõ, mẹ chỉ loáng thoáng đoán được từ vài manh mối, hình như ở Đại Thiên Thế Giới, Trần gia cũng là một gia tộc thanh danh hiển hách, được gọi là viên cổ thế gia, còn việc tại sao con không được gặp ông ấy. Nói đến đây, giọng đệ ngũ Vân Yên có chút đau thương, bởi vì ông ấy đã qua đời rồi. Người đàn ông họ Trần con nhắc tới cũng là người Trần gia, tẻn Trần Nguyên Võ. Khi người đó vừa đến địa cầu đã đánh với bố con một trận, bố con liều mạng khiến người đó bị thương nặng. Nhưng bố con cũng đã ngã xuống vì trận chiến đó, mẹ tận mắt nhìn thấy Trần Nguyên Võ hút lấy thần hồn của bố con, cắn nuốt. Cũng vì kẻ đó bị thương nên mới tìm người địa cầu làm việc cho mình, kẻ đó không chỉ muốn giết bố con mà còn muốn giết cả con. Còn nguyên nhân là gì thì mẹ cũng không rõ. Lắm. Ánh mắt đệ ngũ Vân Yên hiện lên chút hối ức, đôi mắt xanh lóe lén sự thù hận, Bát Hoang, con phải nhớ thật kỹ tên của người này, nếu tương lai có gặp được, nhất định phải báo thù cho bố con. Dạ, mẹ yên tâm, mối thù của bố, con nhất định sẽ báo. Trần Đức nhìn Tây Hải đang nổi lên những gợn sóng, ánh mắt lành lạnh. Trần Đức chưa bao giờ là một người tốt,
có người giết chết bố anh, dù đệ Ngũ Vân Yên không nói anh cũng sẽ báo thù. Trần Nguyên Võ, anh đã nhớ kỹ cái tên này rồi. Hít một hơi thật sâu, lại thở hắt ra, Trần Đức Hy tạc chuyện này vào lòng, cười nói, mẹ, con chưa từng ăn được một bữa cơm đàng hoàng với mẹ và cậu, hôm nay con xuống bếp, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Được. Trên mặt đệ Ngũ Vân Yên là vẻ hiền lành và đầy tình yêu thương, bà ấy rất hài lòng về những thành tựu của Trần Đức. Mẹ, để con đỡ mẹ. Trần Đức dìu đệ Ngũ Vân Yên trở lại cung điện, tìm được một vài linh thú làm nguyên liệu nấu ăn, đích thân làm một bữa. Là một võ giả, tất nhiên tốc độ nấu ăn của anh cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều, chẳng. Mấy chốc, một bàn thức ăn phong phú đã được làm xong. Đệ Ngũ Hiên, đệ Ngũ Vân Yên, đệ Ngũ Thường Vân, Trần Đức và Cơ Tuyết cùng ngồi quanh chiếc bàn, một bữa cơm ăn hết sức hòa thuận và vui vẻ, chẳng có người nào nhắc tới những chuyện không vui. Sau khi ăn xong, Trần Đức chủ động tìm tớ ổ Cơ Tuyết, Tuyết Nhi, cô tìm tôi có việc gì hả? Đúng vậy. Cơ Tuyết gật đầu, anh Bát Hoang, em muốn nhờ anh đến Cấm Khu Tây Hải một chuyến. Cấm Khu Tây Hải, đó là một nơi hết sức hỗn loạn mà. Trần Đức đã sớm hỏi thăm về tình hình Cấm Khu Tây Hải từ đệ Ngũ Hiên. Nơi đó, dù là thánh nhân bước vào cũng chưa chắc đã sống sót bước ra, kẻ bị trục xuất đến đó, thập tử vô sinh. Đúng là có loạn, nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi, ba ngày sau, Cấm Khu Tây Hải sẽ trở nên hết sức bình thường. Cơ Tuyết nói, ở Đại Thiên Thế Giới, Cấm Khu Tây Hải còn có một cái tên khác, đó là Thần Ma Táng. Nơi đó chôn những vị thần viền cổ, hoặc ma, 10 vạn năm trước, một vài cao thủ tuyệt thế đã đoán mình sẽ không sống được bao lâu nữa, khi sắp lìa đời, họ sẽ đến Thần Ma Táng, tự xây mồ mả, đế lại truyền thừa cho người thích hợp và có cơ duyên. Thần ma, trên đời này thật sự có thần ma ư? Trần Đức hỏi, đúng vậy, có. Nhưng không phải là những người đã chôn ở Thần Ma Táng. Sở dĩ Thần Ma Táng được đặt cho cái tên đó là vì cao thủ trên thế giới này quá nhiều, những người được chôn ở đó, có những người đủ sức làm nổ tung cả vân tiêu giới chỉ với một quyền, nên họ mới được đặt cho cái tên Thần Ma, chẻn thực tế, ở thời viên cổ, thật sự có Thần Ma tồn tại. Cơ Tuyết kiên nhẫn giải thích cho Trần Đức. Nói tóm lại, 3 ngày sau, Cấm Khu Tây Hải sẽ không bị cấm nữa, nơi đó sẽ biến thành chỗ tìm kiếm cơ duyên. Khi đó, 4 gia tộc lớn ở Tây Hải cũng sẽ nhận được tin tức mà đến. Cũng sẽ có người từ Đại Thiên Thế Giới tìm đến, anh Bát Hoang. Thật ra em đến đây sớm là để báo cho anh biết, anh có thể tranh thủ đến xem vận may của mình thế nào. Tuyết Nhi, cảm ơn cô. Trần Đức nhìn Cơ Tuyết, lòng đầy xúc động. Lần này Cơ Tuyết đến đây đâu phải để nhờ vả anh, mà chỉ muốn nói cho anh biết nơi anh có thể tìm được cơ duyên, giúp anh nắm được tin tức trước những người đó mà thôi. Từ đây đến Cấm Khu Tây Hải cần 3 ngày, anh Bát Hoang, bây giờ là lúc anh có thể đi được rồi. Cơ Tuyết nói, người trong nhà vẫn đang chờ em phải quay về một chuyến, đến khi Cấm Khu Tây Hải trở nên bình yên, Thần Ma Táng mở ra, em cũng sẽ tới, chúng ta hẹn nhau ở đó nhé. Được. Trần Đức gật đầu đầy ấm áp, tôi nhất định sẽ đến. Anh Bát Hoang. Đột nhiên, Cơ Tuyết kiềng mũi chản. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Trần Đức, hai má đỏ ửng, tạm biệt. Vừa nói xong, cơ thể Cơ Tuyết trở nên mơ hồ, sau đó biến. Mất, để lại một mình Trần Đức đứng lẻ loi trong gió. Cơ Tuyết rời đi khá là vội vàng, thậm chí còn không kịp chào tạm biệt đệ Ngũ Hiên và đệ Ngũ Vân Yên. Nhìn cô ta biến mất, Trần Đức thoáng ngẩn người, sau đó quay về báo lại cho đệ Ngũ Hiên và đệ Ngũ Vân Yên. Bát Hoang, cậu đi với con. Đệ Ngũ Hiên nói, Cấm Khu Tây Hải quá nguy hiểm, một mình con đi khiến cậu lo lắng. Dạ, thế cũng được. Trần Đức không từ chối, nếu đúng như lời Cơ Tuyết nói, Thần Ma Táng có thể tìm thấy cơ duyên, đệ Ngũ Hiên cũng có thể thử may mắn. Mẹ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sắp tới Tây Hải sẽ hơi rối loạn, mẹ và chú Thường Vân đến Học viện Thánh Phong ở Đông Nguyên, tìm sư phụ cổ lục đạo của con, một mặt là tìm nơi tá túc, mặt khác cũng có thể chỉ dẫn cho đệ tử ở đó. Trần Đức nói, đệ Ngũ Vân Yên hết sức lo lắng, Bát Hoang, con phải cẩn thận đấy, nếu thật sự gặp phái người của Đại Thiên Thế Giới thì cố gắng trốn thật xa, bọn họ quá mạnh mẽ, không phải là kẻ con có thể đụng. Vào, Vân Yên, em cứ yên tâm đi, chỉ cần có anh ở đó, Bát Hoang sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đệ Ngũ Hiên trịnh trọng nói,
Bốn người chia thành hai đường, đệ ngũ Vân Yên và đệ ngũ Thường Vân đến học viện Thánh Phong, Trần Đức và đệ ngũ Hiên thì nhanh chóng xuất phát đến cấm khu Tây Hải. Cấm khu Tây Hải nằm ở cực Tây của Tây Hải, dù Trần Đức và đệ ngũ Hiên đều có trận truyền tống, tốc độ cũng không chậm nhưng vẫn phải dùng đến 2 ngày mới đến một hòn đảo nhỏ cách đó khoảng 10 cây số. Bát Hoang, có thấy không, nơi đó chính là cấm khu Tây Hải. Đứng bên cạnh đảo nhỏ, đệ ngũ Hiên nhìn ra. Xa, đập vào mắt, cách đó 10 cây số là một nơi chìm trong màn sương mù và bóng tối, hơi thở khiến tim con người ta đập nhanh lưu chuyển, chẳng thể thấy rõ điều gì. Nước biến xung quanh như những cơn lốc xoáy cuốn theo dòng hải lưu, như cái động không đáy cuốn hết tất cả mọi thứ. Nhưng, một nơi hỗn loạn như thế lại không có một chút ảm thanh nào, còn yên tĩnh hơn cả nhà xác, âm u, không có động tĩnh gì đáng nói. Dù là kẻ mạnh như Trần Đức, cảm giác rất tốt cũng không thể nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng nào bên trong, nghe được bất kỳ động tĩnh nào trong đó cũng là điều kỳ lạ. Cấm khu Tây Hải là nơi rất gần với đại thiên thế giới. Hàng vạn năm qua nó vẫn ở trạng thái này, nếu đúng như lời tiểu công chúa Tây Hải nói, thì nó lẻ thần ma táng, thật sự không thể tưởng tượng được bên trong chôn cất nhãn vật thế nào, nói không chừng có cả cấp bậc thánh tổ được chôn ở đây. Đệ ngũ Hiên nặng nề nói. Thánh tổ ư? Tạm trạng Trần Đức khá xúc động, con đường tu võ có cấp bậc rõ ràng, với Vân Tiêu giới mà nói, thánh nhân là rất mạnh, nhưng vẫn còn cách điểm. Cuối rất xa. Sau thánh nhân còn có thánh vương. Sau thánh vương mới là thánh tổ. Nếu thật sự có truyền thừa của thánh tổ, một ngày sau khi thần ma táng mở ra, Tây Hải nhất định sẽ nhấc lên một hồi sóng gió, e là tất cả các bán thánh và trên bán thánh đều sẽ đến đây. E là, sẽ có khá nhiều người từ đại thiên thế giới tìm đến. Có người tới. Đột nhiên, sắc mặt đệ ngũ Hiên khẽ biến, Trần Đức cũng phát hiện có vài người đang đi về hướng này, anh bèn ấn nấp vào hư không cùng với đệ ngũ Hiên. Bọn họ vừa biến mất, thì có 6 bóng người từ chân trời đáp xuống. 5 nam 1 nữ. Trông bọn họ rất trẻ trung, chắc cũng chỉ tầm 2 đến 30 tuổi, nhưng tuổi thật là bao nhiêu thì rất khó nói, bởi vì hơi thở từ người họ đều rất mạnh. 6 người, tất cả đều là cấp bậc thánh nhân. Khủng bố đến tận cùng. Trong hư không, đệ ngũ Hiên căng thẳng đến nỗi hít thở không thông. Nên biết rằng, ở Vân Tiêu giới, thánh nhân đều là những sự tồn tại mạnh nhất. Thế mà bây giờ, ở đây có tận 6 thánh nhân. Chỉ là, họ còn rất trẻ. Dù tuổi thật là bao nhiêu, thì trở thành thánh nhân mà vẫn giữ được gương mặt trẻ trung đó, chỉ có một nguyên nhân, đó là tư chất quá mạnh mẽ, át hẳn họ đã trở thành thánh nhân trong vòng 200 tuổi. Chẳng hạn như đệ ngũ Hiên, năm nay 60 tuổi, nếu ông ta có thể trở thành thánh nhân khi chưa quá 200 tuổi thì kinh mạch, khí huyết, lục phủ ngũ tạng trong người đều cải lão hoàn đồng. Trở về lúc còn trẻ. Không cần nhờ dược vật để giữ gìn tuổi trẻ, mà là thật sự lột xác từ tận trong linh hồn. Nói tóm lại, 6 người đó thật sự rất mạnh, ít. Nhất thực lực của bọn họ vượt xa đệ ngũ Vệ Đông. Dù rằng rất khó tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt, đệ ngũ Hiên căng thẳng đến mức tim cũng ngừng đập, hốc mắt tràn ngập tơ máu, 6 thánh nhân, vượt xa mọi nhận thức của ông ta từ trước đến giờ. Chỉ là bán thánh mà cũng dám chơi trò ấn nấp trước mặt bọn này hả? Ha ha! 6 người, trong đó một người mở miệng, nhìn chằm chằm về phía đệ ngũ Hiên đang nấp. Người lên tiếng là một nam tử tóc dài, cong môi cười nhạt, ánh mắt hết sức sắc bén, sâu thẳm, trên người là trường bào màu xanh đậm, dáng người khôi ngô. Ha ha, cái thứ ấn thuật rác rưởi đó mà cũng mang ra múa rìu qua mắt thợ. Người trước vừa mới nói xong thì lại có người mở miệng. Cũng nhìn chằm chằm về phía đệ ngũ Hiên. Ánh mắt đó hệt như đã nhìn thấy đệ ngũ Hiên rồi vậy, con ngươi nhìn chằm chằm vào mặt ông ta. Ngoài ra, mấy người khác cũng giống hệt như. Họ, đệ ngũ Hiên căng thẳng đến mức không thể căng thẳng hơn, bị 6 thánh nhân nhìn chằm chằm, nhất thời không dám nhúc nhích, như bị đứng hình, cắn chặt khớp hàm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cậu, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Trần Đức cũng không có quá nhiều biếu cám. 6 người này đã phát hiện ra bọn họ thì có trốn cũng không thoát được. Không, kẻ đó chỉ phát hiện ra cậu, không phát hiện ra con. Đệ ngũ Hiên dùng thần thức truyền nguyên âm, con ở đây đi, để cậu bước ra. 6 người này thật sự quá mạnh mẽ, mạnh hơn nhận thức của ông ta rất nhiều, có thể thấy, 6 người họ không thế là người Vân Tiêu giới, có lẽ đều đến từ đại thiên thế giới. Vân Tiêu giới là những chuỗi khinh bỉ lẫn nhau,
Bốn gia tộc lớn khinh thường thế lực bên ngoài, thế lực hạng nhất lại khinh thường hạng hai, hạng hai chán ghét hạng ba. Những thế giới khác cũng thế, đại thiên thế giới luôn đứng tít chẽn cao, hoàn toàn không xem võ giá vân tiêu giới ra gì. Vì thế, sáu người họ là địch hay bạn, rất khó nói. Đệ Ngũ Huyên muốn một mình gánh vác tất cả mọi nguy cơ này. Sau đó, vừa nói xong, đệ Ngũ Huyên không hề do dự rời khỏi không gian. Thế nhưng, Trần Đức không cho ông ta cơ hội được nhận hết về mình, anh theo ngay sau đó, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bát Hoang, con, sao con lại cứng đầu như thế? Sắc mặt đệ Ngũ Huyên xám xịt, biết lúc này có nói gì nữa cũng vậy mà thôi, cậu làm liên lụy đến con rồi. Cậu, trong người chúng ta cháy cùng một dòng máu, nói cái gì mà liên với trả lụy? Giọng Trần Đức hết sức bình tĩnh, không hề có chút dao động nào. Sáu thánh nhân đúng là rất mạnh. Mạnh đến mức thực lực của anh bây giờ hoàn toàn không thể đánh lại, nhưng với Ly Hỏa và Đỉnh Long Văn thì vẫn có thể thoát được. Tất nhiên, tạm thời anh không có ý định trốn, nơi này gần với cấm khu Tây Hải nhất, nếu rời đi, chắc chắn sẽ đánh mất cơ hội. Còn việc phải đối phó với sáu người này thế nào, thì khoảng vài ngày nữa, họ chưa chắc đã là đối thủ của Trần Đức. Thì ra vẫn còn một người nữa hả? Nam tử tóc dài lẻn tiếng đầu tẽn có chút kinh ngạc, có thể thấy, ban đầu hắn chỉ phát hiện được đệ Ngũ Huyên, không biết đến sự tồn tại của Trần Đức, chỉ là cảnh giới thần vương, chật chật, yếu như vậy mà cũng dám mò đến đây hả? Dừng lại một chút, nam tử tóc dài lại nói, hai người tên gì, đến đây để làm gì? Thưa cậu, tôi là đệ Ngũ Huyên. Đệ Ngũ Huyên cố nén sợ hãi, thái độ hết sức cung kính, thành thật nói, đây là cháu trai của tôi, tên Trần Bát Hoang. Chúng tôi chỉ ra ngoài tu luyện, ngao du, không ngờ lại bất cẩn bị loạn lưu cuốn đến đây, khi tỉnh lại thì đã ở nơi này, đang nghĩ cách để rời đi. Nơi này chỉ cách cấm khu Tây Hải khoảng 10 cây số, mà trong khu vực này thường có những loạn lưu khủng bố dao động, dù là bán thánh cũng chưa chắc đã chống lại nổi. Chuyện này, đệ Ngũ Huyên biết rất rõ, còn nữa, chuyện về thần ma táng vẫn chưa được lan truyền ở vân tẽo giới, thế nên lời của ông ta là nửa thật nửa giả. Anh Vũ, có muốn làm thịt hai kẻ này không? Trong sáu người có một nam tử tóc ngắn, đôi mắt rất to, giọng cũng rất lớn, hệt như hố gầm, chấn động lòng người. Lục Sơn Quân, cậu vội vấp như thế làm gì? Trong sáu người đó có một cô gái mặc chiếc váy dài vừa người, dáng người thướt tha, đôi mắt màu xanh đậm nói, một bán thánh, một thần vương, bọn họ không đáng lo ngại, trước mắt chúng ta phải ở trên đảo một ngày, giữ họ làm người hầu cũng tốt, giết rồi cậu làm hả? Đúng ha. Lục Sơn Quân nghĩ nghĩ, nói. Nói rất đúng. Nam tử tóc dài khẽ gật đầu, mấy người còn lại cũng đồng ý với lời cô gái đó nói. Cảm ơn. Đệ Ngũ Huyên nói lời cảm ơn cô gái đó, dù thế nào thì lúc nãy ông ta cũng cảm nhận được sát ý từ người bọn họ, cô gái đó cũng xem như vừa cứu bọn họ một mạng. Trần Đức cũng nhìn cô gái đó với vẻ cảm ơn. Thế nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không nói một lời nào. Tất nhiên. Cũng không có người nào chú ý tới anh, dù sao cũng chỉ là thần vương mà thôi, sáu người đều nghĩ anh sợ ngu người rồi. Dù sao, thần vương và thánh nhân cũng có sự chênh lệch quá lớn, nó lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta đi thôi, tạm thời tìm một chỗ để nghỉ chân đã. Nam tử tóc dài nói xong thì bắt đầu đi lẽn đảo nhỏ, Trần Đức và đệ Ngũ Huyên theo đuôi phía sau. Bọn họ cực kỳ cảnh giác, mất gần nửa ngày để đánh dấu hết cả hòn đảo Khổng Lồ. Tất nhiên Trần Đức và đệ Ngũ Huyên được dùng như người hầu, có chuyện gì cũng sai khiến bọn họ làm. Đệ Ngũ Huyên biết rõ Trần Đức kiêu ngạo đến tận xương tủy, vì thế lần nào ông ta cũng chủ động đi làm trước. Trần Đức không ngăn cản, anh muốn tu luyện, không có thời gian làm mấy việc vặt vãnh đó, anh lặng lẽ hấp thu dược liệu, linh thạch và tử linh thạch mang theo trong người, âm thầm gia tăng sức mạnh. Đến hoàng hôn, Trần Đức đã hấp thu hết trăm ngàn cân tử linh thạch. Hơn 2 triệu cân linh thạch bình thường cùng với mấy chục ngàn dược thảo quý giá đến mức không thể quý hơn, đó là thiên tài địa bảo quý giá hiếm có khó tìm. Tất nhiên, những điều này đều được thực hiện trong thần thức tẽn thai, hoàn toàn không có người nào phát hiện, chỉ trong nửa ngày, thực lực của Trần Đức đã tăng lẽn một bậc, từ thần vương tứ trọng lên thần vương ngũ trọng. Thế nhưng, đối mặt với 6 thánh nhân, vẫn chưa đủ. Trải qua gần nửa ngày tiếp xúc, Trần Đức đã biết được thân phận của 6 người họ. Cũng như cảnh giới và vài thứ khác. Giống với những gì đệ Ngũ Huyên đoán, 6 người đều không phải người vân tiêu giới,
mà là những chủng tộc khác nhau đến từ đại thiên thế giới. Chẳng hạn như tên Lục Sơn Quân kia, thật ra là đời sau của một mãnh hổ đắc đạo, thực lực ở thánh nhân ngũ giai. Mạnh nhất, cũng là nam tử tóc dài dẫn đầu chỉ là nhân tộc bình thường, thánh nhân thập giai, tên Trình Võ. Cô gái cứu anh và đệ ngũ hiên tên Bạch Tĩnh Vân, bán thế là một gốc cây tử đằng, thánh nhân lục giai. Ba người còn lại lần lượt là Hắc Tả Tâm, Sa Nguyên Long, Thạch Tử Hiền, thực lực ba người đều khá yếu kém, đều là thánh nhân tam giai. Đương nhiên, họ cũng chỉ yếu với những kẻ thánh nhãn tam giai như Trình Võ, Bạch Tĩnh Vân, Lục Sơn Quân mà thôi. Không hề nói quá lên chút nào, chọn bừa một người thỏ ồ là đủ để hủy diệt một thế lực nhất phẩm hạng nhất rồi. Hai người bọn mày xây một cung điện ở đây. Thăm dò địa hình xong, sáu người tìm được một khe núi khá khuất, đó cũng nơi linh khí ngập trời. Trình Võ ra lệnh, bọn tao muốn nghỉ ngơi, nhanh cái tay lên, trong một tiếng mà không làm xong thì chết. Được, tôi lập tức đi ngay. Đệ Ngũ Hiên không hề do dự, lập tức bắt đầu hành động, cũng nói với Trần Đức, bảo anh chỉ cần đứng chờ là được. Nhưng, Lục Sơn Quân lại nói, đứng chờ. Một kẻ nô bộc mà cũng có tư cách đứng chờ hả, mày mà không chịu đi theo làm, bố mày ăn mày luôn ở đây đấy. Lục Sơn Quản không nói đùa, thản là hổ tộc, ăn. Hai người với hắn ta mà nói cũng bình thường như cơm bữa, chẳng có chút áp lực nào, chẳng những có thể gia tăng thực lực mà còn chắc bụng. Dù Trình Võ là nhân tộc nhưng cũng đã quen cái chuyện ăn thịt người này, dù là đồng loại nhưng Hân cũng thường xuyên ăn thịt người, dù sao ăn được võ giả mạnh thì cũng có chút lợi ích. Có vài người thậm chí còn tốt hơn bảo vật, dược liệu và đan dược rất nhiều. Trần Đức không nói gì, chỉ theo đệ Ngũ Hiên xây dựng cung điện. Chuyện này cũng không hề khó. Nói thế nào bọn họ cũng là một bán thánh, một thần vương. Khoảng một tiếng sau, cung điện đã được xây xong. Không tính là sang trọng, nhưng cũng không hề tệ, cao đến 200-300 mét, trang trí cực kỳ đẹp, nguy nga lộng lầy. Ha ha, Tĩnh Vân, anh nhìn người chuẩn đấy. Hai người này thật sự có thiên phú làm nô lệ, xây nhà cũng không tệ lắm nha. Sa Nguyên Long cười ha ha trêu chọc. Đúng vậy, nhưng vẫn còn kém hơn một chút so với nhà tôi. Thạch Tử Hiên châm chọc, nhưng cũng được. Hắc Tử Tâm nói, miễn cưỡng có thể ở, loại người ở vị trí cấp thấp này sinh ra chính là đế làm đầy tớ. Trình Võ, Lục Sơn Quân, Bạch Tĩnh Vân không nói gì, vừa vào cung điện mọi người liền bã đầu tu hành. Đại thiên thế giới còn tàn khốc hơn vân tiêu giới, những tu sĩ như bọn họ, ngoài trừ có chuyện đặc thù ra, mỗi giây mỗi phút đều đang tu luyện đế trở nên mạnh mẽ. Bởi vì, một khi dừng lại thì sẽ có rất nhiều người sẽ vượt qua bọn họ, áp đảo chẽn đầu bọn họ, những người này có thể là bạn ngày xưa, cũng có thể là kẻ thù sinh tử. Cho nên, dù là đến vân tiêu giới cũng không thể trì hoãn một khắc. Sáu tôn thánh nhãn cùng nhau tu luyện. Cảnh tượng đương nhiên vô cùng kinh người, trong nháy mắt toàn bộ đảo gió nổi mây vần, tất cả linh khí hội tụ về phía sáu người bọn họ. Rất nhanh, chưa tới nửa tiếng, toàn bộ đảo xuất hiện trạng thái chân không, trong thời gian ngắn lại không có linh khí có thể hấp thu. Đáng chết, nơi rác rưởi như vân tiêu giới quá mỏng manh, nguyên khí lại càng không có, thật là nơi rác rưởi, mẹ nó. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng không bao lâu nữa sẽ bị người khác vượt mặt. Trình Võ mớ mắt ra đầu tiên, ánh mắt rất khó chịu, trẻ đến mức không thể trẻ nữa với vân tiêu giới. Một giây kế tiếp, ánh mắt của hắn đột nhiên ghim vào đệ ngũ hén, giống như con dã thú tham lam, ông qua đây. Đệ ngũ hiên sững sờ, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, ông ta nhìn về phía Trần Đức, thần thức truyền âm nói, bát hoang, cậu e rằng lành ít dữ nhiều, nếu có cơ hội, con mau trốn đi, biết chưa? Không chờ Trần Đức trả lời. Đệ Ngũ Hiên liền đi về phía Trình Võ, cậu Trình, không biết có gì căn dặn không? Đệ Ngũ Hiên nói chuyện rất cẩn thận, ông ta đắp cảm nhận được một loại phẫn nộ, đối nghịch và sát ý từ trong mắt Trình Võ. Rất rõ ràng, hẳn đã hoàn toàn chuyến lòng thù hận với phần linh khí trong trời đất này không đủ cho bọn họ hấp thu lên đầu đệ Ngũ Hiên. Ngồi xuống, tôi muốn hấp thu nguyên khí, linh khí và máu tươi của ông. Trình Võ dùng loại giọng điệu hờ hững. Không hề che giấu ý đồ của mình. Trong mắt hắn, loại kiến hôi như đệ Ngũ Hiên và Trần Đức cũng không phải là người, dù là người cũng là thuộc đám nô lệ hạ đẳng. Thân là chủ nhân, muốn nô lệ dâng hiến, hy sinh là điều rất bình thường. Trong lòng đệ Ngũ Hiên trầm xuống,
Mặc dù đã sớm dự liệu lành ít dữ nhiều, nhưng lúc Trình Võ nói ra yêu cầu, ông ta cũng có chút lo lắng, sợ hãi. Hút linh khí cũng không có vấn đề, sau khi hấp thu linh khí thì còn có thể khôi phục. Nhưng máu tươi và nguyên khí có thể nón là căn bản của mấy người bọn họ, giống như lục phủ ngũ tạng của người bình thường, một khi bị hấp thu thì sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng, máu tươi nếu bị biến mất sạch sẽ thì chỉ có một kết cục. Chết! Sắc mặt Đệ Ngũ Hiên khó coi, chỉ là ông ta không thể lùi bước. Vì sau lưng ông ta có Trần Đức, cháu của ông ta, dù cho thế nào ông ta cũng phải đảm bảo an toàn cho Trần Đức, lúc cần thiết cũng có thể hy sinh tính mạng. Được, cậu Trình, nhưng tỏi có một yêu cầu nho. Nhỏ, hy vọng cậu có thể đồng ý. Đệ Ngũ Hiên nói, sau khi hấp thu máu tươi của tôi, có thể thả Trần Bát Hoang ra không? Nói điều kiện với tôi, ông cảm thấy xứng không? Trình Võ ngồi dưới đất, từ đầu đến cuối không có đứng dậy, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Đệ Ngũ Hiên, trong ánh mắt chỉ có khinh thường rẻ mạt và đùa giỡn, tôi muốn hấp thu máu ông là may mắn của ông đấy, hiểu chưa? Ha ha, loại cặn bã như ông có tư cách gì mà nói điều kiện? Lục Sơn Quân ha ha cười nói, thật là buồn cười quá đi. Hắc Tả Tâm, Thạch Tử Hiền, Sa Nguyên Long nhìn Đệ Ngũ Hiên giống như nhìn tên ngốc, nhưng nghe thấy một chuyện cười lớn, mặt bọn họ lộ vẻ châm chọc, đùa cợt, thậm chí Hắc Tả Tâm còn không nhịn được cười thành tiếng. Duy chỉ có Bạch Tĩnh Vân thoáng cau mày. Hút máu tươi, nuốt nguyên khí và ăn thịt người không có gì khác biệt, trong lòng cô ta rất phản cảm với hành động ức hiếp kẻ yếu của Trình Võ, nhưng cũng không nói gì. Còn chưa lăn qua, Trình Võ không nhịn được nói. Sắc mặt Đệ Ngũ Hiên lo lắng, Trình Võ và Lục Sơn Quân nói không sai, với thực lực của ông ta, vốn dĩ không có tư cách nói điều kiện với Trình Võ. Thực tế dù ông ta không đồng ý, Trình Võ cũng có thể cưỡng chế thi hành. Đế tôi! Đúng lúc đó, Trần Đức Văn luôn im lặng không nói gì liền đột nhiên mở miệng, anh đi lên trước, tôi cho anh hấp thu. Mày! Ha ha! Trình Võ lắc đầu, khinh miệt nói, loại rác rưởi như mày chỉ hợp làm chó của tao. Xin hỏi, mày sẽ hấp thu linh khí của một con chó sao? Bát Hoang, con làm cái gì vậy, mau về đi. Đệ Ngũ Hiên giật mình trong lòng, đừng làm loạn. Linh khí và nguyên khí của con còn phong phú hơn. Trần Đức nhìn Đệ Ngũ Hiên một cái, không nhiều lời, linh khí màu vàng trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra, khí tức mạnh mẽ cuồng bạo trong nháy mắt khiến 6 người trong cung điện đồng thời liếc mắt. Không có gì khác. Linh khí trong cơ thể Trần Đức thật sự rất mạnh. Trình độ mạnh mẽ vượt xa ra khỏi dữ liệu của bọn họ, hoàn toàn không phải thứ mà cảnh giới thần vương nên có, loại trình độ sâu sắc này quả thật đã vượt qua Đệ Ngũ Hiên. Được, không tệ, không ngờ bọn tao lại đánh giá thấp mày. Trình Võ không nghĩ quá nhiều, linh khí phong phú bao hàm có ích lợi gì, cảnh giới không đủ, chứng tỏ sức chiến đấu không đủ, không có khả năng tạo thành uy hiếp gì, hắn cũng không lo lắng chút nào, qua ngồi xuống. Cậu Trình! Đệ Ngũ Hiên luống cuống, sải bước về phía trước, nó vẫn còn nhỏ, cậu hấp thu của tôi đi, của tôi đậm đặc hơn. Cút! Nhưng đối mặt với khấn cầu của ông ta, Trình Võ liền phất ra một chưởng. Lập tức, Đệ Ngũ Hiên bay rớt ra ngoài, đụng vào vách đá của cung điện, ho ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng run rẩy dữ dội. Chỉ một chưởng đã khiến Đệ Ngũ Hiên bị thương nặng. Sâu trong ánh mắt Trần Đức mang theo uy nghiêm. Nhưng ngoài mặt anh cũng không nói gì, đi thẳng về phía Trình Võ. Một bước, hai bước, ba bước. Cùng với nhịp chân bước, anh cách Trình Võ ngày càng gần, 5 mét, 4 mét, 3 mét. Khi chỉ còn cách Trình Võ nửa mét. Đột nhiên, linh khí vốn cuồng bạo trên người Trần Đức lại một lần nữa nổ tung không một chút dấu hiệu, từng sợi tóc ngay cả lông mày cũng biến thành ánh vàng rực rỡ, giống như ánh mặt trời chói chang, ánh sáng theo bẽn người. Lục đạo luân hồi. Cùng giây đó, Trần Đức hét lên, giữa trời đất hiện ra từng đường quy luật, đại đạo sỏi trào. Trong hư không mơ hồ giống như có một cánh cửa lớn quý dị mở ra, ánh sáng luân hồi rơi xuống, ngay lập tức bao phủ Trình Võ. Đồ tạp chủng, mày dám ra tay. Trình Võ thân là thánh nhân, năng lực phản ứng đương nhiên là hàng đầu trong hàng đầu, sau một giây Trần Đức ra tay, hắn liền lấy lại tinh thần, gấp gáp nâng một quyền lên, đánh về phía màn sáng đang rơi xuống. Một quyền này cho dù đặc biệt gấp gáp, nhưng vẫn dâng lên làn sóng mãnh liệt, khi giơ tay, hư không dạo dực, lực lượng mãnh liệt, trực tiếp khiến toàn bộ cung điện sụp đổ êm ầm, hóa thành phế tích, bụi khỏi nổi lên bốn phía.
Ầm. Trong một phần ngàn giây, quả đấm của Trình Võ rơi về phía màn sáng. Vù. 99. Màn sáng lục đạo luân hồi run rẩy kinh khủng, cuối cùng vì quá vội vàng, Trần Đức vất vả chờ đợi tìm kiếm cơ hội lâu như vậy, đương nhiên đã nắm chắc 90%. Cực cảnh, cực ảnh cửu trọng và sức mạnh của Linh Lung, anh đều vận dụng. Lục đạo luân hồi rung lắc, vẫn đang bao phủ Trình Võ. Một giây sau, Trình Võ bước vào luân hồi, cảnh giới ngay lập tức xuống đến khoảng thánh nhân năm giai. Thời gian rất ngắn, nhưng cao thủ so chiêu thường trong một giây thì có thể quyết định thắng bại, phân sinh tử, Trần Đức đã sớm có chuẩn bị, chữ vạn thiên âm thi triển, sóng âm tính ma quỷ đi dây cuồn cuộn giống như sóng giỏ kinh hoàng, chấn động tâm hồn, trực tiếp mở ầm ầm thần môn của Trình Võ. Cùng lúc đó, ấn quyết lòng bàn tay của Trần Đức bóp chặt, cùng với hư không tuôn ra, ngưng tụ thành bát hoang ấn, mang theo linh khí cuồng bạo và sức mạnh thần hồn bổ về phía trước. Đáng chết, đồ tạp chủng, mày tưởng rằng dùng thủ đoạn này thì có thể thắng tao sao? Trịnh Võ phần nộ, con kiến hôi trước mắt thật sự vượt quá mức hắn dự liệu, lại có thể cưỡng ép mở thần môn của hắn, khiến nhược điểm của hắn bại lộ hoàn toàn. Nhưng, Trịnh Võ hắn cũng không sợ. Đối mặt với thực lực tuyệt đối, dù thần môn mở lớn thì thế nào? Dù thằng nhãi trước mắt có chiêu thức cổ quái thì sao? Cảnh giới tiếp tục rớt, hắn vẫn là thánh nhân năm giai. Trần Đức thì sao? Thần vương ngũ trọng thôi. Khoảng cách giữa hai người rất xa, không thể vượt qua nổi. Dù chiêu thức của Trần Đức có chút cổ quái, vậy thì sao chứ? Cảnh giới của Trình Võ hắn dù thấp, như thế nào cũng vẫn là thánh nhân năm giai. Một vị thần vương lấy cái gì mà đấu với hân? Đối mặt với thực lực tuyệt đối, dù bại lộ nhược điểm, Trần Bát Hoang cũng không thể chấn động hắn. Cùng lúc ấn Bát Hoang của Trần Đức hội tụ, một trưởng của Trịnh Võ tiến lên đón. Mắt thấy Trần Đức, hai người Trình Võ liền ra tay. Trong cung điện, Hắc Tả Tâm, Thạch Tử Hẽn, Sa Nguyên Long, Lục Sơn Quân không có một chút ý tứ nào muốn ra tay. Bọn họ suy nghĩ giống Trình Võ. Trần Bát Hoang cũng chỉ là võ giả than vương ngũ trọng mà thôi, loại cảnh giới này trong mắt bọn họ chính là rác rưởi trong rác rưởi. Mà Trình Võ là cảnh giới thánh nhân. Bọn họ vốn chẳng cần lo hắn xảy ra chuyện. Đồ ngu, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Người của Vân Hương giới không chỉ có thực lực thấp, chỉ số thông minh cũng thấp sao. Ha ha, hoặc là cảnh giới thần vương ở đây đã là không tồi rồi, khiến hắn sinh ra ảo giác và suy nghĩ chủ quan nào đó. Sắc mặt đệ ngũ hiên rất khó coi, ánh mắt đầy bi thương, ông ta cũng không cho rằng Trần Đức thắng được Trình Võ. Trình Võ thân là thánh nhân, từng chiêu thức cũng hàm chứa đạo tắc, chướng phong lướt qua hư không, kéo theo từng tiếng sóng gợn chấn động vang bên tai. Nhanh, thật sự rất nhanh, nhanh đến mức vượt qua hạn chế không gian, gần như không nhìn thấy rõ hoàn toàn. Cũng trong giây đó, giữa điện quang hỏa thạch, bát hoàng ấn và tuyệt diệu của Trình Võ. Một chướng kinh khủng dữ dội đụng vào nhau. Chính vào lúc này, rõ ràng nhìn thấy bàn tay Trần Đức vỡ vụn như đậu hũ, máu văng khắp nơi, xương cốt vỡ vụn, méo mó, biến hình. Đồ tạp chủng, chỉ dựa vào mày mà cũng dám đấu với tao. Giọng Trình Võ lạnh lẽo âm u, dù cho chiếm hết tiên cơ cũng vỏ dụng. Vậy sao? Trần Đức cười lạnh, khi linh khí vận chuyển, một sức mạnh hồi phục khủng khiếp trong nháy mắt khôi phục được máu thịt. Bát hoàng ấn khuấy động hư không, tiếp tục về phía trước, lại hướng về trước. Ầm. Trong giây lát, ánh mắt Trình Võ co rút mãnh liệt, giống như gặp quỷ vậy, hắn có thể cảm nhận được rõ rệt khi Trần Bát Hoang ra tay, một luồng sức mạnh hồn lực kinh khủng đến mức không gì so sánh nối xông vào hồn lực của hân, giống như cối xay thịt đang điên cuồng khuấy đảo. Thức hải của hắn bị lật đổ tại nơi quan trọng, thần thức trong nháy mắt bị tiêu diệt, sắc mặt Trình Võ phút chốc trắng thêm mấy độ. Lúc này bát hoàng ấn cũng lại một lần nữa hội tụ ra trăm triệu lực lượng sức mạnh long tượng, hoàn toàn đụng vào bàn tay của Trình Võ. Mà lần này có thể rõ ràng nhìn thấy ánh sáng màu vàng nghiền nát tất cả, bát hoàng ấn hoàn toàn bao trùm lên Trình Võ, giống như 100.000 núi lớn đè xuống. Bụp! Trong phút chốc, Trình Võ thân thế chia năm xẻ bảy, nổ nát vỡ vụn, một đường thần thức chui ra từ trong cơ thể muốn chạy trốn. Làm sao Trần Đức có thể cho hẳn cơ hội, bàn về thần lực. Trình Võ ở trước mặt anh chính là một cậu em trai, một chướng thần hồn thuần túy công kích tới, sau một tiếng hét thê lương thảm thiết, thần hồn của Trình Võ hoàn toàn tan biến. Cùng với cái chết của hắn, trong cung điện lại một lần nữa im lặng, tĩnh mịch một mảng.
Hắc Tả Tâm, Thạch Tử Hẽn, Sa Nguyên Long, Bạch Tĩnh Vân, Lục Sơn Quân và Đệ Ngũ Hiên hoàn toàn chấn động. Trình Võ chết rồi. Sắc mặt bọn họ điên cuồng thay đổi, quả thật còn hơn cả gặp quỷ, mấy người này tuổi tác lớn nhất cũng sống gần ngàn năm, nhưng qua nhiều nảm như vậy, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng hãi hùng như vậy. Thần Vương Ngũ Trọng giết Trình Võ Thánh Nhân 10 giai. Toàn bộ quá trình không tới 10 giây. Dù là nằm mơ hay bị thần kinh, bọn họ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Đây là tên nô lệ hạ đẳng trước đó bảo anh làm cái gì thì làm cái đó sao? Tại sao anh lại mạnh như vậy? Sắc mặt năm người Hắc Tả Tâm cực kỳ khó coi, căn bản không dám nhúc nhích. Trần Bát Hoang có thể giết chết Trình Võ thì giết bọn họ chắc chắn cũng không khó khăn gì. Trong tình hình này làm sao bọn họ dám cử động, hoàn toàn bị dọa cho ngây ngốc. Trần Đức không để ý đến bọn họ. Trên thực tế, đánh một trận với Trình Võ, anh đã gần như sử dụng hết toàn lực, ngay cả lực lượng của Linh Lung cũng đã vận dụng rồi, nếu giết võ giả thánh nhân 10 giai, dù đợi được cơ hội cũng tương đối khó khăn, không cẩn thận thì vạn kiếp sẽ không hồi phục. Anh có thể giết Trình Võ, hoàn toàn quyết định bởi đặc thù của phương thức tu luyện hồn võ song tu, mà thần hồn của Trình Võ lại rất yếu. Chỉ cần cương ép mở thần môn của Trình Võ thì có thể đánh bại được hẳn. Nhưng nguy hiểm trong này cũng tương đối lớn, suy cho cùng Trình Võ xuống đến thánh nhân 5 giai cũng chỉ có 1 giây. Trong 1 giây kia không mở ra thần môn của hắn, Trần Đức sẽ gặp nguy hiểm. Cũng may tất cả đều rất thuận lợi. Nhưng, dù thắng rồi nhưng vẫn hao tổn rất lớn, có thể nói anh bây giờ không khác gì nỏ mạnh hết đà. Cho nên anh không có thời gian quan tâm đến mấy người Thạch Tử Hiên, anh phải nhân lúc trước khi mấy người này kịp phản ứng, bổ sung thiếu hụt. Trần Đức một chảo cách không nhặt mấy cái túi càn khôn Trình Võ mang theo người rơi trên đất. Sau đó mặt hiện lên vẻ vui mừng. Bên trong lại có hơn 30 đường lỉnh tinh. Để lỉnh tinh trên người không dùng, còn muốn hấp thu người khác. Trần Đức cười lạnh, không nói hai lời liền âm thầm hấp thu linh tinh. Sau đó lại tiếp tục kiểm kê thành quả chiến. Đấu. Ngoại trừ 30 đường linh tinh, còn có không ít tử linh thạch, khoảng 100.000 cân. Trong đó còn có một cái túi càn khôn đựng một đóa hoa 18 cánh hoa màu đen. Tên nhãi Trần, số mệnh của anh không tệ nha, trên người tên kia lại mang theo loại bảo vật này. Khi nhìn thấy đóa hoa, Linh Lung nói, hoa này tên là hoa U Minh, một cánh hoa U Minh cần phải 100 năm mới có thể hình thành, 18 cánh cần 1.800 năm, có thể gặp không thế cầu, mau hấp thu nó đi. Được. Trần Đức không hỏi nhiều, anh lấy ra hoa U Minh, trực tiếp đưa vào trong miệng. Năm người Sa Nguyên Long, Hắc Tả Tâm, Thạch Tử Hiên, Bạch Tĩnh Vân, Lục Sơn Quân thấy vậy liền cả kinh. Bọn họ biết hoa U Minh. Trước đó Trình Võ đã lấy ra khoe với bọn họ. Nhưng Trình Võ vẫn chưa hấp thu, tại sao chứ? Bởi vì hoa U Minh sinh trưởng trong vùng đất cực. Hoa mọc ra ở nơi đó, một bông đều có sát khí đáng sợ, sát khí hội tụ hơn 1.000 năm, dù là thánh nhân cũng không chịu nổi. Muốn hấp thu nó phải ở trong hoàn cảnh và điều kiện đặc thù mới được. Cho nên, Trình Võ luôn để ở đó. Trần Bát Hoang cứ ăn như vậy. Mấy người Thạch Tử Hiên và Lục Sơn Quân nhìn nhau, trong mắt đều nhìn thấy vẻ vui sướng điên cuồng của nhau, Trần Đức nuốt nó, không khác nào tự tìm cái chết. Chờ lát nữa, một khi Trần Đức xuất hiện ra vấn đề gì, bọn họ sẽ ra tay chém chết không chút do dự. Nhưng mà thật sự là như vậy sao? Bọn họ căng thẳng nhìn chằm chằm Trần Đức, chờ anh xảy ra chuyện. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút. Khoảng 5 phút sau, sức mạnh của hoa U Minh hoàn toàn biến mất trong cơ thể Trần Đức, hóa thành một nguồn năng lượng tấm bổ cho lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải của anh. Hoa U Minh thật sự rất mạnh. Còn mạnh hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng, có thể nói là chí bảo trong chí bảo. Toàn bộ quá trình hấp thu đó. Nếu không có chấm đen nhỏ hỗ trợ thì anh đã rất khó khăn, bởi vì bẽn trong hoa U Minh là sát khí dày đặc, còn nhiều hơn gấp mấy lần núi Vạn Long ở Học viện Thánh Phong. Luyện hóa triệt đế hoa U Minh, khoảng thiếu hụt trong cơ thể Trần Đức đã được bù lại, chẳng những thế, anh có thể cảm nhận được sức mạnh của mình lại một lần nữa tăng lên. Hơn nữa không chỉ là một chút, mà là mạnh hơn gấp trăm lần trên căn cơ có. Sẵn, thật sự là 100 lần. Tuy cảnh giới của anh vẫn dừng lại ở thần vương ngũ trọng nhưng thực lực thì đã vượt xa trước kia rất nhiều. Hoa U Minh 1.800 năm, trong đó ẩn chứa nguồn năng lượng hết sức khủng bố, huống khi Trần Đức không chỉ hấp thu năng lượng mà còn hút cả sát khí.
hai thứ dồn lại với nhau, anh không trở nên mạnh hơn mới là lạ. Bây giờ dù bọn Hắc Tả Tâm, Sa Nguyên Long, Thạch Tử Hiên, Lục Sơn Quân, Bạch Tĩnh Vân có hợp sức lại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của anh. Nếu gặp lại Trình Võ, cũng không cần làm gì rườm rà, chỉ cần một chưởng là có thể tiền hắn về trời. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thấy Hoa U Minh đã bị Trần Đức cắn nuốt và luyện hóa hết, sắc mặt bọn Lục Sơn Quân trở nên cứng đờ, lại một lần nữa chấn động, nghẹn họng nhìn chân chối. Đáng chết! Tên này có còn là người không? Hấp thu Hoa U Minh mà chỉ dùng, chưa tới 5 phút. Tam quan và nhận thức của bọn họ đều bị Trần Đức đảo điên, đây chính là thứ rác rưởi luôn khúm núm chẳng nói một lời trước đó ư. Tại sao trước đó anh lại có thể chịu đựng như vậy? Để bây giờ có thể vả mặt và chê cười bọn họ ư. Lục Sơn Quân vô cùng hối hận, chỉ mới vừa nãy thôi, ngay đúng khoảnh khắc đó, rõ ràng hắn ta đã nhìn thấy Trần Bát Hoang chỉ còn là cái nỏ mạnh hết đà. Nhưng, muộn rồi, Trần Bát Hoang lúc này đã hoàn toàn hồi phục lại như cũ, chẳng có gì bất ngờ, sau khi hấp thu Hoa U Minh, anh còn mạnh hơn cả lúc nãy. Đầu óc bọn họ rối bời, cắn chặt khớp hàm, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, không cam lòng, ghen tị, cùng sự chấn động. Đám chúng mày có thể đi chết được rồi. Đi tới trước mặt bọn Lục Sơn Quân, không ai ngờ được Trần Bát Hoang lại chẳng thèm nhiều lời nửa câu, kiếm long ngâm hiện lên trong tay, toàn bộ bùng nổ. Xoẹt 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 xoẹt. Bốn đóa hoa máu nâu rộ. Lục Sơn Quân, chết. Thạch Tử Hiên, chết. Hắc Tả Tâm, Sa Nguyên Long, chết. Không hề chần chừ, Trần Đức giết chết họ hệt như giết con gà con chó. Thậm chí bốn người họ còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã biến thành thi thể. Toàn bộ quá trình, Trần Đức không hề khựng lại một giây, lưu loát như nước chảy mây trôi. Từ trước đến nay, Trần Bát Hoang luôn là người có thù tất báo, đám người này hấp thu linh khí đất trời thôi không đủ, lại muốn hấp thu cả đệ ngũ hiên, sau đó thì sao? Chắc chắn sẽ hấp thu cả anh. Nếu không phải anh tìm được cơ hội giết chết Trình Võ, thì ắt hắn bây giờ anh và đệ ngũ hiên đã trở thành hai cái xác lạnh bảng rồi. Vì thế, Trần Đức không hề xót thương gì cho bọn họ, bốn người này phải chết. Bạch Tĩnh Vân đứng bên cạnh, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, cô ta không nghĩ rằng Trần Đức giết người là sai, nếu đối lại là cô ta thì cũng sẽ giết thôi. Nhưng cô ta vẫn cảm thấy sợ hãi, đó là nỗi sợ đến từ sâu trong linh hồn, trong đầu chỉ còn những suy nghĩ rối bời, hỗn loạn. Cô ta sững người đứng đó, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì. Trần Đức không để ý đến cô ta, anh lục lọi chiến lợi phẩm từ người bọn Lục Sơn Quân, lại thu thập được đâu đó 60 vạn cân tử linh thạch, cùng với một số đan dược, dược liệu. Đáng tiếc, không có mấy thứ như linh tinh với Hoa U Minh. Trần Đức tiếc nuối. Anh đừng có mà đòi hỏi. Linh Lung nói, anh tưởng Hoa U Minh là gạo nấu cơm hả, trải đầy sàn nhà. Trình Võ có được nó, không biết là chó táp phải mấy chục con ruồi gì rồi đấy. Cũng đúng. Trần Đức gật đầu, nếu ai cũng có thì còn gì là chí bảo nữa. Trần Đức đảo mắt về phía Lục Sơn Quân, hơi ngạc nhiên vì sau khi chết, tên đó trực tiếp hóa thành một con cọp lớn màu đen pha trắng, cả người như ngọn núi, có thể nói là khổng lồ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một linh thú huyễn hóa thành người, khó trách hỏi kinh ngạc. Một lát sau, Trần Đức quay lại vẻ ngoài bình thường, nói với đệ ngũ hiên vẫn còn chìm trong sự rung động, cậu. Số tử linh thạch và đan dược này cho cậu, còn vài cái xác nữa, bọn họ muốn hút linh khí của cậu mà, ha ha, cậu cứ hấp thu hết khí huyết của họ, cũng bổ béo. Đệ ngũ hiên bình tĩnh lại, cố gắng đè nén sự rung động trong lòng, được, cậu sẽ làm ngay. Sau đó, đệ ngũ hiên quả quyết hấp thu hết khí huyết, nguyên khí, linh khí của bọn họ. Trần Đức thì kêu gọi ly hỏa, nướng con cọp lớn kia chín, vài phút sau, mùi thơm đã lan ra khắp nơi. Trỏng cực kỳ hấp dẫn. Cỏ, cắt nó ra cho tôi. Trần Đức liếc sang Bạch Tĩnh Vân, không hề khách sáo ra lệnh. Anh không giết chết Bạch Tĩnh Vân đều vì lúc bọn Trình Võ muốn ra tay thì cô ta đã ngăn lại, xem như cứu được một mạng của anh và đệ ngũ hiên. Nhưng Bạch Tĩnh Vân cũng không phải tốt lành gì, không ít lần chỉ tay năm ngón với đệ ngũ hiên, ra lệnh cho ông như người hầu. Bây giờ, tất nhiên Trần Đức sẽ không khách sáo với cô ta. Được. Bạch Tĩnh Vân khẽ cắn môi, tuy là không muốn nhưng vẫn đi tới, bắt đầu cất con cọp, bày ra đĩa đưa tới trước mặt Trần Đức. Trần Đức mặc kệ cô ta, vừa uống rượu vừa ăn thịt hổ. Khỏi phải nói, ăn ngon lầm. Bên kia,
biết rõ con cọp trước mặt là người đồng hành với mình nhưng Bạch Tĩnh Vân vẫn không nhịn được nuốt nước miếng, chịu thôi, mùi thơm nước mũi thế này, màu thịt óng ánh, nhìn thôi cũng thấy thèm. Lấy ăn đi. Trần Đức quăng một miếng thịt vào tay Bạch Tĩnh Vân. Bạch Tĩnh Vân sửng sốt, sau đó há miệng cân một cái. Thật sự rất ngon. Cô ta giật mình, lớn từng này tuổi rồi nhưng, chưa từng được ăn vị thịt ngon thế này, bèn nhanh chóng ăn sạch miếng thịt hổ. Khoảng nửa tiếng sau, con hổ đã được ăn mất 2/3, rượu cũng hết 7-8 vò, lúc này Trần Đức mới thỏa mãn dừng lại. Còn nguyên khí của mấy người kia thì đều bị Đệ Ngũ Hiên hấp thu sạch sẽ, thực lực của ông ta nhanh chóng tăng vọt, nhưng vẫn chưa đột phá, vẫn còn thiếu một chút nữa, có lẽ là chút lĩnh ngộ và cơ duyên. Nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, với tư chất của Đệ Ngũ Hiên, đột phá là chuyện sớm muộn. Nói nghe xem, lần này rốt cuộc có bao nhiêu người từ thế giới Đại Thiên Các cô đến cấm khu Tây Hải này. Đột nhiên, Trần Đức nhìn sang Bạch Tĩnh Vân, giọng nói vẫn lạnh như băng. Bạch Tĩnh Vân ngẩn người, ánh mắt có vẻ ngơ ngác, tôi với Trình Võ, 6 người chúng tôi chính là nhóm đầu tiên, sau đó sẽ có thêm, cụ thể là bao nhiêu thì tôi không nắm chắc, nhưng... FT nhất cũng sẽ có anh của Trình Võ tới, đúng rồi. Nói tới đây, Bạch Tĩnh Vân như nghĩ tới điều gì đó, vội vàng đi tới chỗ Trình Võ chết đế tìm kiếm thứ gì đó, thần thức tản ra càn quét, lẩm bẩm. Cuối cùng, sắc mặt trở nên rất khó coi, anh Trần, chúng ta mau đi thỏi, nơi này không thể ớ láu. Được. Tại sao? Trần Đức hỏi. Bởi vì trên người Trình Võ có một bùa thông ảnh, bùa chú đó là do anh ruột Trình Võ tặng. Chỉ cần anh ta dùng bùa thông ảnh, tất cả những gì xảy ra trước đó đều sẽ xuất hiện trước mắt anh ta. Mà bây giờ bùa thông ảnh đã biến mất rồi. Trước đó tôi còn nhìn thấy, chắc chắn đã được dùng khi anh đánh với anh ta. Bạch Tĩnh Vân có chút kích động, chúng ta mau đi thôi, một khi anh của Trình Võ đến, chúng ta chắc chắn sẽ chết, không chỉ mình anh mà tôi cũng thế. Nhắc tới anh của Trình Võ, Bạch Tĩnh Vân hết sức căng thẳng, bối rối, thậm chí là vô cùng lo lắng. Anh của Trình Võ mạnh lắm hả? Trần Đức hỏi, vẻ mặt không có thay đổi gì quá lớn. Chuyện bùa thông ảnh này anh có biết, khi Trình Võ bị thương nặng, anh tận mắt thấy trước mặt hắn xuất hiện một bùa chú, tốc độ rất nhanh, bùa đã. Được vẽ xong chỉ trong 1% giây, thế nên anh không thể ngăn cản được. Anh của Trình Võ là Trình Lực, còn mạnh hơn Trình Võ rất nhiều, đã là thánh nhân thập bát giai, chỉ cách thánh nhân đính phong một bước nhỏ. Bạch Tĩnh Vân giải thích, có lẽ ở đại thiên thế giới anh ta không phải là mạnh nhất, nhưng trong nhóm người đến Vân Tiêu giới thì anh ta có thể nói là đứng đầu. Nói tóm lại, anh Trần, tuy là anh mạnh nhưng so với người đó, anh Vân còn hơi yếu. Bạch Tĩnh Vân thúc giục, một khi anh ta đến, chúng ta đều sẽ chết. Bát Hoang, hay là chúng ta tạm rời khỏi đây, chuyển sang một hòn đảo khác đã. Đệ Ngũ Hiên cũng nói, ông ta cũng lo sẽ xảy ra chuyện không hay. Nhưng lại lo cho Trần Đức nhiều hơn bản thân mình. Đến thời điểm này, ông ta luôn cảm thấy mình mắc nợ em gái và đứa cháu này, bao năm qua, ông ta cũng không cưới vợ sinh con. Để có thể dồn hết mọi sức lực và tinh thần vào việc tu luyện, chờ một ngày nào đó có thể trở nên mạnh mẽ, đi cứu Đệ Ngũ Vân Yên. Đứa con của em gái mình, ông ta thương như con ruột. Huống hồ gì? Thiên phú của Trần Đức còn y éo nghiệt như thế. Thần vương ngũ trọng lại giết chết thánh nhân thập giai, nếu không tận mã nhìn thấy, nói ra ai dám tin. Đệ Ngũ Hiên đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh. Tóm lại một câu, ông ta thà đế mình chết, cũng không muốn Trần Đức xảy ra chuyện. Cậu đừng vội. Trần Đức thản nhiên cười nói, thánh nhân thập bát giai, nếu muốn ra tay thì chắc đã đến đây từ lâu rồi. Cũng đúng. Đệ Ngũ Hiên gật đầu như gà mổ thóc, thân là bán thánh đỉnh phong. Ông ta hiểu rất rõ thánh nhân mạnh đến mức nào, bọn Trịnh Võ chết dễ dàng như thế không phải vì họ yếu, mà là vì Trần Bát Hoang quá mạnh, quá yêu nghiệt. Thánh nhân thập bát giai, từ đại thiên thế giới đến đây cũng không mất bao lâu, nếu muốn trả thù, hẳn là phái tới rồi mới đúng. Bạch Tĩnh Vân lấy lại tinh thần, khẽ thở phào, dè dặt đi tới trò Trần Đức, Trần. Anh Trần, anh có thể dạy tôi nấu ăn được không? Không được. Trần Đức quá quyết từ chối. Sau đó cứ thế tu luyện. Sắc trời dần tối. Tây Hải lúc chạng vạng, gió mạnh thổi quét, từng cơn sóng đập mạnh vào bờ, thi thoảng lại xuất hiện con linh thú dưới biến, trông hết sức to lớn. Dưới bầu trời sao, chẽn đảo chính của tộc Đệ Ngũ.
Đột nhiên, một mũi nhọn từ trên trời giáng xuống, đáp xuống mặt đất. Ầm. Cùng với sự đáp xuống của người đó, mấy hòn đảo trong bán kính ngàn vạn dặm đều rung lên, ầm ầm chấn động, một hơi thở lạnh lẽo và đầy áp lực lan tràn. Cả hòn đảo đều chìm trong thứ uy áp đáng sợ, võ sĩ dưới thần vương đều cảm nhận được sự run rẩy đến từ sâu trong linh hồn. Chuyện gì thế này? Đệ ngũ vệ đông rợn hết cả người, không chút do dự, kéo chuông cánh báo vang vọng, chưa đến nửa phút sau, 3.000 thần vương, 9 bán thánh, 3 thánh nhân đã tập trung chẽn đảo nhỏ. Ba người đệ ngũ vệ đông, đệ ngũ chiến trần, đệ ngũ nhạc hoa đứng đầu, sắc mặt căng thẳng nhìn về phía tản ra uy áp đáng sợ đó. Dưới bầu trời sao, có một bóng người. Là một nam tử trẻ tuổi, ít nhất là trông có vẻ giật trẻ, trên người là trường bào màu xám rộng rãi, mái tóc dài đến tận thắt lưng, phất phơ theo gió, đôi giày đen nhẹ nhàng dẫm lẻn một gốc cây nhỏ. Kỳ quái là người này tạo ra động tĩnh lớn như thế, nhưng chẳng có thứ gì bị hư tốn, đôi mắt hết sức bình tĩnh nhìn đám người đông đúc, có thể nói là những cao thủ mạnh nhất trước mặt, sắc mặt vẫn hờ hững, chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Tiền bối, cho hỏi ngài là ai? Đến tộc đệ ngũ này để làm gì? Đệ ngũ vệ đông đứng cách đó 500 mét, ông ta không dám đến gần hơn, tuy người này trông có vẻ còn rất trẻ, nhưng... dao động từ hắn ta còn mạnh hơn cả ông ta, còn mạnh hơn thiếu công chúa Tây Hái lần trước đến. Đây rất nhiều. Không biết rõ là địch hay bạn, đệ ngũ vệ đông cực kỳ cẩn thận, lúc nói chuyện còn khẽ khom lưng xuống. Quỳ xuống. Nhưng, đáp lại ông ta chỉ có hai chữ. Cùng với hai chữ đó được thốt ra, một luồng sức mạnh nặng nề càn quét về phía đệ ngũ vệ đông. Dù là người mạnh như đệ ngũ vệ đông thì bấy giờ cũng chỉ cảm nhận được một ngọn núi khổng phô đang đè trên lưng mình. Cùng lúc đó, hai chân ông ta mất kiểm soát khuỵu xuống. Đệ ngũ chiến trần, đệ ngũ nhạc hoa thấy vậy bèn tiến lên giúp đỡ. Nhưng, vô dụng thôi. Đối mặt với thanh niên trẻ đó, ba người bọn họ cùng hợp sức cũng không có tác dụng gì. Chẳng những thế, mà uy áp còn trở nên nặng nề và khủng bố hơn. Bộp, di, bộp, bộp. Chưa đến 10 giây, ba người đã cùng nhau quỳ xuống. Hai đầu gối vùi thật sâu xuống mặt đất, dù họ cố gắng thế nào cũng không thể nhấc lên được. Bộp, mẹ nó cái tiết mục trộm vào tận nhà. Bộp, bộp, bộp. Gần như là cùng lúc, 3.000 người sau lưng bọn họ cũng cảm nhận được áp lực vô biên, ai cũng quỳ xuống. Trong suốt quá trình đó, thanh niên khoác trường bào màu xám cho chẳng hề có hành động gì, vẫn hờ hững và lạnh nhạt đứng đó không lên tiếng, mãi đến khi mọi người quỳ xuống, hắn ta mới bắt. Đầu nhấc chân lên. Khoảng cách mấy mét, chỉ mới 3 bước chân thôi hắn ta đã đứng trước mặt đệ ngũ vệ đông, mặt đất co rút lại, nhưng chẳng hề có cảm giác kỳ lạ gì. Hân ta khẽ cúi đầu, nhìn xuống đệ ngũ vệ đông. Chỉ một ánh mắt thôi, đệ ngũ vệ đông đã vã hết mồ hôi lạnh. Đồng tử co rút lại, lòng thầm căng thẳng đến cực điểm. Tên tôi là Trình Lực, bắt đầu từ giờ phút này, các người chính là người hầu kẻ hạ của tôi. Trình Lực nói hết sức bình tĩnh, không phải là câu hỏi, cũng không phải là xin ý kiến, chẳng hề ra lệnh, cứ như là. Cứ như tộc đệ ngũ đã là người hầu của mình lâu rồi vậy. Đệ ngũ chiến trần cắn răng, đột nhiên ngẩng đầu, cậu. Đùng. Ông ta chỉ mới thốt ra đúng một chữ. Thì đã bất ngờ nổ tung, hóa thành một vầng mây máu, lan tỏa trong không khí kèm theo mùi máu tươi gai mũi. Đệ ngũ chiến trần, chết. Chết ngay trong nháy mắt, không hề chần chừ một chút nào. Ông ta chết, là vì có ý định phản kháng hắn ta. Chẳng còn gì nữa. Bầu không khí chìm vào sự im lặng đến lạ thường, có chút quái dị, ngay cả tiếng chim hót hay tiếng gió thổi cũng không nghe thấy. Chỉ có sự yên tĩnh. Tâm trạng nghiêm túc của mọi người bỗng chốc bị bao trùm bôi sự lo lắng và sợ hãi. Đệ ngũ vệ đông, đệ ngũ nhạc hoa đều lạnh sống lưng, run rẩy. Đệ ngũ chiến trần đã chết rồi, sao bọn họ dám phản kháng nữa đây? Hai người quỳ dưới mặt đất, cúi gằm đầu xuống, chẳng dám nói một lời nào. Các người quay vào trong chuẩn bị, sáng mai tất cả đều theo tôi đến cấm khu Tây Hải. Trình Lực đưa ra một mệnh lệnh. Tiện thể đi về phía cung điện khổng lồ và nguy nga nhất. Rõ thưa cậu Trình. Sau lưng, đệ ngũ vệ đông run rẩy dập đầu đáp. Ông ta chẳng dám ngậm miệng không chịu trả lời, lại càng không dám phản kháng. Đệ ngũ chiến trần chính là vết xe đổ. Chẽn dưới tộc đệ ngũ chìm trong bầu không khí hết sức nặng nề.
Trình Lực đi khoảng chừng 10 phút, áp lực trên người họ mới dần tan đi, mọi người thả lỏng cơ thể, khi lấy lại tinh thần mới phát hiện, không biết từ khi nào lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Đệ ngũ Nhạc Hoa và đệ ngũ Vệ Đông liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự sợ hãi và run rẩy nằm sâu trong đôi mắt già nua của đối phương. Trình Lực, rốt cuộc là ai? Đệ ngũ Vệ Đông đanh mặt, ở Vân Tiêu giới, nếu có một người mạnh mẽ như thế thì ông ta phải biết mới đúng, hay là người đến từ Đại Thiên Thế Giới? Chắc chắn là vậy rồi. Đệ ngũ Nhạc Hoa lau mồ hôi lạnh trên trán, hỏi, tộc trưởng, tiếp theo đây chúng ta phải làm gì bây giờ? Chỉ có thể mặc hân sai khiến thôi, nếu không, tộc đệ ngũ chúng ta sẽ đón lấy một hồi tai vại. Dây thần kinh trong đầu đệ ngũ Vệ Đông càng như dây đàn, truyền lệnh xuống dưới, tất cả mọi người cỏ mặt tối nay đều chuẩn bị tinh thần đến cấm khu Tây Hải. Rõ, thưa tộc trưởng. Hai người cũng không biết tại sao lại phải đến cấm khu Tây Hải, nhưng tất cả đều ăn ý với nhau, không nói ra. Thân là thánh nhân, bọn họ hiểu rất rõ một đạo lý. Kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng. Càng không được phép đặt câu hỏi. Trình Lực nói gì, bọn họ cứ nghe theo là được. Trong cung điện rộng rãi, Trình Lực ngồi trên chiếc ghế vốn thuộc về đệ ngũ Vệ Đồng, vẫn không nhúc nhích, như đang chờ đợi điều gì đó. Khoảng 2 giờ sau, không gian chợt hiện lên chút gọn sóng. Bên dưới điện chợt lặng lẽ xuất hiện một bóng người đeo mặt nạ hết sức quý dị. Chủ nhân, nhà họ Tạ đã chịu nghe lời. Cùng lúc đó, một bóng người đi tới, cũng đeo mặt nạ quỳ xuống mặt đất, chủ nhân, nhà họ Long đã cúi đầu. Hai người, một người áo bào trắng, người kia áo bào đen. Chiếc áo bào đen được thêu một hình trông giống chó lại mọc răng nanh dài hung hăng như sói. Chiếc áo bào trắng thêu một con thương ưng màu đen. Cảnh giới của hai người đều là thánh nhân cửu. Giai, tốt, Trình Lực bình tĩnh nói, tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn ta, chuyện này làm rất tốt, ngoài ra, tôi muốn giao cho hai người một việc nữa, đi giết. Một người, hắn ta vừa nói vừa kết ấn, trong đại điện xuất hiện một vầng hào quang, sau đó ngưng tụ lại, tạo thành hình ảnh khi Trần Đức ra tay với Trình Võ. Lão ưng, Cẩu Vương, hai người vốn là người hầu của Trình Võ. Nay nó đã xảy ra chuyện không hay, hai người nên biết mình phải làm gì. Trình Lực thản nhiên nói, mang đầu thằng danh đó về đây cho tôi. Rõ. Hai người cùng lên tiếng trả lời, sau đó nhanh chóng biến mất trong đại điện. Trình Lực bắt đầu bế quan, hắn ta đang lưu luyện đến thời khắc quan trọng, chỉ thiếu một chút nữa thôi sẽ có được lĩnh ngộ, nén hắn ta không muốn đích thân đi giết người. Lão ưng, Cẩu Vương là hai người hầu. Thực lực của bọn họ cộng lại còn mạnh hơn cả Trình Võ, hắn ta không nhất thiết phải đích thân ra tay. Đêm về khuya, cấm khu Tây Hải vẫn giống như ban ngày, không có chuyện gì đặc biệt, vẫn là một vùng hỗn loạn và tĩnh lặng. Trần Đức đứng bẽn hòn đảo, đôi mắt hiện lên vầng sáng tím. Đôi mắt ngự thú. Lúc này, anh đang thi triển đôi mắt ngự thú để khống chế linh thú dưới đáy biển. Trong mắt anh, hiện lên những hình ảnh dưới biển sâu. Cả Vân Tiêu giới này, phần lớn tài nguyên đều đã bị khai thác, chỉ có hai nơi người thường không dám bước vào. Thứ nhất là rừng rậm, thứ hai là Tây Hải. Tây Hải rộng lớn là thế, ngoài rìa còn cỏ vài võ giả đến đánh bắt linh thú, chứ vào đến cấm khu thì có thể nói là hoang sơ, chưa từng bị bất kỳ kẻ nào khai phá. Thế nên, Trần Đức đã nảy ra một ý tưởng rất lớn mật. Bên dưới biển sâu đó liệu có sự tồn tại của thiên tài địa bảo như Hoa U Minh hay không? Hay có thể nói, là có lỉnh tỉnh tồn tại dưới đó? Không. Đáp án rất dễ đoán. Có. Dưới mực nước sâu hơn 300.000 mét, Trần Đức điều khiển một con cá mập to bằng cá đáo nhỏ, tìm thấy một gốc thực vật trông như dây nho trên một ngọn núi dưới biển. Dây nho màu đỏ rực, trên thân là 9 quả mọng tròn tròn, to chừng quả táo. Trần Đức không biết, cũng chưa từng thấy nó bao giờ. Nhưng từ ánh mắt đầu tiên anh đã biết dây nho này không phải vật tầm thường, anh có thể cảm nhận được nguyên khí dày đặc từ trên thân chúng. Anh cẩn thận điều khiến cá mập. Khoảng nửa tiếng sau, ào ào, Tây Hải nhấc lên một cơn sóng trắng xóa, như có dã thú dưới đáy biển đang càn quét, nước biển sôi trào, cuồn cuộn. Ngay sau đó, đoạn này không đọc được, ở đầu chương 1829 truyện chữ Tam Linh 247. Trần Đức cầm thứ quả kỳ lạ với nguyên khí dày đặc trong tay, hỏi. Quả Sơn Hải. Linh Lung hâm một nói, tiểu tử này có số mệnh nghịch thiên quá,
quả sơn hái là một loại trái cây, mạnh gấp 10 lần hoa u minh. Linh Lung sắp chết lặng rồi, càng đi theo Trần Đức, cô ta càng phát hiện tên này không chỉ có thiên phú mạnh mẽ mà số mệnh cũng nghịch thiên. Tuy đúng là vân tiêu giới có rất ít người khai thác Tây Hải, nhưng võ giả đại thiên thế giới đâu có buông tha, bọn họ cũng thường xuyên đến các thế giới bên dưới như vân tiêu giới, đến những nơi cực kỳ nguy hiểm thế này để tìm kiếm cơ duyên. Trừ những khu vực như thần ma táng, không thì nơi nào có thể đi tới được, bảo vật đều bị cuồng sạch hết rồi. Từ đâu khi Trần Đức muốn tìm thiên tài địa bảo dưới đáy biển, cô ta không nghĩ là sẽ có thứ gì tốt. Nào ngờ, anh lại có thể tìm thấy quả sơn hải. Loại trái cây này vừa sinh trưởng được ở núi sâu 10 vạn dặm, lại có thể sống dưới biến sâu, nhưng cực kỳ hiếm có khó tìm. Trước khi quả sơn hải chín thì nó chẳng khác gì các loại thực vật bình thường khác, rất khó để phân biệt. Thậm chí còn có thể tạo thành hình dạng khác, dưới biển sâu, nó có thể biến thành gốc tảo biển, trong núi sâu, nó sẽ thành cỏ dại, nói chung. Quả sơn hải có hình thái rất đa dạng, chưa đến lúc chín sẽ rất khó tìm. Mà quả sơn hải chín cần đến 5.000 năm. Cũng chính vì thế, nên Linh Lung mới nói Trần Bát Hoang có số mệnh tốt. Nếu anh tới sớm hơn một chút, sẽ không thể phát hiện ra được, nếu đến trễ hơn, e là cái lá cũng không còn. Một quả bằng cả 10 đóa hoa u minh á. Trần Đức rít khí lạnh, tim đập nhanh thình thịch, một đóa hoa u minh có thể giúp anh gia tăng nhiều sức mạnh như thế, nếu hấp thu hết cả 9 quả này, sẽ có hiệu quả thần kỳ đến mức nào. Nhất thời, anh cảm thấy mình không thể chờ thêm được nữa. Nhưng, khi anh đang hào hứng thì chợt cảm nhận được hai hơi thở khủng bố đang đến rất gần mình. Hai bóng người với tốc độ rất nhanh, cũng không hẳn là người. Mà là một lão ưng già cộng với một con chó đen hung hãn và mạnh mẽ như núi. Đỉnh đầu con chó là chùm lông màu vàng sắc nhọn, hệt như cái Vương Miện. Một chim một chó, kẻ thì bay trên không, tên lại lướt trên sóng, nhanh như tỉa chớp lao đến cùng với hơi thở khủng bố. Khoảng 3 giây sau, họ đã đi lên đáo nhỏ, hóa thành hai bóng người một đen một trắng, đeo chiếc mặt nạ dữ tợn. Khoảnh khắc đó, ánh mắt họ cùng dồn về phía Trần Đức. Đồng thời, quả sơn hải trong tay anh cũng thu hút được sự chú ý của hai người. Cấu vương bệ hạ, chúng ta cũng khá là may mắn đấy, nếu tôi không nhìn nhầm thì đó là quả sơn hải đúng chứ? Lão ưng cười trêu tức, nói. Đúng, đó thật sự là quả sơn hải. Áo bào đen trên người cấu vương bay bay, hai mắt lóe lẻn vẻ tham lam, không thể ngờ chúng ta lại gặp được loại báu vật như quả sơn hải. Hừm. Hai người chúng ta chia mỗi người một quả thôi thì thực lực đã tăng lên rất nhiều rồi. Ánh mắt lão ưng đầy sắc bén, như hai thanh. Kiếm tập trung nhìn chằm chằm quả sơn hải này mỗi người chúng ta một quả, còn lại mang về cho cậu Trình, cậu vương bệ hạ thấy thế nào? Được chứ? Cấu vương bệ hạ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, thấy cô gái đó cũng không tệ, ổng chơi hay là tôi chơi? Lão ưng cười lạnh, nói, tôi thấy cùng chơi luôn cũng được. Hai người đứng cách Trần Đức hơn 100 mét, mỗi người một câu, thảo luận không hề kiêng dè ai, hoàn toàn không để Trần Đức, để Ngũ Hiên và Bạch Tĩnh Vân vào mắt, hệt như ba người họ là không khí, hay có thể nói là đống thịt bò nằm trên thớt mặc người cắt xẻ. Bạch Tĩnh Vân và đệ Ngũ Hiên căng thẳng đến lạ, bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh khủng bố từ hai người kia rất rõ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhất là Bạch Tĩnh Vân, cô ta từng nghe Trình Võ nhắc tới hai người này. Đây là người hầu anh hắn ta từng thu nhận, mấy ngày trước Trình Lực đã tặng họ lại cho Trình Võ. Lúc nhắc tới họ Trình Võ vỏ cùng tự hào, còn khen ngợi một phen. Nếu tách hai người ra, có lẽ không mạnh bằng Trình Võ, nhưng nếu hai người đi cùng nhau, thực lực cao hơn Trình Võ rất nhiều. Danh con, mày ngoan ngoãn hợp tác đi, đưa quả sơn hải ra đây, tiện thế tự chặt đầu mình xuống. Ánh mắt lão ưng không nỡ rời khỏi quả sơn hải, cứ nhìn chằm chằm Trần Đức. Tốt nhất là ngoan ngoãn đi, đừng để bọn tao đích thân ra tay, nếu không trắng những là mày chết, mà gã bên cạnh mày cũng thế. Trần Đức không nói gì, anh vẫn im lặng với vẻ mặt không có gì thay đổi, cứ lẳng lặng nhìn hai người, một mặt là kiểm tra thực lực cũng như cảnh giới của họ, mặt khác là thấy hai người này có hơi buồn cười. Anh không nói tiếng nào, lão ưng và cấu vương cũng không vội, cứ đứng đó lẳng lặng chờ, nếu tên này không ngu thì sẽ biết mình nên làm gì, nên chọn thế nào. Nhưng khiến bọn họ thất vọng rồi. Im lặng vài giây, Trần Đức cất tiếng hỏi, hai người là cái thá gì? Tại sao tôi phải ngoan ngoãn phối hợp?
Lão ưng quan sát Trần Đức từ trên xuống dưới, bên dưới lớp mặt nạ là đôi mặt ưng dần trở nên lạnh lẽo, sát ý dần lan tỏa, tao không biết mày đã dùng cách gì để giết chết cậu Trình Võ với cánh giới thần vương ngũ trọng, nhưng mà vận may sẽ không tới với mày hai lần đâu. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Trần Đức, cùng với hình ảnh do bùa thông ảnh đế lại trước đó, ông ta lập tức xác định anh giết chết được Trình Võ đều là giờ may mắn và đánh lén. Dù sao, với người bình thường mà nói, thần vương ngũ trọng mà muốn giết chết thánh nhân thập giai là điều hoàn toàn không thể. Đế tao nói cho mày biết tao dựa vào cái gì? Cậu vương lạnh lẽo, âm u nói, dựa vào việc mày quá yếu ớt, rác rưởi, mày hiểu chưa? Hai lý do đó có đủ cho mày chưa? Trần Đức lại im lặng, không hề nhúc nhích. Sao, có hiểu ra được chưa hả? Ánh mắt cậu vương hiện lên mũi nhọn đầy sát. Khí, đúng là không hiếu lắm. Trần Đức gật đầu. À, hôm nay tâm trạng tao không tệ, nói tao nghe xem mày không hiểu chỗ nào, tao trả lời cho. Cấu vương nói đầy mỉa mai, trêu tức. Trần Đức đột nhiên cong môi cười, chế giễu, tôi cứ tưởng chó thành người rồi thì chỉ số thông minh sẽ cao lên một chút, ít nhất sẽ không lấy mắt chó nhìn người thấp, nhưng bây giờ xem ra chó thì vẫn là chó thôi, không đổi được thói ăn cứt. Giọng Trần Đức rất lớn, như thế anh sợ tên cấu vương kia không nghe rõ mình nói gì. Với cẩu vương và lão ưng, Trần Đức không hề khách sáo chút nào. Hai người này mạnh lắm hả? Đúng là có đó, nhưng chỉ là tương đối mà thôi, mạnh với người khác. Nhưng với anh hả, ha ha. Lùi lại 10.000 bước mà nói, dù Trần Đức yếu hơn bọn họ, anh cũng sẽ không dễ dàng dâng quả. Sơn Hải ra, lại càng không chặt đầu mình xuống. Trần Đức này khi còn là người thường đã lăn lộn trên chiến trường, trải qua lề rửa tội của súng đạn. Cửu tử nhất sinh, chưa từng sợ hãi, chưa từng rút lui. Một chó một chim này là cái thá gì? Muốn đánh cứ đánh, muốn chiến cứ chiến. Lại đi bảo anh tự xử, bị ngu hay thiểu năng trí tuệ vậy? Trần Đức vừa nói ra lời này, Đệ Ngũ Hiên, Bạch Tĩnh Vân hơi sững sờ, bị hù dọa. Bọn họ thế nào cũng không ngờ, Trần Đức sẽ nói ra lời này, ngựa quen đường cũ chó thì vẫn quen ăn phân, đây quả thực là công khai khiêu khích làm nhục đối phương. Trong tình huống bình thường, nhìn thấy bọn họ, không nói cầu xin tha thứ thì ít nhất cũng nên cung kính một chút, không phải sao? Đệ Ngũ Hiên có thể hiểu được Trần Đức, chí ít ông ta đã thấy qua vẻ ngông nghênh và to gan của Trần Đức ở tộc Đệ Ngũ. So sánh thì Bạch Tĩnh Vân quả thật không có cách nào hiểu được con đường trong đầu Trần Đức. Đây chính là thuộc hạ của Trình Lực. Hai thánh nhân chín giai. Nói với bọn họ như vậy, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Mặt đẹp của Bạch Tĩnh Vân tái nhợt, hô hấp cũng có chút gấp gáp, cô ta thấp giọng nói, anh Trần, vẫn nên đưa quả Sơn Hải cho bọn họ đi, nếu không thì cậu của anh sẽ chết đấy. Nhưng, Trần Đức giống như không nghe thấy, anh không thèm để ý đến cô ta, chẳng những không để ý, mà còn nói, hai người muốn lấy mạng tôi, muốn lấy quả Sơn Hải, có bản lĩnh thì tự đến mà lấy, chỉ biết lại nhải có ý gì. Cơ thể mềm mại của Bạch Tĩnh Vân run lẽn. Lòng bàn tay tràn ra từng tầng mồ hôi lạnh. Má ơi! Trần Bát Hoang điên rồi sao? Lúc này lẽ nào không phải tìm cơ hội chạy trốn hay sao? Da đầu cô ta tê dại, mặt đầy tuyệt vọng, không nói nổi. Thú vị! Lão ưng cười nhạt, thản nhiên nói, lần đầu tiên mày đối mặt với bọn tao mà dám phách lối ngông cuồng như vậy, nhưng... Thà rốt nát ngu xuấn còn hơn ngông cuồng phách lối, không biết trời cao đất dày. Trong lúc nói chuyện, giọng lão đường dần dần trở nên âm u, lúc ông ta nói đến câu cuối cùng, nhiệt độ toàn bộ không gian đều giảm đi mấy phần, lạnh buốt, lạnh băng như kim châm, kích thích da thịt ba người Trần Đức. Cùng dây tiếng nói hạ xuống. Đột nhiên, lão ưng ra tay, cơ thế di động, mang theo sát khí và máu tanh nồng nặc, thân hình đột nhẽn ép gần về phía Trần Đức. Cùng đồng thời hành động còn có cẩu vương bệ hạ, tốc độ của hắn ta cũng rất nhanh, không tới 1/10 cái hít thở. Hai người một trước một sau gắt gao kẹp Trần Đức, ngăn cản đường lùi và đường đi của anh. Dường như không có bất kỳ do dự, cẩu vương bệ hạ và lão ưng đánh gọng kìm trước sau, liên hiệp ra tay, làn sóng khủng khiếp mở thành một vùng đặc thù, phong tỏa bao phủ Trần Đức, phong kín anh trong đó để ngăn chặn chạy trốn. Cùng giây đó, hai người thi triển võ kỹ, cánh tay múa may, một quyền, một chưởng rơi về phía Trần Đức. Giữa lúc hai người ra tay, phong vân đột biến. Khí tức kinh khủng bao trùm mấy chục ngàn mét, hòn đảo chấn động. Bọn họ thật sự quá mạnh,
bất kỳ một động tác vi diệu nào cũng có thể động tới đại đạo, dẫn đến quy luật, tập hợp huyền quân thần cự lực, giống như trời sắp sập xuống. Năng lượng khủng khiếp trực tiếp hất bay Đệ Ngũ Hiên ra khỏi trăm mét, Bạch Tĩnh Vân thân là thánh nhãn cũng há miệng to ho ra máu. Con người Trần Đức lạnh lẽo, cửu ảnh cực trọng và cửu cảnh đồng thời thì chiến, đắm chìm trong kim mang giống như phủ lên một tầng áo tiên, chiếu sáng khắp nơi, ánh sáng khiếp người. Vù vù, chấn lôi ấn lôi điện đan sen trong lòng bàn tay trái anh, bàn tay phải hiện lẻn bình thiên ấn đại ấn, trưởng như trăng, quyền như trời, nguy nga nặng nề, ép đố hư không, với tư thế lấy thái sơn áp đỉnh, tay không tiến lên phía trước. Trần Đức đã sớm không còn như ngày xưa, trước nhân vương tam ấn hai thức đạt tới đỉnh cao, thi triển đến cực hạn. Ầm, quyền trưởng chạm nhau, trong nháy mặt hai người lão ưng và cấu vương mặt biến sắc, vẻ mặt tràn đầy chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Bàn tay của bọn họ máu thịt mơ hồ, xương cốt rạn nứt. Ha ha, không phải các người mạnh hơn tôi sao? Trần Đức cười lạnh, lúc nói chuyện, kiếm long ngâm trong tay hiện lên, quang mang sâu kín lóe sáng, kiếm ý chập chờn lan tràn. Phụt, phụt, hai tia máu văng lên, hai cánh tay của cấu vương và lão ưng đồng thời bị chém xuống, lăn dưới đất, nhìn thấy máu tươi mà giật mình. Làm sao? Ngay cả một kiếm của tôi cũng không tiếp nổi. Lời Trần Đức lạnh buốt giống như cửu u quỷ mị, anh nhìn thẳng vào hai người, chút bản dĩnh này mà cũng dám giả bộ trước mặt Trần Bát Hoang. Sắc mặt hai người cửu vương và lão ưng kinh hãi hoảng sợ trong lòng, không thể nào tưởng tượng nổi. Sao có thể? Thần vương ngũ trọng tại sao có thể đánh bọn họ bị thương? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không dám tin tưởng. Trần Bát Hoang, quả thật mày có hơi vượt ra khỏi dự liệu của bọn tao. Cửu vương bệ hạ sắc mặt lạnh lẽo, cuối cùng từ trong chấn động lấy loại tinh thần, nhưng nếu như chỉ có chút thực lực thì vẫn chưa đủ nhìn. Gầm. Lời vừa dứt, cửu vương bệ hạ nở rộ thần quang vô hạn, sán lạn chói mắt, cả người biến thành bản thể, một con chó mực hùng tráng như núi cao, mắt to như chuông đồng, răng nanh dài xuất hiện. Rít. Cùng giây đó, tiếng hí vang dội, khắp bầu trời đen hoàn toàn. Chẽn không trung, một con chim ưng trôi nối, đôi cánh khổng lồ che lấp bầu trời, khuấy động phong vân, kinh khủng vô tận. Không xa bên ngoài, Đệ Ngũ Hiên nhìn đến. Ngây người, mặc dù thân là cường giả bán thánh đỉnh phong, ông ta cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng khiếp người như vậy. Lão ưng và cấu vương hóa bản thể, rõ ràng còn mạnh hơn trước ít nhất trảm tân. Tiểu tử, mày phải chết. Thương ưng lao từ trên trời cao xuống, cặp móng nhọn như thần binh sắc bén. Xé hư không. Cấu vương phát ra tiếng rít, đồng thời chạy điên cuồng, đất rung núi chuyển, bốn phía nước biển Tây Hải đều cuồn cuộn vì hai người, giống như đun sôi nước, ùng ục không dứt. Trần Đức thu hồi kiếm long ngâm, anh đứng yên tại chỗ, mặc cho bọn họ vọt tới. Bụp, móng nhọn hạ về phía Trần Đức, anh vẫn không nhúc nhích, một trường phất về phía móng nhọn của lão ưng, giống như đập con ruồi, cả cơ thể khổng lồ của nó không chịu khống chế, bay rớt ra ngoài. Đồng thời, một tay khác của Trần Đức dùng trưởng ngăn cản, linh khí hội tụ giống như một bức tường vỏ hình ngăn trước mặt anh, cấu vương bệ hạ vọt tới, đụng vào đó, cả gương mặt chó máu thịt mơ hồ. Chỉ vậy thỏi. Trần Đức cười lạnh. Gầm. Hung quang của cấu vương lóe lên, mắt thấy không đụng được, hắn ta đứng thẳng, hình người dạng thú, hai chân bắt đầu niết ấn, thi chiến võ kỹ nào đó, trên người sinh ra từng miếng vải kiên cố, trước đầu lại xuất hiện một cặp sừng. Thân hình một lần nữa dương cao ba lần, khí tức càng thèm kinh khủng. Lão ưng cũng vậy, ông ta thi triển bí pháp và võ kỹ để thăng thực lực, cường hóa thân mình, đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất, đỉnh phong nhất. Nhưng, tất cả đều phí cỏng thôi, dù thực lực đề thẳng của bọn họ có mạnh hơn nữa, cuối cùng vẫn có hạn độ, trước mặt Trần Đức biến thái như vậy, căn bản không đủ nhìn, cho dù bọn họ có điên cuồng có nỗ lực như thế nào thì cũng không hề rung chuyến chút nào. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thỏi. Mỗi lần bọn họ đánh vào, Trần Đức đều làm ra phản kích tương ứng, thản nhiên như thường, nước chảy mây trôi, đồng thời anh sẽ cười lạnh kích thích bọn họ, khiến bọn họ càng phát động ra phương pháp mãnh liệt. Không phải Trần Đức điên cuồng, mà là anh muốn thử một chút cực hạn chịu đựng của bản thân. Một con chó một con chim ưng gần như phát điên, không biết đã sử dụng bao nhiêu chiêu thức, cây cối xung quanh nghiêng đố, hòn đảo hoàn chính đã chia năm xẻ bảy. Tiếng ầm ầm nổi lên bốn phía, chỉ riêng loại khí tức đó đã khiến Đệ Ngũ Hiên chấn thương, khí tức của Bạch Tĩnh Vân cũng không yên.
Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Đức vẫn không có chút tổn hao nào. Rất thần bí. Nhưng đây chính là sự thật đặt trước mặt bọn họ. Càng tấn công, Lão Ưng và Cấu Vương càng kinh khiếp. Khoảng 10 phút sau, rốt cuộc bọn họ đã hiểu. Cái chết của Trình Võ không phải tình cờ, cũng không phải số mệnh. Trần Bát Hoang thật sự rất rất mạnh, anh lúc này còn mạnh hơn rất nhiều lần so với lúc trước đánh chết Trình Võ. Hai người Cẩu Vương và Lão Ưng đưa mắt nhìn nhau, không nói hai lời, vô cùng ản ý xoay người chạy. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, gần như là hóa thành hai đường lưu quang, chia làm hai hướng khác nhau cao chạy xa bay. Không phải mạnh hơn tôi sao? Vậy mà lại muốn bỏ chạy. Đáng tiếng, các người chạy không thoát đầu. Trần Đức cười lạnh, hai tay nâng lẻn, cách không kéo một cái. Nhất thời, trong lòng bàn tay trống không lập tức xuất hiện hai chiếc dây xích màu vàng, nguyên khí và linh khí đan xen, mỗi đầu dây xích trói đuôi Cẩu Vương và hai móng của Lão Ưng. Rầm rầm, dây xích lay động, Trần Đức dùng sức kéo. Hô, hai người đã chạy trốn được xa, thân thế liền bị khống chế, mang theo cuồng phong bay ngược lại, liên tiếp rơi xuống mặt đất vang lên tiếng động lớn, giống như xuất hiện động đất lớn giáng xuống không dứt. Trần Đức đã sớm dự đoán hai người sẽ trốn, anh âm thầm đế lại trói buộc, nhìn thấy hai người rơi xuống đất, chân mày anh khẽ nhướn, các người biến diễn rồi, cũng nên đến lượt tôi biếu diễn chút. Chứ, không phải sao? Nói xong, Trần Đức không cho hai người thời gian phản ứng, anh nâng một quyền lên, mang theo hàng tỷ tỷ sức mạnh long tượng, một quyền rơi xuống đầu Cẩu Vương. Phụt, máu văng tung tóe, đầu Cẩu Vương hóa thành tương, sau một tiếng kêu gào, thần hồn bị tiêu diệt. Một bên, Lão Ưng nhìn thấy cảnh này, cả cơ thể hoàn toàn đờ đẫn, mồ hôi giống như thạch lạp đang bùng cháy, ngưng tụ thành mỡ, cuồn cuộn rơi xuống, ông ta bị dọa đến mức động cũng không dám động. Tiếp theo là ông rồi. Trần Đức đi dạo trong sân vắng, đi tới trước mặt Lão Ưng, cuối cùng Lão Ưng kéo lại cảm xúc từ trong kinh hoàng sợ hãi, lật đật hô, Trần Bát Hoang, chủ nhân của tao chính là Trình Lực của Đại Thiên Thế Giới, một cường giả thánh nhân 18 giai. Không lâu nữa sẽ đột phá thành thánh nhân 19 giai, cậu ấy chắc chắn sẽ băm vằm thây mày thành vạn mánh. Lão Ưng hét lớn, tiếng vang như sấm, chấn. Động vân tiêu. Trần Đức dừng bước, im lặng nhìn chằm chằm cơ thể Lão Ưng to gấp mười mấy lần anh. Bây giờ tù nhân cũng phách lối như vậy sao? Nói chuyện cũng lớn giọng. Trần Bát Hoang, mày rất mạnh, rất yêu nghiệt, nhưng nếu gặp phải chủ nhân của tao, ngay cả một ngón tay mày cũng không địch lại đâu. Lão Đường thấy Trần Đức dừng lại, cho là anh sợ, ông ta nói càng tệ hại hơn, chủ nhân Trình Lực nhà bọn tao ngày mai sẽ tới vùng mai táng thần ma, nếu tao chết ở đây, bạn của mày, còn cả mày nữa đều sẽ chết, mày nghĩ kỹ đi. Hai mắt Trần Đức bất đắc dĩ nhìn Lão Ưng, anh lắc đầu, mẹ kiếp đồ thiểu năng. Nói xong, một cước nâng lén, trùng trùng rơi xuống như hỏa tiễn. Bụi bặm cuồn cuộn nổi lên bốn phía, đầu Lão Ưng rơi vào bùn đất. Ánh mắt trắng bệch, không còn sức sống. Được. Cách đó không xa, Đệ Ngũ Hiên nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta phấn chấn cực độ, trái tim đang treo ngược cuối cùng cũng hạ xuống. Thế giới này sao có thể yêu nghiệt như vậy? Bạch Tĩnh Vân kinh ngạc nhìn hai cỗ thi thể không còn bất kỳ sức sống kia, cô ta lẩm bẩm, ngoại từ chấn động vẫn chỉ là chấn động. Cô ta đến từ Đại Thiên Thế Giới, Đại Thiên Thế Giới so với Vân Tiêu Giới có thể nói khác biệt một trên trời. Một địa ngục 10.000 tầng, nhưng dù vậy vẫn chưa từng xuất hiện tình huống thần vương đánh thánh nhân. Biến thái cũng nên có một hạn độ. Mà Trần Bát Hoang thì sao? Không chút hạn độ nào. Nội tâm Bạch Tĩnh Vân chấn động từng trận, bóng hình của Trần Đức hoàn toàn lưu lại một dấu vết không thoát được trong đầu cô ta. Đi thôi, gảy ra động tĩnh lớn như vậy lát nữa chắc hẳn sẽ có người tới. Thu liễm linh khí, Trần Đức khôi phục trạng thái thường ngày, giống như một người bình thường. Anh đi tới trước mặt Đệ Ngũ Hiên, giúp ổng ta trị thương. Sau đó, đỡ Đệ Ngũ Hiên đi ra xa. Còn về Bạch Tĩnh Vân, anh không hề để ý. Nói thật, mặc dù Bạch Tĩnh Vân đẹp, nhưng mỹ nữ Trần Đức gặp có rất nhiều, bất kỳ người phụ nữ nào của anh cũng không kém gì Bạch Tĩnh Vân, cho nên anh không có suy nghĩ với Bạch Tĩnh Vân, ít nhất trước mắt không có. Các người, gạch chéo, nhìn hai người rời đi xa, Bạch Tĩnh Vân vốn muốn đuổi theo. Nhưng cuối cùng lại không theo nữa, cô ta xoay người rẽ một hướng khác. Trần Đức lấy đại pháp lực, di chuyển một hòn đảo không ngừng tới gần cấm khu Tây Hải,
sau đó dừng ở vị trí cách cấm khu chưa đến 50 mét, anh lại lấy pháp lực cho hòn đảo trôi lơ lửng ở hư không, bắt đầu tu luyện ở trên đảo với đệ ngũ hiên. Cậu, cho cậu cái này. Trần Đức lấy ra hai quả sơn hải đưa cho đệ ngũ hiên. Bát hoang, cậu không cần đâu. Đệ ngũ hiên nói, cậu cách thánh nhân chỉ một khoảng, khoảng cách này cần cảm ngộ, lĩnh hội thời cơ thiên địa, nó chẳng có ích lợi gì với cậu, dù hấp thu nhưng thời cơ chưa tới, cậu cũng không đột phá nổi. Huống hồ, còn giết chết nghi người Trình Võ, Ưng Khuyến, Trình Lực tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho con, bất cứ lúc này cũng có thể đánh một trận. Với con, cho nên con phải để thắng thực lực. Trên mặt đệ ngũ hiên tràn đầy yêu thương, cũng có cả lo lắng, ông ta coi trọng Trần Đức như chính bản thân mình, chỉ mong Trần Đức nhanh chóng lớn lẽn, sao có thể cần quả sơn hải chứ? Được rồi. Trần Đức cũng không có kiểu cách, một mặt đệ ngũ hiên muốn đột phá, quả đúng như lời ông ta nói, cần một chút cơ duyên và cảm ngộ, mặt khác, nếu không ngoài dự liệu, 100% anh sẽ chạm mặt Trình Lực ở vùng mai táng thần ma, đến lúc đó, hai người sẽ phải đánh một trận. Trước lúc này, Trần Đức cần đề thăng. Với thực lực bây giờ của anh, rất khó đánh một trận với cường giả thánh nhân 18 giai, huống chi, từ trong miệng lão Ưng không khó nghe ra hình như Trình Lực lại sắp đột phá. Lập tức, Trần Đức liền bắt đầu hấp thu quả sơn hải, bên trong quả sơn hải có nguyên khí thuần túy đậm đà, Trần Đức uống sống, như một cái động không đáy, nuốt từng quả vào bụng, cuối cùng ngay cả sợi mây cũng không bỏ qua. Thời gian từng chút trôi qua, Trần Đức mượn lực tiên đài bên trong thức hải và lực lượng của Linh Lung, lại phối hợp thêm chiếm đoạt quyết, vận chuyển âm dương kinh, hấp thu quả sơn hải với tốc độ nhanh nhất. Bóng tối qua đi, sắc trời sáng dần, sương mù trong không khí Tây Hải tung bay, linh khí hòa hợp, kế cận cấm khu Tây Hải lúc này đã sớm có người nhốn nháo, từng bóng người lẳng lặng đứng trước cấm khu chảy loạn. Dõi mắt nhìn lại, thân ảnh đông đúc, khoảng chừng hơn 10.000 người, mà trong 10.000 người, dù là người yếu nhất cũng tồn tại cấp bậc thần vương. Mà ở trong đám người, từng lá cờ tung bay. Tứ đại gia tộc Tây Hải bao gồm tộc Đệ Ngũ, nhà họ Long, nhà họ Tạ, ngoại trừ nhà họ Tố gia thì toàn bộ đều tập trung ở đây, khí tức cuồn cuộn, khủng bố tuyệt thế. Mà trưởng tộc của ba gia tộc lớn, Tạ Yến nhà họ Tạ, Long Hải Thăng nhà họ Long, Đệ Ngũ Vệ Đông tộc Đệ Ngũ đều đứng sau lưng một người đàn ông trẻ tuổi, không phải ai khác, hắn ta chính là Trình Lực. Ngoại trừ những người này ra, phía xa còn có một vài võ giả khác, không một ngoại lệ, tất cả đều là thánh nhân. Bọn họ đến từ đại thiên thế giới. Có khoảng chừng 50-60 người, bọn họ đứng từ xa nhìn Trình Lực, không có bất kỳ ai dám đến gần. Trong đó, bao gồm Bạch Tĩnh Vân, lúc này bên cạnh cô ta còn có hai người, một người trong số đó nhìn tuổi tác cũng không chênh lệch với cô ta bao nhiêu, là đàn ông. Người còn lại thì lớn tuổi, rất già, là một bà lão. Trình Lực mang ba gia tộc lớn của Tây Hải đến làm gì? Vân Nhi, không phải còn ở cùng Trình Võ sao, có nghe hắn nói qua không, Trình Võ đâu rồi? Bà lão kia tràn đầy nghi ngờ, có chút cố quái. Trình Võ, hắn chết rồi. Bạch Tĩnh Vân nói. Chết? Bà lão đột nhiên cả kinh, sao có thể chứ? Người từ thế giới đại thiên tới đây, ai dám động vào hắn chứ? Không phải bị người của thế giới đại thiên giết, là do võ giả bản địa Vân Tiêu giới. Bạch Tĩnh Vân từ từ nói ra chuyện đã xảy ra trước đó, không hề giấu giếm, trong đó bao gồm cái chết của Lão Ưng và Cẩu Vương. Nhưng, cô ta không có nói tên và cảnh giới của Trần Đức. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Trần Đức khiến cô ta chấn động quá lớn, bất giác đầu cô ta đã bị Trần Đức lấp đầy, cô ta không muốn quá nhiều người chú ý tới anh, khiến anh gặp nguy hiểm. Thứ hai, dù có nói ra cũng không ai tin. Tĩnh Vân, vậy sao em còn sống, em, có bị bắt nạt hay không? Người đàn ổng kia ân cần hỏi, không khó nhìn ra, Hân có chút mến mộ với Bạch Tĩnh Vân, nghe nói đám người Trình Võ chết, điều đầu tiên không phải hắn nghĩ Bạch Tĩnh ván cỏ bị thương hay không, mà là có ai cợt nhả với cô ta không? Gặp phái loại cường giả đó, theo lý thuyết, Bạch Tĩnh Vân không có lý do gì sống sót. Trừ phi Tư Đồ Lâm, anh đừng đoán mò. Bạch Tĩnh Vân chán ghét liếc nhìn Tư Đồ Lâm, với tính cách của Tư Đồ Lâm, cô ta biết hẳn đang nghĩ gì. Trong ba người, bà lão là cô của Bạch Tĩnh Vân, tên Bạch Lan Tiên, mà Tư Đồ Lâm là người của gia tộc khác, sở dĩ Hân là đi theo Bạch Lan Tiên, hoàn toàn là vì có ý đồ với Bạch Tĩnh Vân. Điểm này, Bạch Tĩnh Vân rất rõ ràng. Được rồi,
Tĩnh Vân, con và cậu Tư Đồ lớn lẻn cùng nhau từ nhỏ, cha hắn một ngày nào đó cũng sẽ đến tộc cầu hôn, giữa con và hắn không cần giữ kẽ. Nói đến đây, con người của Bạch Tĩnh Vân đột ngột co rút lại, cỏ ta nhìn chằm chằm về phía trước, Trình Lực, hắn. Hắn, đang làm gì? Lại thấy, ngoài cấm khu loạn lưu, lúc này Trình Lực bay lẽn trời, dừng chẽn không trung trăm mét, giống như kẻ thống trị, hắn ta nhìn xuống ba gia tộc lớn và trên chục ngàn võ giả, hờ hững mở miệng. Bắt đầu từ bây giờ, các người tiến vào loạn lưu, có thể sống sót đi ra, tôi sẽ dành tặng một bộ võ ký cấp thánh, nếu kẻ nào dám lui về phía sau chạy trốn thì sẽ chết. Lời hắn ta nói lạnh lùng, không một chút cảm xúc, hoàn toàn là lấy giọng điệu thái độ của cấp trên để ra lệnh. Tuân lệnh. Phía dưới, trong ba gia tộc lớn, gia chủ nhà họ Tạ người phụ nữ duy nhất tên Tạ Yến khom người tuân lệnh đầu tiên. Nhà họ Tạ là gia tộc cấp thấp nhất, rác rưởi nhất trong bốn gia tộc lớn Tây Hải, ở bên ngoài có thể hô phong hoán vũ, nhưng ở Tây Hải, hoàn toàn không có quyền phát biểu, luôn phải khom người ôm bắp đùi cường giả. Hôm nay, bắp đùi đang ở trước mắt, dù biết rõ có nguy hiểm, nhưng bà ta vẫn vô cùng niềm nở. So sánh với hai người đệ ngũ Vệ Đông và Long Hải Thăng thì sắc mặt có phần nặng nề, nội tâm rất không nguyện ý, nhưng cũng không dám từ chối, bọn họ chỉ đành gật đầu, hạ lệnh. Tiếp đó, bên ngoài cấm khu, hàng chục ngàn người tập hợp, xuất phát tiến về phía vùng đất mai táng thần ma. Không, vừa mới bắt đầu, ngay lập tức phía trước có hơn 1.000 tên cường giả thần vương chết thảm, bị cấm khu tẩy hái nuốt trọn, hóa thành vụn tuyết, quy về hư vô. Trình Lực đứng trên không trung, lạnh nhạt nhìn xuống tất cả mọi thứ, nhưng phàm có người lui về phía sau nửa bước, chỉ cần một ánh mắt của hắn ta người phía sau liền bị chết thảm hơn gấp vạn lần so với người bỏ mạng ở cấm khu Tây Hải. Sau khi liên tục giết chết 5-6 người, phía sau không có bất kỳ ai dám thụt lùi nữa. Tên nhãi này thật sự là kẻ điên. Xa xa, Bạch Tĩnh Vân nhìn thấy tất cả, mặt đẹp trắng bệch, cô ta biết rõ ràng Trình Lực đang làm gì. Hắn ta muốn tiến vào vùng mai táng thần ma trước tiên, nhưng không biết rốt cuộc vùng đất mai táng thần ma lúc nào mới xuất hiện, cho nên đã dùng mạng của võ giả để tiến hành dò xét. Một chiêu này cực kỳ tàn nhẫn, nhưng không thể không nói lại có hiệu quả nhất. Ngoại trừ cái này ra, bất kỳ phương pháp khác cũng không thể phát hiện ra sự thay đổi trong lần đầu tiên. Tĩnh Vân, con quá lương thiện, võ giả vốn tàn khốc như vậy, những người này có thể tìm ra đường đi vì Trình Lực, bọn ta cũng được lợi. Chỉ có bọn họ chết chưa đền hết tội. Bạch Lan Tiên từ từ nói, Trình Lực không gọi tàn nhẫn, thản là cường giả, đó là tác phong của hắn. Cô nói không sai, con cũng cảm thấy cách làm của Trình Lực không tổn hại đến đại thế, những con kiến hôi kia dù chết 100.000 80.000 cũng không quan trọng gì, huống hồ tống cộng lại cũng chưa tới 10.000 người. Tư Đồ Lâm cười ha ha nói, cùng với tiếng kêu thảm thiết không ngừng, chục ngàn người của ba gia tộc lớn Tây Hải còn lại không đến 4.000, 6.000 cường giả thần vương, chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã chết thảm ở cấm khu, trong không khí tràn đầy máu tanh và tàn khốc. Sắc mặt của hai người đệ ngũ Vệ Đông, Long Hải Thăng vô cùng khó coi, cơ thể giả nua không ngừng run rẩy. Bực bội. Trong lòng bọn họ cực kỳ bực bội. Hơn 2.000 năm, bọn họ đã sống được hơn 2.000 năm rồi. Có bao giờ gặp qua chuyện này đâu. Trình Lực hoàn toàn không coi bọn họ là người, mà sử dụng như công cụ vậy. Nhưng bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thế nín nhịn. Dù là Tạ Yến, giờ phút này sắc mặt bà ta cũng có chút biến đổi, người chết nằm ngoài dự liệu của bà ta, nhiều người chết như vậy đối với nhà họ Tạ. Mà nói, chính là đả kích chí mạng. Về sau, nếu không ôm được bắp đùi, bà ta nên làm thế nào đây? Số lượng cường giả tử vong hôm nay của ba gia tộc lớn nhất định là thảm hại nhất trong hơn 2.000 năm nay. Cứ như vậy, không phải xảy ra chiến tranh gì, mà là bị người ta sai khiến, tự đi tìm đường chết. Đáng tiếc, mặc dù bọn họ lo lắng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám có bất kỳ ý đồ phản kháng hay phản bội Trình Lực. Không có lý do gì khác. Chỉ vì Trình Lực quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên, chỉ có thế quỳ lạy. Chỉ có thế nịnh nọt. Chưa chết, tôi chưa chết. Ha ha ha, tôi chưa chết, tôi vẫn còn sống này. Đột nhiên, vào đúng lúc này, đứng trước có mười mấy võ giả mang theo tâm tình phải chết xông về phía phạm vi cấm khu, đột nhiên bọn họ xông ra tiếng cười như điên, mừng đến chảy nước mắt, gần như phát đén,
một loại cảm giác sống sót sau tai nạn khiến bọn họ rơi lệ. Rốt cuộc cấm khu Tây Hải đã xuất hiện biến hóa, rõ ràng có thể thấy, võ giá phía chẽn từng người đều bình an vô sự, không có bị bất kỳ tổn thương nào. Được, đây là võ kỹ cấp thánh thưởng cho các người. Phía trên, Trình Lực vui mừng như điên, hắn ta lấy một quyển võ kỹ cấp thánh, sau đó hóa thành một đường lưu quang, xông vào vùng mai táng thần ma. Nhưng vào lúc tiến vào, hắn ta đột nhiên dừng lại. Quét mắt nhìn tất cả mọi người, hân ta lạnh lùng nói, còn có một chuyện, các người tìm một người tên Trần Bát Hoang, nếu ai có thể lấy đầu của hắn, tôi thu nhận người đó làm đệ tử quan môn. Lời vừa dứt, Trình Lực xông vào cấm địa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Bát Hoang, tộc đệ ngũ, bao gồm cả đệ ngũ vệ đông đều kinh ngạc. Anh lại đắc tội với Trình Lực. Cũng may không có bất kỳ giao thiệp với tên nhãi kia. Trong lòng đệ ngũ vệ đông vui mừng, ông ta đã sớm kết luận Trần Đức sẽ sống không lâu, như vậy xem ra tên nhãi kia không sống nổi bao lâu. Lời Trình Lực khiến cho tất cả võ giả vân tiêu giới chấn phấn không thôi. Ai có thể giết Trần Bát Hoang, thì người đó có thể trở thành đệ tử quan môn của Trình Lực. Loại vinh dự này quả thật quá hấp dẫn người ta, ai có thể không động tâm chứ? 99% võ giả trở lẽn chuẩn bị bắt đầu chú ý đến người tên Trần Bát Hoang. Khi Trình Lực tiến vào vùng mai táng thần ma, ba người Tạ Yến, đệ ngũ vệ đông, Long Hải Thăng cuối cùng đã thở phào, đồng thời thu hồi tâm thần, tạm thời cũng không thèm nghĩ đến chuyện của Trần Bát Hoang, lấy võ kỹ thánh nhân, đặt lên cỏ phục lại. Cũng vào lúc sau khi Trình Lực xông vào vùng mai táng thần ma, lại có trên trăm thân ảnh vọt vào đó, cơ duyên hiện ngay trước mắt. Phàm là người biết nội tình, không ai muốn bị bỏ lại phía sau. Trong đó, không chỉ có võ giả đến từ đại thiên thế giới, còn có nhà họ Tố ở Tây Hải, một mình gia tộc bọn họ đã có 4-5 ngàn người xông vào trong đó. Bên trong nhất định có cơ duyên, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Đệ ngũ vệ đồng khẽ trầm ngâm, thu hồi võ kỹ cấp thánh, dẫn đầu người của tộc đệ ngũ, cùng tiến vào vùng mai táng. Nhà họ Tạ và nhà họ Long cũng không cam lòng bị bỏ lại phía sau. Cùng lúc đó, ở một trong những hòn đảo ấn giữa hư không, Trần Đức mở chừng hai mắt, chín quả sơn hải đã hấp thu xong hết, cảnh giới và thực lực của anh lại một lần nữa đạt được đề thăng. Trong một đêm ngắn ngủi, từ thần vương ngũ trọng, trực tiếp đột phá thần vương cửu trọng. Đương nhiên, nếu anh muốn thì vẫn có thể đột phá đến bán thánh, thậm chí là thánh nhân, vấn đề cũng không lớn. Nhưng, Trần Đức không tiếp tục. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, mỗi lần cảnh giới của anh đột phá đều tương đối vững chắc và ổn định, chưa từng vì đột phá mà đột phá, thần vương cửu trọng là cảnh giới hiện giờ anh thấy phù hợp nhất, anh không có cách nào duy trì cảnh giới thấp hơn thế này. Nhưng, thần vương cửu trọng của anh khác thần vương cửu trọng của người khác, mỗi lần anh đột phá đều là lấy bao nhiêu lần kinh khủng để thăng, dù là thần vương cửu trọng mở cửu trọng cực ảnh. Trong tình hình cực ảnh, anh có 100% tự tin đánh một trận với cường giả đỉnh phong. Trong cơ thể mạnh mẽ, lực lượng sôi trào khiến anh có một loại cảm giác phóng khoáng. Lực lượng như vậy nếu anh toàn lực hạ một quyền xuống, e rằng toàn bộ văn hương giới cũng sẽ rung chuyển theo. Thứ hai, anh nhận ra âm thanh huyên náo bên ngoài. Không ngoài dữ liệu, chắc là vùng mai táng thần ma đã mở, cho nên anh không thể lãng phí thời gian nữa. Bát Hoang, chúc mừng con. Đệ ngũ Hiên vui mừng nhìn Trần Đức tỉnh lại, ông ta tràn đầy vui sướng, thực lực của con đã hoàn toàn đá cậu về sau lưng. Cho dù thực lực như thế nào, cậu vĩnh viễn là cậu của con. Trần Đức khẽ mỉm cười, vùng mai táng thần ma đã mở, đi thôi, chúng ta cũng đi xem, thứ gọi là vùng mai táng rốt cuộc mai táng những cường giả nào, nhân tiện đụng mặt với Trình Lực kia. Bên trong vùng mai táng thần ma, lúc này liên tục có người tiến vào. Loạn lưu và cấm khu ngày trước tiếp xúc ắt hẳn là vùng đất chết, hôm nay cuối cùng đã lộ ra mặt mũi thật sự. Đập vào mắt, mộ huyệt như núi, mọc cao vút như rừng. Mỗi một mộ huyệt cao đến 100 mét, trước phần mộ đều được lập xinh đẹp, bia mộ chói mắt, trên bia mộ có từng chữ rồng bay phượng múa vô cùng khí thế, đạo vận lưu chuyến. Trình Lực tiến vào vùng mai táng thần ma đầu. Tiên, hắn ta tương đối bá đạo, liều lĩnh. Vừa vào vùng mai táng liền nhắm vào một mộ huyệt, một quyền đánh ra, ý đồ lấy tài nguyên trong mộ. Nhưng, một quyền của hắn ta lại bị mộ huyệt nuốt trọn, giống như đánh chẽn bông vải, không có gợi lên chút gợn sóng hay động tĩnh.
Quả thật là phải cho phép mới được sao? Trình Lực nhướng mi, một quyền vừa rồi hắn ta đã dùng hết 200% lực lượng, hắn ta bây giờ là thánh nhân 19 giai, thánh nhân đỉnh phong, một quyền hắn dùng toàn lực thì kinh khủng thế nào? Nói đơn giản, nếu hắn đánh ra một quyền như vậy với Vân Tiêu giới, cả Vân Tiêu giới này chỉ ít sẽ sụp đổ 1/3 đại lục. Nơi nhỏ như Vạn Tiêu giới hoàn toàn không thể nào chịu đựng nổi lực lượng của cường giả như hắn ta. Hắn ta tới Vân Tiêu giới giống như một tiến sĩ siêu cấp đến vườn trẻ, dù toàn trường cùng nhau học tập và tìm hiểu cũng chưa chắc có được 1% của hắn ta. Nhưng cho dù như vậy, một quyền của hắn ta lại không gợi lên bất kỳ gợn sóng nào. Trình Lực thật sự rất khiếp sợ. Liên quan đến vùng mai táng thần ma, hắn ta rất rõ ràng, tất cả đều là cường giả cái thế được mai táng ở đây. Những người này khi còn sống còn mạnh hơn hắn ta rất nhiều, nhưng hắn ta không ngờ cho dù sau khi chết, hắn ta cũng không thế nào chấn động đến phần mộ của những người này. Muốn có được truyền thừa và cơ duyên, biện pháp duy nhất chính là lấy được sự cho phép của những người đã chết này. Trình Lực quét qua phần núi mộ rậm rạp chằng chịt, Trình Lực đi tới trước một phần mộ có vị trí tốt nhất, hùng vĩ nhất, khí tức nhất, hắn ta có phần cung kính nói, tiền bối, tôi từ đại thiên thế giới, Trình Lực. Năm nay 983 tuổi, thực lực thánh nhân đỉnh phong, khấn cầu tiền bối truyền pháp. Lời vừa dứt, Trình Lực lặng lặng chờ đợi. Nhưng 10 phút trôi qua, người ngoại giới tiến vào vùng mai táng thần ma càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt, ước chừng chẽn chục ngàn người, trong đó bao gồm 3 người đệ ngũ vệ đông, Tạ Yến, Long Hải Thăng. Từ xa xa bọn họ nhìn thấy Trình Lực không nhúc nhích, không nhận được bất kỳ cơ duyên nào, trong lòng cực kỳ tức giận. Trình Lực đế cướp trước một bước đã hại chết hơn 6.000 cao thủ thần vương, cuối cùng cái gì cũng không nhận được, 6.000 người kia tương đương với cái chết vô ích. 3 người tức giận, giận mà không dám nói gì. Trình Lực chờ đợi hồi lâu, phần mộ kia vẫn không có phản ứng, sau đó hẳn ta đi về phía phần mộ thứ 2, thứ 3, thứ 4. Không một ngoại lệ, người bên trong mấy phần mộ kia giống như đã chết hoàn toàn, không có cho Trình Lực bất kỳ lời hồi đáp. Sắc mặt Trình Lực cực kỳ khó coi, u ám đến mức sắp nhỏ nước. Hắn ta biết mặc dù các cường giả của vùng mai táng thần ma đã chết, nhưng chắc chắn đã lưu lại ấn ký thần hồn, những ấn ký này đã kế thừa ý chí, trí nhớ và truyền thừa khi còn sống của bọn họ. Hắn ta không nhận được hồi đáp, chỉ có một nguyên nhân. Những người này không có vừa ý hắn ta. Trình Lực hắn ta nói thế nào cũng là thánh nhân đỉnh phong, tồn tại vô địch ở Vân Tiêu giới. Mấy lão bất tử kia vậy mà lại coi thường hắn ta. Làm sao Trình Lực có thể không giận? Tiếc rằng hắn ta không còn cách nào khác, chỉ có nhẫn nhịn tiếp tục hỏi. Bên trong vùng mai táng thần ma, liếc mắt có hơn 2.000 ngôi mộ, bất luận lấy được truyền thừa của ai, hắn ta cũng không tới uống công. Cùng lúc đó, hai người Trần Đức và Đệ Ngũ Hiên cũng đã tới vùng mai táng thần ma. Vừa tiến lên, Trần Đức đã hoàn toàn bị chấn động. Trước mặt tùy ý nhìn một ngôi mộ cao bằng một ngọn núi lớn ở địa cầu, thấp nhất cũng hơn 300 mét, bia mộ lại xông thẳng đến Vân Hương, chấn động lòng người. Mộ của kiếm thánh Độc Cô Cầu Bại. Mộ của quyền hoàng Vương Khải. Mộ của đan tố Dược Lăng Tiêu. Mộ của thái thượng đao quỷ Quất Hữu Kinh. Trần Đức quét qua từng phần mộ, nội tâm nghiêm túc, từ khí tức phát ra từ những mộ huyệt này, xem ra người được mai táng ở đây thấp nhất cũng là tồn tại cấp thánh tố. Thậm chí nhìn từ chữ khắc trên một vài mộ trí, hơn nửa trở lên có cảnh giới vượt xa thánh tổ. Chẳng trách được gọi là vùng mai táng thần ma. Trần Đức cảm khái, dù mạnh như mấy đại năng cái thế này, nhưng vẫn không thể vượt qua trói buộc sinh tử. Đúng vậy, con đường võ giả dù có thể gia tăng thọ nguyên, nhưng không ai có thể trường sinh bất tử, cùng thọ với trời. Đệ Ngũ Hiên nói, ít nhất Vân Tiêu giới cũng không có tồn tại như vậy. Trong vùng mai táng thần ma lúc này đã có hơn 10.000 cường giả, từng người khí tức khủng khiếp khiến người ta sợ hãi. Đột nhiên, một trận kim quang tự vùng mai táng thần ma lóe lên, phía xa xa, trong hư không xuất hiện tầng tầng tượng Phật, chiếu sáng tám hướng, dưới tượng Phật, một vị tăng nhân áo trắng ngồi dưới đất, miệng lưỡi lưu loát, miệng đọc kinh văn, vô cùng thánh khiết. Đó là, Phật tử đương thế của Phật giáo Vân Tiêu giới, hẳn đã được Phật giáo truyền thừa. Bên trong vùng mai táng có người kêu lên, nhận ra tăng nhân kia. Trời ạ, hắn chỉ là một tên thần vương cửu trọng, trong nháy mắt. Liền đạt đến bán thánh đỉnh phong. Mẹ nó, truyền thừa này mạnh quá.
Truyền thừa không nhìn thực lực, chỉ nhìn xem có phù hợp hay không, thực lực Phật tử không hề mạnh, hắn có thể nhận được truyền thừa thì chúng. Ta cũng có cơ hội. Phật tử lấy được truyền thừa, có người hâm mộ, có người ghen tị, nhưng nhiều hơn lại là phấn chấn, Phật tử có thể nhận được truyền thừa, chứng tỏ bọn họ cũng có cơ hội. Cậu, Trần Đức nói với đệ Ngũ Hiên, cậu đi phía đỏng, ngôi mộ thứ 34, có lẽ sẽ có cơ hội. Được, đệ Ngũ Hiên không chần chờ, càng không có nghi ngờ Trần Đức, có được hay không thử sẽ biết, ông ta tung người nhảy một cái rồi rời đi. Linh Lung, cô có chặc cậu tôi có thể nhận được cơ duyên ở chỗ đó không? Đệ Ngũ Hiên rời đi, Trần Đức hỏi. Không chắc chắn, nhưng chỉ ít có 90% cơ duyên, chủ nhân phần mộ kia có khí tức giống với đệ Ngũ Hiên, tóm lại, cơ hội rất lớn. Linh Lung nói, thiếu tử Trần, anh có coi trọng truyền thừa không? Ách, tạm thời không. Trần Đức lắc đầu, cho dù có cũng không có cơ hội đâu, có người đang nhìn chằm chằm tôi kia. Linh Lung, chẳng lẽ cô không phát hiện ra sao? Trần Bát Hoang, đã lâu không gặp, ha ha. Trần Đức vừa dứt lời, một giọng già nua truyền vào trong tai anh. Cùng dây. Phía xa xa, ba thân ảnh già nua nhanh chóng lướt tới. Trong chớp mắt, ba người đệ ngũ vệ đông, Tạ Yến, Long Hải Thăng đã đi tới bên cạnh anh. Trưởng tộc đệ ngũ, đây chính là Trần Bát Hoang mà cậu Trình nói. Ánh mắt Tạ Yến âm hiểm, mặc dù bà ta có chút khó chịu với Trình Lực, nhưng trong lòng vẫn phải ôm bắp đùi. Còn Trần Đức chính là một tảng đá lót đường có thể nhanh chóng đến gần Trình Lực trong mắt bà ta. Suy nghĩ của đệ ngũ vệ đông, Long Hải Thăng cũng không khác biệt lắm. Hơn nữa nội tâm ba người vốn đang tức giận không có chỗ xả, nhìn thấy Trần Đức, ánh mắt lóe lẽn nồng nặc sát ý và mùi thuốc súng. Ba trưởng tộc lớn cùng đi tới, nhất thời liền hấp dẫn mấy ngàn ánh mắt. Trong những người này, không thiếu tông chủ, môn chủ, thánh chủ thế lực nhất phẩm và đế vương hoàng triều. Ánh mắt võ số người mang theo vẻ nghi ngờ rơi trên người Trần Đức, sau khi nghe nói anh chính là Trần Bát Hoang, rất nhiều người âm thầm toát ra sát ý. Phải biết rằng chém chết Trần Bát Hoang thì có thể trở thành đệ tử thân truyền của Trình Lực, loại vinh dự này ai mà không muốn tranh chứ. Nhưng, so sánh với đệ ngũ vệ đông, Tạ Yến, Long Hải Thăng tại đây, mặc dù có lòng nhưng cũng không ai tùy tiện ra tay. Sợ đắc tội với bọn họ. Trần Bát Hoang, mấy ngày không gặp, cái đầu tẽn tạp chủng cậu rất đáng tiền đấy. Đệ ngũ vệ đông cười nhạt, cậu Trình đã nói, chỉ cần giết cậu thì có thể trở thành đệ tử thân truyền của hắn. Ha ha. Long Hải Thăng cười ha ha nói, Trần Bát Hoang, lão phu khuyên cậu hay tự vẩn tại chỗ đi, nếu không thì chờ bọn tỏi ra tay thì chết rất khó coi đấy. Không sai, đồ tạp chủng, cậu cứ tự sát đi, chết như vậy còn có chút mặt mũi. Tạ Yến cười ác độc nói. Ba người đã hoàn toàn phong tỏa Trần Đức từ sớm, phong kín anh trong một khoảng không gian, chưa từng nghĩ để chừa cho Trần Đức một con đường sống. Trần Đức đứng nguyên tại chỗ. Nội tâm không chút dao động, thậm chí có chút buồn cười, dựa theo máu mủ, nói thế nào thì trên người anh cũng có máu của tộc đệ ngũ. Nhưng đệ ngũ vệ đông lại muốn giết anh. Ha ha, nếu các người thích đảm đầu vào chỗ chết, vậy tôi sẽ thành toàn cho các người. Một giây kế tiếp, đột nhiên Trần Đức không chút phí lời liền ra tay. Anh giơ quả đấm lén, lướt qua không gian, đồng thời càn quét ba người. Ầm ầm. Quả đấm bá đạo lóe lên màu vàng chói lọi, chiếu sáng vùng đất trăm dặm xung quanh, sán lạn chói mặt. Trong phút chốc, không gian ngưng động, thời gian dừng lại, lực lượng của một quyền này đã vượt qua cực hạn của Vân Tiêu giới, hư không rung động, di chuyển ầm ầm, giống như tảng băng đụng phải hỏa hoạn, hòa tan cấp tốc. Giữa một phần ngàn cái hít thở, quả đấm đã đến trước mặt ba người đệ ngũ vệ đông. Mặt ba người biến sắc, phản kích theo bản năng. Đệ ngũ vệ đông sử dụng trường kiếm, Tạ Yến sử dụng một cây quạt xếp, Long Hải Thăng trong. Tay cầm ba tong đầu rồng chế tạo từ thép ròng. Nhưng, vô dụng, đùng đùng đùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.